Yes. Alo alo. Chào mừng quý vị và bạn quay trở lại với Clan Nave Skyred, quay trở lại với game thủ xanh lặng. Rất vui khi gặp lại quý vị giả trong buổi tối ngày hôm nay, và chúng ta sẽ đến với diễn biến cuộc đấu giữa game thủ He và game thủ No 1. Đây là một trong những cuộc đấu có lẽ tâm điểm cho buổi tối ngày hôm nay khi mà vận động khi mà giải AVE Sài Gòn đang diễn ra ở bên phía thành phố Hồ Chí Minh, thì tạm thời giải chín chung sẽ nghỉ và chúng ta sẽ có những kèo đấu mang tính chất giao lưu học hỏi để đỡ quên tay. Và No 1, đây là một trong những game thủ mà ở thời điểm gần đây người ta biết đến anh nhiều hơn với vai trò là một nghệ sĩ nhân dân chứ không phải là một game thủ. Khi mà game thủ No 1 đang có cho mình một phong độ thực sự là rất thấp ở trong giải đấu chín chung. Anh ta chưa thắng bất kỳ một game thủ nào cả và đều đang để thua với tỷ số chóng mặt trước những đối thủ khác. Vâng, với điểm số lên tới dường như là 40 điểm rồi. Tôi nghĩ là không ai có thể làm được điều thứ hai giống như game thủ No 1 còn He. Vâng, thì vẫn là như vậy. Tôi vẫn chưa rõ là He đang đứng ở vị trí thứ mấy, để tôi xem lại nào. Vâng, He thì đang đứng ở vị trí thứ 6 với -2 điểm hiệu số và tổng điểm của em là 9. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với diễn biến của đầu giữa game thủ He và game thủ No 1, và chúng ta sẽ có hai cho son ở trong trận đấu đầu tiên. Đây là màn hình máy của game thủ He. Như vậy đây là quả đầu, đây là heal về. Ít phút dành cho quảng cáo. Giới thiệu một chút với quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta có thêm nhà tài trợ mới là thương hiệu Rapido của tập đoàn Ferroli đến từ Italia. Rapido hiện đang có rất nhiều sản phẩm từ quạt điều hòa, robot hút bụi cho đến bình nước nóng, phụ kiện bếp và nhiều sản phẩm gia dụng tuyệt vời khác nữa. Sàn SPG V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Hệ thống quán nhậu tự do có 4 cơ sở tại Hà Nội, tọa lạc tại các vị trí trung tâm với các biệt thự cổ, không gian xanh mát cổ kính, view đa dạng trong nhà và ngoài trời, check-in sang chảnh. Ông quay trở lại với trận đấu, hai trò son quân được cho là cực kỳ cần. Đây là một trong đơn vị quân có phù thủy tuyển, không có lợi thế với ép đời. Ở phía sau game thủ He là hai bạn nữ đại diện đến từ thương hiệu và quán nhậu tự do. Vâng, hai bạn đang ở phía sau đồng hành cho game thủ He để có thể tiếp thêm một phần nào đó động lực, giúp cho He có thể thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng trước game thủ No 1. Ngày hôm nay mục tiêu đặt ra dành cho He là không phép thua, phải thắng và phải thắng cực kỳ rực rỡ để chứng minh rằng cái vấp ngã của No 1 ở trong giải chín chung không phải là điều mà anh ta cố ý làm để đến với giải Nghệ An, mà là chuyện bình thường. Rồi, như vậy là có thêm đôi voi. Với việc mà hai cho son thì cái kịch bản chúng ta hướng tới có thể sẽ là một trận thi đấu kiểu dạng châu phù. He và No 1. Vâng, He thì là hệ có khả năng thao tay được cho là nhanh nhất ở trong AOE. Còn game thủ No 1 thì lại là một bộ não quái, nhưng mà solo random thì có thể tốc độ trận đấu nó sẽ rất là nhanh. Vâng, thế nên là có đôi khi não của No 1 thì chưa kịp đưa chiến thuật thì đã fit mất rồi. Vâng, 19/24. Bình tĩnh thôi. Rất tỉ mỉ. Vâng, người ta nói He là một trong những game thủ có bàn tay bị dị tật bởi khả năng vẩy E được cho là nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nó còn nhanh hơn cả tốc độ quay mặt của người yêu cũ. Vâng, có thêm voi dành cho cậu He. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả nhé. Xin chào gần 1.000 quý vị khán giả đang có ở trên fanpage của game thủ He ở thời điểm hiện tại. Hồ Sang Skyred rồi à? Không anh ơi. Vâng, em thì thuộc biên chế của Ego Media nên là em có thể có mặt ở trên rất nhiều những game thủ khác. Không cố định ai cả. Ai bình luận đấy, em tên là Hồ anh ạ. 23. Vâng, tình huống cầu đôi voi đến từ vị trí của game thủ He. Vâng, đối đầu với game thủ No 1, không được phép chủ quan. Vâng, điều quan trọng He phải có ngày hôm nay là không được phép chủ quan dù đối đầu với ai. Đừng tưởng rằng No 1 thất bại ở trong giải chín chung mà chúng ta chủ quan, mà vẫn phải hết sức tỉ mỉ. Và điều này là mà điều mà tôi đang thấy có đến từ He. He vẫn đang có một trận thi đấu rất tập trung, khả năng tập trung cao độ, thao tay là cực kỳ tỉ mỉ. Với những tay chém như He thì khả năng ép đời của em rất là tốt. Một bài 26 dần 8-21 kích đời dành He. Với việc mà hai cho son, tôi nghĩ lựa chọn chơi nhiều dần là hoàn toàn hợp lý. Vâng, để chúng ta sẽ sẵn sàng đưa trận đấu về dài hơi, khi mà châu phù vẫn luôn là một trong những kịch bản rất hay xuất hiện ở việc hai cho son đối đầu với nhau. Thêm một chiếc S nữa để ăn một bầy hiêu lẻ. Như vậy là bài không quả phụ. Bài 2 voi 2 hiêu dành cho game thủ Vâng, bầy hiêu này đang chỉ là 4 con dành cho He. 4 con thì hơi min. Nếu như đây là một bầy hiêu 7 thì mọi chuyện nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. 26/28. Đúng rồi em Hồ đấy ạ. Cảm ơn rất nhiều quý vị khán giả nhé. Nhiều bác nhận ra quá nhờ. Vâng, bình luận viên cho số tài khoản donate thôi anh nhá. Vâng, cái này thì em xin phép là thôi. Cảm ơn rất nhiều những cái lời đóng góp quý vị khán giả. Có gì thì các bác cứ tặng sao cho cậu He là được rồi. Em thì không có gì ngoài tiền cả nên là em cũng chả phải donate lắm.
tiền có bao giờ thiếu đâu mà các bác. Mỗi tội là chưa chữa được cái bệnh nói phét thôi. Đây là BL, đây là BM. Quả đóng rất nhanh tay đến từ vị trí he và có xe giò đến từ game thủ No 1. Giải chín chung sẽ quay trở lại vào ngày 27. Vâng, sau giải Sài Gòn thì chúng ta sẽ đến với giải chín chung ở nhà và ra ruộng. Chú ý nhiều dân đào vàm chút xíu, bo nhỏ cơ cấu cẩn thận. Trong một ngày xấu rồi tôi bình luận game thủ No 1 để thua 1-2 trước game thủ chim sẻ nắng thì bỗng dưng nhận ra No 1 là một trong những game thủ mà dường như anh ta đang có một cái gì đó ở trong lối chơi của mình. Anh ta không sự quyết đoán, anh ta không có sự tỉ mỉ. Cái chiến thuật đưa ra của game thủ No 1 thường thấy đó là vâng thuận thiền thuận nước đẩy thuyền theo cái kiểu không có chiến thuật gì cả. Vâng, hay đang cho khoảng 7 dân đào vàng ở trong trận thi đấu này để đảm bảo làm sao mà có được lượng vàng dồn lên là mắc pinh để có thể châu phù. Đang có một tình huống nhét dần để xem he sẽ nhét dần đào vàng như thế nào. Đây là chiếc S. Tham nhẹ một tôn. Vâng, No 1 là người lên đời sớm hơn ở đời 2. Nhưng xin nhắc lại, đó là đời 2 thôi, đời 3 thì chúng ta chưa biết. Con giò đời bạn đã đến. Bài được cho là đẹp hơn đến từ game thủ No 1. Xin nhắc lại, bài này của he là một bài không có quả phụ. Và một bài lực sẽ yếu, giò chúng ta chưa công chưa giáp. Và như vậy là giò thủ dành cho game thủ he ở thời điểm đầu tiên. Đối phương vẫn đang đi con giò rất khó chịu. Nhưng với cái thương hiệu của mình thì he đang cho thấy khả năng vẩy he là rất nhanh. Đội bạn ăn được 2 dân của chúng ta ở trong tình huống này. Còn he thì vẫn đang cố gắng. Con giò của game thủ he đây là chém đầu. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Với việc mà đánh hai trò son với nhau thì không cần phải tốc độ làm gì cả. Điều quan trọng tỉ mỉ, bình tĩnh, bò nhỏ. Và sau đó đưa về thế châu phù. Vâng, cái khoảng thời gian giữa và cuối game mới là khoảng thời gian mà con trò son mới cần phải cho thấy cái độ giáp cần thiết. Còn thời điểm đầu thì dường như là không cần. Vâng, đội bạn là công giáp đầy đủ. Trong khi đó thì game thủ he lại chưa có được cho mình những cái công nghệ cần thiết đó. Tham chắc chắn là đang đè dẻo game thủ No 1 rồi. Và với một bộ não tinh quái đã từng là cựu đội trưởng của rất nhiều những clan AoE nổi tiếng như là GameTV, bây giờ đang là đội trưởng của clan AoE Nghệ An, thì game thủ No 1 hoàn toàn có thể biết sẽ vâng đánh như thế nào ở trong thế cục này. Không được, he đang giữ dần là chưa thực sự quá mắc bình. Đây là một tình huống đi chém vào, he mất khá nhiều dần, tham còn lại 24. Vâng, he đang muốn đi chém ngược sang nhà đội bạn để đổi từ thế vâng công thế thủ sang thế công. Đây là phá vẫy đến từ vị trí của cậu he. Mặc dù đằng sau là hai hot girl nhưng khả năng vẫy của he đánh giá vẫn chưa cao cho tình huống đó khi mà he đang hơi đen. Chưa công chưa giáp he ơi. Vâng, công nghệ của he đang rất yếu bởi vì lực không có để lên luôn. Thời điểm này muốn lên lắm nhưng không thể lên được. Vâng, không có quả phụ, một bài chỉ tròn đồ để lên đời thôi. Nên là công giáp là điều chúng ta sẽ chưa thể hướng tới được. He đang muốn châu phù thì phải nâng cấp cái công nghệ của phù lên. Phù chúng ta vẫn đang chỉ là 25 máu, lại chưa thể chơi được. Phù cho son thì được cho là rẻ nhất ở trong SL Empire rồi. 28/36 dẹp game thủ he. Vâng, thời điểm phút thứ 16 chúng ta đang là người bị đè tham, trận đấu đang khó khăn hơn. He đang bắt đầu chơi chậm lại, chưa ăn được một dân nào của No 1 cả. Vâng, những bước dò game thủ he nó chưa đến đúng người và đúng thời điểm. Dường như nhà của game thủ No 1 loanh quanh đâu đó ở trong góc 6 giờ. Khi mà he đã dò vào góc 3 giờ rồi nhưng mà không thấy cái gì cả thì tỷ lệ ở 6 giờ là rất cao. Tham của đội bạn ở thời điểm này có lẽ sẽ gần con số 4x hơn chúng ta từ 5 cho đến 10 tham. Đây cũng là một trong những con số đáng sợ. Đội bạn bắt đầu MPP, chúng ta đang là 2P đập phủ ở trong tình huống này. Vâng, bình tĩnh, tự tin cho son. Vâng, thì cần phải châu phù. Vâng, đội bạn mang dân đập phù thủy của chúng ta rất chủ động đến từ vị trí của người cầm cho son bên phía đội bạn. Vâng, tôi chưa nhìn rõ lắm công nghệ của phù thủy he bởi vì he đang lướt rất nhanh. Ok, đã 50 máu dành cho he, bây giờ là tăng p trần lực. Bên kia đang sóc khoảng vâng 2 l đều xong mà đồng chém thế rồi. Rất đồng chém nhá, nên là he vâng thời điểm này cứ bình tĩnh, phù đỏ thôi là có thể vâng chuyển biến được. Có thể chuyển trận đấu lội ngược dòng được ở trong trận thi đấu này. Tham là 37/40 dành cho game thủ he. Chúng ta vẫn đang là người yếu tham. Một chút xíu đó có thể sẽ được lấp lại nếu như he tiếp tục làm tốt ở thời điểm tới, cộng thêm một chút may mắn ở trong tiếng vâng thủ phủ. 38/52 theo tay của he đúng là rất nhanh. Tôi bình luận cho những ông già quen như là Seng Long, Tiểu Thúy Ngư, như là No 1, như là vâng Gunny quen rồi, nhìn theo tay của cậu he thực sự là chóng mặt quá. Vâng, tham bắt đầu quay trở lại khi mà bên kia thì dường như No 1 lại đang chưa tập trung vào khả năng nở tham. He thì đang cân bằng được giữa quân sự và hậu cần. Tham lại 43 dèo chúng ta. Bây giờ thì he sẽ cần phải đưa những đơn vị phù thủy của mình lên phía trên khi mà phù đã khá đông rồi. Nhưng nhà cửa phải đảm bảo là kín nhá. Nào, công phù nào. Vâng, liệu rằng bên kia No 1 đã là bao p? Vâng, bao nhiêu MPP dành cho thủ No 1 đây? Vâng, he đang đưa một đơn vị phù thủy là rất đông. Việc đi phù là vâng cần phải chú ý. Đội bạn chuyển cùng A1 váy. Vâng, một tình huống chuyển bài là khá nhanh đến từ vị trí game thủ No 1. Bên kia thấy chúng ta châu phù, đội bạn chuyển về cùng A1 váy để counter lại phù thủy. Những sự lựa chọn đúng là của bộ não quái vật. He thì đang dùng những con phù thủy hồi cho nhau để tanh, nhưng mà lượng cung A1 váy là rất đông đến từ người đội trưởng của clan AoE anh hùng Nghệ An.
54/64 dành cho E. Chúng ta chưa ăn được dân vàng ở bên phía đội bạn. Chúng ta đang bị một lượng cung A1 váy là rất đông, chưa tụ được quá đông phù thủy. He có chuyển bài không? Liệu rằng có chuyển cái gì để counter phù như là quẩy kích các thứ không? Vâng không, vẫn lựa chọn đang là ra dân. Và sau đó thì châu phù đến từ vị trí của game thủ EE. Còn nâu 1 anh ta chỉ khoảng 1-2p thời điểm đầu thôi. Và sau đó anh ta chuyển về cung A1 váy để đánh về thế châu cung luôn. Nếu như đánh như vậy thì thế trận này về lâu về dài tôi lại không cảm giác quá thơm. Để xem EE sẽ xử lý như thế nào. Hè vẫn đang rất bình tĩnh với lối chơi của mình, nhưng tôi nghĩ rằng nên chuyển về những con BB để counter lại những con cung A1 váy là hoàn toàn hợp lý. Cứ bình tĩnh để đảm bảo rằng đội bạn không thể đẩy quân được ra phía nhà chúng ta. Đây là một tiếng phù. Phù được hoa hai cung A1 váy ở trong chúng này, đội bạn đang đưa chém về phía sau. Tiếp tục là những tiếng quấy phá rất khó chịu đến từ những con phù thủy của cậu Hè. Vâng, chúng ta đang là người đứng ở trên dốc, đội bạn thì đang phải mang dân ra để đập phù. Như vậy lượng cung A1 váy đội bạn chưa phải là quá đồng. Hè lại bình tĩnh đưa phù thủy về. Rất hợp lý, chậm thôi. Đợi có cho mình cái con quẩy đã. Bây giờ chúng ta chỉ cố gắng đẩy quân để đảm bảo cho bạn không tụ được cung A1 váy và đẩy sang nhà chúng ta. Tạo thời gian để chuyển được về những con BB là hoàn toàn chúng ta có thể giành được chiến thắng. Tham đang là con số 62/72 dành cho game thủ EE, rất ấn tượng. Vâng, đúng là No1 vẫn đang loay hoay ở trong cái bóng của mình. Ngày hôm nay No1 có một trận thi đấu anh ta làm khá hay ở thời điểm đầu với con giò và con chém đầu, ăn được dân của EE. Nhưng thời điểm về sau tốc độ là thứ No1 không có và để cho EE có thời gian thở dốc. Và bây giờ khi mà He đã có được lượng phù thủy đảm bảo đủ có thể chống được cái bài chuyển cung của đối phương và đang chuẩn bị có BB kẹp phù để counter lại mọi bài của bên phía đội bạn, thì là lúc chúng ta cần phải đưa ra một đòn đánh. Vâng, không đánh thì thôi, nhưng phải đánh đội bạn chết, vâng, chết luôn ở trong tình huống này. 81/80, lượng cung A1 váy là rất đông. Chúng ta vẫn chưa có những đơn vị quân như là BB, nhưng He vẫn quyết định là công vào. Vâng, bởi vì He cũng đang sợ là đối phương sẽ đẩy quân ở thời điểm này. He đang hy sinh những con phù thủy của mình. Chúng ta liên tiếp là phù đỏ, nhưng số lượng quân đội bạn đang là quá đông nên nó không ảnh hưởng nhiều đến bố cục đi quân của game thủ No1. Nhưng lúc này những con BB đã được nở ra. Đây là BB đã có chiêng đồng dành cho He. He bắt đầu quẩy. Tham lai là 76/92. Vâng, đóng luôn cả BC để đảm bảo khả năng phát triển. Tham đang nhỉnh hơn nhá. Có thể Tham thời điểm này đang nhỉnh hơn một xíu dành cho He. Vâng, tôi đoán vậy thôi. Tham lại 81/92, quẩy sẽ counter được những con cung A1 váy nào vào thôi. Vâng, nhưng mà phù trước đó He để mất quá nhiều. Nếu không tình huống này là ăn rồi, đưa phù lên. Vâng, cố gắng đưa phù lên, hai nhà là rất gần nhau. Nên thường thường thì sẽ rất dễ để đi quân. Và những con quẩy nó sẽ không ngán những con cung A1 váy của bên phía đội bạn bởi vì nó có chiêng đồng. 81/92 dành cho game thủ EE. Vâng, vàng cũng là điều mà He cần phải quản lý ở trên bản đồ. Ở trên bản đồ chúng ta đang hai bãi vàng. Có bãi vàng nữa trên 12 giờ, một bãi vàng giật xuống góc 3 giờ. Như vậy nếu như He làm tốt là He đang ăn được khoảng 4 bãi vàng. Vâng, ở trong cái map hu thì giỏi lắm có 6 bãi vàng là cùng. Bây giờ thì sẽ là đưa lên và quẩy thôi. May mắn ở trong trận đấu này thì dốc nó lại hướng về nhà của game thủ No1, nên nếu như đứng quân thì thường thường He sẽ là người có lợi thế hơn. Ra thêm một chiếc BN nữa và đang tiếp tục ra ruộng. He đánh rất hay. Mặc dù người ta nói rằng Tham He không phải là một game thủ khả năng nở Tham tốt, nhưng trận thi đấu này tôi lại đánh giá cao game thủ EE bởi sự bình tĩnh và bản lĩnh của mình. Còn game thủ No1, anh đang loay hoay. Vâng, cho son lại không kẹp phù thủy mà lại chuyển chay cung A1 váy thì sai rồi. Vâng, anh No1 ơi. Vâng, bây giờ mới bắt đầu có phù, nhưng nó quá vô nghĩa khi lượng phù của game thủ vâng No1 nó đếm bằng số lượng là còn. Bây giờ thì chém vào, nhưng chém vào sẽ đồng nghĩa việc bị phù chết. Tuy nhiên thì He lại đang chưa thể hồi chiều được, đang tạm thời phải lui quân về để đợi phù thủy hồi chiều. 93/116 dành cho game thủ EE. Thế trận mặc dù chúng ta chưa nhìn thấy mặt của game thủ No1, nhưng cảm giác của tôi thì chúng ta lại đang tươi Tham hơn so với đối thủ. Vâng, 91/116, Tham nở rất mắc bình. BC ra ngoài để quản vàng, hợp lý. Ăn hết vàng ở trên bản đồ đi, bởi vì rất có thể trận đấu này sẽ không mà là một trận thi đấu nó kết thúc được trước phút thứ 40. Thì chúng ta cần phải có một lượng vàng đủ dùng. Cho son mà không có vàng thì tôi nghĩ là như tướng mất sĩ, rất phế. .100/116. Vâng, He chưa soi Tham, nhưng tin tôi đi, nếu như soi Tham bây giờ Tham đẻ 6-4. Vâng, Tham bắt đầu đẻ. Game thủ No1 không nở Tham. Vẫn là No1 mà tôi quen. Một No1 không hiểu anh đang có vấn đề gì. Một No1 mà bộ óc quá đơn giản, lối chơi quá đơn giản. Một lối chơi đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Vâng, mặc dù chúng ta đánh cung A1 váy, đây là một đơn vị quân có khả năng nở Tham rất nhanh. Không hiểu sao Tham của game thủ No1 thời điểm này chỉ khoảng 70, như vậy là thua E 40 Tham. Quẩy nào, nhạc rất sung rồi. Bây giờ tôi đang nhìn thấy quân của game thủ No1 đang chết như ngả giả với cái màu hai của mình. He tiếp tục tất tẩy, không có bất kỳ sự chống cự nào đến từ game thủ No1 cả. No1 đang lùi, nhưng đây là một vâng một bước lùi vạn dặm thua. Chúng ta sẽ chiếm nhà quân của đội bạn.
No 1 lại chuyển về đánh những con Z để counter lại những con BB. Tuy nhiên thì với việc bây giờ mới chuyển nó quá muộn cho một cuộc tình rồi. 124/136. Chúng ta đang chuẩn bị nhìn thấy mặt BB của bên phía đội bạn. Đừng để cho người ta tụ được những con Z. Và sau đó đứng phù ở phía sau để hồi máu và thậm chí là phù luôn quân của đội bạn là xong. Tham tiếp tục nở. No 1 tiếp tục bại và đây là bình bại như núi đổ. No 1 mang dân của mình lên để thi đấu. Nhưng dân không có cửa với những con quẩy của game thủ EE. 132/132. Vâng, chuyển bài bất ngờ đến từ No 1, nhưng chỉ là sự bất ngờ mà thôi. Anh ta không có cho mình một sự tài tình và một sự tỉ mỉ cũng như một tham to để có thể biến bất ngờ thành chiến thắng. Và bây giờ thì với bản lĩnh cũng như sự tự tin của mình, He lại đang chuẩn bị vâng tạo một cái cơ hội mà game thủ No 1 để hở thời điểm đầu và biến nó thành bàn thắng. Thậm chí rằng chúng ta sẽ lên 4 để đánh ngót chay luôn ở trận thi đấu này cũng được. Mặc dù thế trận nó đang không cần đời 4 vẫn là win dành cho game thủ He mà thôi. He đang tràn màu vâng 1 của mình vào nhà của màu 2. Ở chúng ta đang chuẩn bị, người ta gọi là lấy mây để che phủ mưa đấy. À, mây để che phủ nắng. Vâng, thôi xong rồi, No 1 có lẽ nên quit. Tổ phim F-Enter đang ở ngay gần trước mắt. Và mặt No 1 gõ 1, tỷ số là 1-0 dành game thủ E. Rất hay. Một trận thi đấu mà game thủ No 1 làm tốt ở thời điểm đầu, nhưng anh lại loay hoay ở trong chính vòng tròn của mình ở thời điểm sau. Và cuối cùng tạo ra cơ hội để No 1 dẫn bàn một trận, để cho E dẫn bàn. Một trận thi đấu bình tĩnh, bản lĩnh, tự tin đến từ vị trí của game thủ E. Vâng, He đang tự hỏi tại sao đánh phù, bởi vì No 1 nghĩ rằng là đánh phù mất tài nguyên nên chuyển qua một váy cho nó tiết kiệm. Vâng, tuy nhiên thì game thủ No 1 đã không thể làm được điều đó. 4,5 nghìn quý vị khán giả đang xem, tức gì một like một xe. Vâng, rất ga lăng đến từ vị trí của He. Đưa cho mỗi người một chai nước. Vâng, nhưng là nước lọc của La Vi thôi em ạ. Sao ông không mang rau má đến cho người ta mà ông mang nước lọc thì tính gì? Ôi giời. Vâng, ngay gần phía xin lỗi bạn, hai bên của game thủ E ở thời điểm này đang là những người bạn đồng hành. Tôi xin phép được gọi là đại sứ thương hiệu bởi vì câu này nó bị nhầm về khái niệm nhé. Có nhiều người gọi đại sứ thương hiệu nhưng chúng ta phải hiểu giữa đại sứ thương hiệu nó khác. Tôi sẽ gọi là người bạn đồng hành của game thủ E đến từ Xwak, đến từ quán nhậu tự do, những cô gái rất xinh đẹp đang ủng hộ game thủ E. Gleck Rome, em cầm Rome ngon, quân cửa trên dành cho game thủ E, đội bạn là người cầm Roman thôi. Quân được cho là dễ chơi hơn khá nhiều dành cho game thủ E ở trong trận đấu này, cái quân của No 1 đang là tịt. Ông ơi, mic của tôi bắt lắm đấy ông ạ. Chúng ta sẽ đến với tiết mục quảng cáo. Quạt điều hòa Rapido là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba thiết bị điều hòa, máy lọc không khí và quạt thông thường, đặc biệt tốt với những người cơ địa viêm mũi dị ứng hay bị mũi họng. Hệ thống quán nhậu tự do chuyên các món nướng và hải sản chắc chắn sẽ làm hài lòng anh em. Sàn SPG V-Floor với rất nhiều lợi ích vượt trội như không cong vênh, không mối mọt, không co ngót, chống nổ mầm, ngâm nước thoải mái, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, giúp ngôi nhà của bạn hoàn hảo hơn. Xwak, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến Nhật Bản, an toàn cho cả làn da em bé. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một nhãn hàng mới nha quý vị. Vâng, đó chính là Rapido đến từ tập đoàn Ferrari của Italy. Nghe cứ như là Ferrari ấy nhỉ. Vâng, Rapido hiện đang có rất nhiều sản phẩm từ quạt điều hòa, robot hút bụi cho đến bình nước nóng, phụ kiện bếp và nhiều sản phẩm gia dụng khác. Và quý vị có thể truy cập Rapido để có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm của nhãn hiệu mới. Còn bây giờ thì quay trở lại với Roma đối đầu với Greg. Greg là một đơn vị quân mà từ lâu lắm rồi tôi muốn bỏ cái đơn vị quân này ra khỏi cái AOE. Nó quá tịt ở trong cái thể loại luật Việt Nam. Một đơn vị quân tịt không thể tịt hơn. Còn Roman là một đơn vị quân rất đáng sợ, và trong tay những game thủ đánh chém như game thủ He thì dường như sẽ là người ta gọi là giao trứng cho ác, người ta gọi là hổ mọc thêm cánh. Hôm nay sẽ nghỉ giải trí chung nha quý vị. Và một lần nữa thì cảm ơn Xwak, For Kitchen, For Car cũng như là cảm ơn quán nhậu tự do đã đồng hành cùng game thủ He trong buổi tối ngày hôm nay, với hai bạn đồng hành rất xinh đẹp đang ngồi ở phía sau. Vâng, như vậy là những lời chào đến từ khán giả của hai bạn nữ. Một lần nữa thì vâng, thay mặt cho tất cả quý vị khán giả cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ở trong bức hình này thì rõ ràng người ngồi giữa là người xấu nhất. Vâng. Không ngậm được mồm. Vâng. Bảng quân sai hả quý vị? Sai, nhầm, sorry các bác. Chúng ta là người cầm Rome, đội bạn là người cầm Greg. 16/20. Vâng, He thì nghe đến quán nhậu tự do đang tỏ ra rất hứng. He sinh năm 1996. Cái thời mà He mới vào nghề thì anh ta rất là gầy. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm này He lại rất phốt phát.
18/24 bài có hiêu về và đây là một bầy hiêu 5 dành cho thủ E. Thế nhưng là khá đẹp S đầu đóng vâng S đầu đóng siêu sớm mới đảm bảo rằng gỗ dồn lên ổn nhưng quả đầu thì hơi xấu có quả phụ. Hai quả phụ bài mắc binh cho E. Vâng, tôi nghĩ rằng với việc mà có hai bạn nữ xinh đẹp ngồi đằng sau để ủng hộ mình thì đây là một trận đấu E không được phép thua. Phải là 10 đàn ông chứng minh được bản lĩnh của mình. Vâng, 20/24 nhá, chị BG là khá mắc binh dành cho thủ E ở trong trận thi đấu này. Nếu như ngày hôm nay mà He thắng khoảng 9-0 trước game thủ No 1. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì No 1 để thua 1-12 trước game thủ Chim Sẻ. Thua 2-11 trước game thủ Hồng Anh. Đều là những kết quả rất đáng gờm. Và ở trong giải chín chung lần này No 1 có những pha xử lý khá đi vào lòng đất. Ví dụ như đóng S để vẽ ruộng. Ví dụ như câu voi vòng bản đồ. Vâng, ví dụ như những tình huống xử lý khác. Và No 1 anh ta chuyển từ game thủ về làm vâng, nghệ sĩ dân tấu hài, người ta nói vui là như vậy thôi. Nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp No 1, trận vừa rồi là một ví dụ điển hình. Nếu như trận vừa rồi He mà vội vàng là oảng ngay. Nhưng mà may mắn là He trận vừa rồi lại khá là bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó là cần thiết ở trong một thế trận mà chúng ta cần phải đánh về lâu về dài. Như vậy là quyết định sẽ 26 dần và kích 8 sớm dành cho game thủ He. F đời là tốt. Tất cả quý vị khán giả nào đang ở trên cái luồng livestream game thủ He, tôi xin quý vị khán giả có thể like và share để ủng hộ game thủ He trong buổi tối ngày hôm nay. Và những bình luận nào mà mang tính chất về vi phạm của vi phạm pháp luật, ví dụ như là hàng cấm hay là tổ chức cờ bạc bán độ các thứ, thì quý vị khán giả sẽ bị cấm ở trên kênh chat. Vui lòng quý vị khán giả chú ý điều này. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Vâng, nếu như còn những comment đó là chúng tôi được phép cấm, bởi vì nó đang ảnh hưởng đến bản thân của em, ảnh hưởng đến luôn cả phạm pháp nữa, và cẩn thận không lên phường ngồi nha các bác. Rồi, quay trở lại với trận đấu này, một bài 26 dần đến từ He. Greg là một đơn vị quân mà nó có mỗi phù, có y. Thực ra đối đầu với Greg tôi nghĩ 1P ra là ổn. 1P ra là ổn. Không cần phải vội vàng làm gì cả, chỉ việc cố gắng làm sao trâu sọc giấy, chém 4 sớm là ăn. Y của Greg không chống được phù thủy. Vâng. Và phù và Greg không có cung A1 váy, không có cái gì ngoài độc chém và y và phù thủy dành cho Greg cả. Mà phù thủy thì sẽ bị khắc cực mạnh bởi những quân gỗ như là sọc giấy của Roman. Vâng, 27/32, No 1 gõ 1, không cần phải thi đấu dành cho game thủ E. He nở một nụ cười rất tươi sau chiến thắng vừa rồi. Và phía sau là một tràng pháo tay để tiếp tục động lực thi đấu cho game thủ E. Vâng, No 1 không lên được đời bài xấu. He ép đời mẫu mực và sau đó thì chúng ta giành chiến thắng. Rất ổn định. Chưa có quá nhiều điểm nhấn ở trong hai trận thi đấu vừa rồi, theo đánh giá là như vậy. Cần một cái trận thi đấu nào mà nó hấp dẫn hơn một tí thì được không ạ? Một trận thi đấu thì No 1 lại đang tù túng trong lối chơi của mình. Trận đấu thứ hai thì No 1 lại không có cái... Có lẽ là bài xấu và anh ta cũng định là quit luôn. Chúng ta không có cái nhiều điều để nói ở trong trận đấu thứ hai. Và bây giờ đến với diễn biến của trận thi đấu thứ ba được cho chúng ta sớm trong trận đầu tiên. Ngày hôm nay tôi chỉ ghi có 3C ở góc trên cùng thôi. Vâng, điều đó đồng nghĩa việc là tôi đang hy vọng He ngày hôm nay sẽ thắng thuyết phục 3C trắng cho game thủ No 1, chứ không phải là một ngày thi đấu dài hơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với màn quay quân. Vâng, chưa thấy trọng tài quay quân nên tôi chưa thể biết được là quân của chúng ta sẽ là quân gì ở trong trận thi đấu chung kết sớm sơ đầu tiên. Chưa nghĩ thì tán luôn bạn nữ ngồi sau à? Vâng, các bác cứ thử sức thôi. Phô hit, chúng ta là người cầm hit, đội bạn là người cầm phô. Vâng, như vậy quân được cho là dễ chơi hơn dành cho game thủ... Trận 3 rồi. Chúng ta là người cầm hit, đội bạn là người cầm phô. Nếu như bài hit đẹp là ngon nhá, bởi vì đây là chọn map và quay quân nên là bài hit nó ít khi tịt lắm. Mà hit đẹp thì không án phô. Phô có lợi thế phép đời với gỗ. Với gỗ, nhưng lại quân không tuyển so với hit. Vào đây xem vì có Hồ bình luận là cảm ơn anh rất nhiều nhá. Các bác nào biết Vi Hồ thì cho em xin phím 1 cái để em xem là có bao nhiêu người ngồi đấy biết tôi. Cảm hạnh phúc quá, đi đâu cũng được nhận ra. À, quý vị nên bỏ cái từ tâm hồn đẹp đi nhá các bác. Cái từ tâm hồn đẹp tôi cứ thấy nó ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục lắm. Cái đấy vui thì được nhưng mà nói nhiều nó trở thành không hay. Nên là thôi cứ bảo là các bạn ý vòng 3 đẹp đi, gấp nói thế luôn đi. Các bác lại còn cứ nói lái làm cái gì. Rồi nha, đến với màn quảng cáo về robot hút bụi và lau nhà của Rapido. Là robot thông minh với công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay, là trợ thủ đắc lực giúp hút sạch bụi bẩn từ bụi mịn đến đỉnh vít. Quý vị đến quán nhậu tự do để thưởng thức chín chung. Rất mong gặp quý vị khán giả tại hệ thống quán nhậu tự do.
Từ ngày có robot Rapido tự động làm việc, tự động tránh vật cản, tự động sạc pin và có thể điều khiển từ xa qua điện thoại, nên văn phòng sạch đẹp. Quý vị tại Vĩnh Phúc thì qua showroom Vivlo Tuấn Hoa tại khu vực phố 2 thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Cần hỗ trợ qua hotline 0847898989. Ui, cái robot Rapido này xịn sò thế nhở. Tự động làm việc, tự động tránh vật cản, tự động sạc pin và có thể điều khiển từ xa điện thoại. Vâng, khi mà cuộc sống của chúng ta bây giờ thời đại 4.0, con người ta sống rất là nhanh và vội vàng, thì tôi nghĩ là những chiếc robot như của Rapido là rất cần thiết. Vâng, để chúng ta có những cái khoảng thời gian nhiều hơn để làm việc khác như là xem AOE của cậu He chẳng hạn. Cảm ơn anh Phong Lê rất nhiều nhé. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. À, Hồ giờ làm bên nào? Em làm ở bên Ego Media nhé. Chào Hùng Grid. Hùng Grid ngày hôm nay không phải rồi anh ơi. Hùng Grid ngày hôm nay đi trong Hồ Chí Minh làm giải rồi. Tôi là Vi Hồ thôi. Quay trở lại với trận đấu này. Vâng, bài cầm hit. Thế nhà rất đẹp, nhưng đồ ăn thì như là chưa mắc ping lắm dành cho game thủ EE. Có một bầy hiêu 6 con về. Vâng, thế nhà này đẹp lắm. Liệu rằng có tự tin đánh cung luôn ở trong trận đầu tiên không? Vâng, để xem nào. Cần phải có đồ đã, thế nhà này đánh cung được. Cảm ơn anh Sơn Dulac đã gửi tặng 10 sao nha. Cảm ơn anh. Ủa, chưa thấy quả phụ đâu cả. Đồ ăn của hit xấu rồi. Đồ ăn trận này khả năng xấu phút thứ 6 rồi, chứ vẫn chưa đủ đồ. Vâng, đồ ăn lên đời 2 hình như là còn hòm hòm thôi. Trận đấu này là trận thi đấu mà phải cố nhá. Con Phô nó rất ít khi không lên được đời. Phô là một đơn vị quân có khả năng khắc phục bài xấu siêu tốt. Em vẫn làm ở 69 nha quý vị ơi. Cảm ơn anh Duy Anh Nguyễn đã gửi tặng 10 sao cho cậu He. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn, để tôi xem ngày hôm nay ai tặng sao. Tôi quên mất, tôi chưa cảm ơn. Sorry các bác, mãi bình luận quá. Ui, nhiều sao thế hả rồi. Để tôi cảm ơn một lèo luôn cho nó thành công ha. Đâu rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Hữu Mạnh đã gửi tặng 10 sao. Cảm ơn anh Diệp Lê gửi tặng 10 sao. Anh Nguyễn gửi tặng 10 sao. Anh Trần Thuyết gửi tặng 10 sao. Anh Sơn Dulac gửi tặng 10 sao. Và anh Duy Anh Nguyễn gửi tặng 10 sao. Hình như là Facebook đang có sao rơi đấy. Nên là quý vị khán giả nào mà nhặt được sao thì có thể là tặng cho game thủ He. Để He có thể cố gắng hơn ở trong khoảng thời gian tới, hoàn thiện mình hơn và trở thành một game thủ cống hiến hơn, để có thể có những giây phút giải trí quý vị khán giả. Cái Vũ Khắc Hiếu gửi tặng 10 sao nhá. Ở phía sau game thủ He thì đang là bạn đồng hành của X-Walk, nước tẩy rửa cũng như là quán nhậu tự do. Tuy nhiên là quý vị khán giả nhậu nhớ là có trách nhiệm ha. Chúng ta không tham gia giao thông khi mà đã có cồn ở trong người. Vâng, bây giờ thì sẽ có một vòi về. Như vậy bài này khả năng cao lại không quả phụ dành cho game thủ EE. Vâng, kích đời 82x với khoảng 27 dân. Như vậy là ép đời vẫn tốt. Đánh giá cao he trận này với ép đời 2. Đời 3 thì khả năng cao sẽ không thể lên chuẩn được, bởi vì đồ ăn tìm ra muộn và nó ở rất xa. Nông dân di chuyển một quãng thời gian dài và nó có thể ảnh hưởng đến cái lượng tài nguyên dồn lên. Cả anh Vũ Khắc Hiếu cũng như là anh Tuyết Trình đã gửi tặng sao cho game thủ EE. Vâng, 27 dân thì khả năng he đánh cung trận này là siêu cao, nhưng bài không quả phụ thì lực trận này để đánh cung cũng không phải là quá khỏe. Tuy nhiên đổi lại he đã có một thế nhà rất đẹp. Như vậy trận này nếu như he lựa chọn đánh cung thì có hai điều he phải làm, đó là phải cố gắng kín nhà trước khi bạn có giò. Vâng, game thủ No 1 ở trong trận thi đấu này là người đánh ít dân hơn so với chúng ta, khi mà đội bạn đánh có 25 dân thôi. 25 dân dành cho game thủ No 1. Vâng, như vậy là một bài theo cái kiểu người ta gọi là chém dành cho No 1. Người con của miền quê anh hùng Nghệ An. Đánh team thì No 1 đánh rất tốt, nhưng mà solo thì rõ ràng rằng những game thủ mà làm solo tốt như he vẫn luôn được đặt kỳ vọng cao hơn ở trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay theo nhận định của chuyên môn thì he sẽ là người có cửa sáng hơn đấy. Và hai trận đấu vừa rồi là hai trận thi đấu điển hình cho cái sự, cho cái câu nói đó. He đánh cung thì không lại được No 1 đã rồi nhá. Vâng, tôi ghim cái bình luận của anh Tuấn, anh fan cứng Thuận Farm lại. Vâng, he đánh cung trận này không lại được No 1. He nghe thấy gì không? Tôi ngồi ngay gần he thôi nên tôi nghĩ là he sẽ nghe thấy. Vâng, 11-21 giây. Như vậy là kích đời 2 tốt nhưng đời 3 đúng những gì mà ta đã nhận định với nhau là sẽ muộn hơn. Vâng, kích đời không sớm với 27 dân của hit. Bây giờ cần phải, vâng, làm gì? Đưa dân về để khung nhà, bởi vì he đang còn hơn 10 dân ở phía ngoài nên dò đến là bằng. Bên kia 25 dân, bài 17% dành cho game thủ No 1 không? Không phải là 17%, tôi nhìn nhầm chiếu dò của game thủ he rồi. Dò rất rộng, hình như là 3x% hay sao ấy. Nhưng map này là map chưa rõ là có xe dò không, như là không có. 25 dân mà dò rộng như thế á, đâu có phải 25 dân đâu, người ta cộng thêm dân ở thời điểm sau đó rồi. Vâng, bài bên kia đánh chém là chắc chắn rồi. Chưa thấy dò đến từ vị trí của game thủ No 1. Vâng, cố gắng để vẽ ruộng đẹp đẹp vào nào. Vâng, 27/36. Nhà cửa chúng ta thì cảm tưởng là đã kín. 1A, cung T có. Và đây là cung T hit, rất mạnh.
Vâng, đội bạn có giò đến, đây là giò của game thủ No 1. Hè chưa có chúng mình giáp 2, đội bạn thì có công chưa giáp. Như vậy là người ta sẽ không lên giáp ở trận đấu này nữa, bởi vì hè đến cùng nên là giáp là vô vị dành cho những con chém. Vâng, hè thì đang rất tỉ mỉ. Ngày hôm trước khi mà game thủ No 1 đối đầu với chim sẻ nắng bị pha ken 4 cây gỗ 75, ngất người luôn. 28/40. Đây là bánh xe dành cho game thủ hè. Đây là chiếc nhà BA thứ hai. Ui, sư tử. No 1 đen lắm, No 1 à anh ạ. Vâng, ngày hôm trước thì đến cả cây gỗ nó quay lưng, và ngày hôm nay sư tứ nó cũng quay lưng nốt rồi. Vậy để có thể thủ được bãi gỗ nào, vậy là tốt. Tiếp tục một A nữa rất nhanh đến từ vị trí của game thủ E ở trong tình huống thủ nhà vừa rồi. Bình tĩnh và cẩn thận thôi. Cung R hit là cung R tuyển, nhưng sức phát triển của Phoenicia nó thuộc dạng rất đáng gờm. Đây là một trận thi đấu mà đội bạn có thể dùng thịt đè người được, mặc dù nói về vóc dáng thì E là người phúc pháp hơn. Vâng, 27/48, tham chắc chắn đang bị đè. Đội bạn chưa mất gì cả, tham phải 3x và người ta sẽ chuyển về 2A hoặc 3 là ít nhất giải game thủ No 1. Ở No 1 là hệ thường thường khi mà anh ta gặp phải một bài đánh cung thì anh ta sẽ có một L và sẽ chuyển cung, và sau đó thì anh ta sẽ có BC sớm và phát triển đua. Tôi đoán là như vậy. Đấy là tôi đoán thôi, không biết là game thủ No 1 có làm như vậy không. Nhưng mà No 1 có một cái lỗi là anh ta giữ dân rất kém, nên trận đấu này nếu như mà vâng he cảm thấy bên kia chớm có nhiều dân thì game thủ E cần phải đi móc. Bởi vì No 1 là một game thủ mà nếu như bị móc anh ta sẽ không thủ được. Không được, đây là màn vẩy E tốt, lạc đà nó khắc R rất mạnh khi mà R chúng ta thì chưa có chung mình cái giáp 2. 32/52 dành cho game thủ E, cung R vẫn đang nở bên trong để thủ nhà. Cung R của hit thủ nhà phải nói là rất tốt, với cái lượng sát thương ngang với cả vâng những con cung A2 váy. 32/44 đang phải đen E để tụ cung R phía bên trong, nhưng đội bạn có cung R kẹp chém kẹp lạc đà. Một bài tạp phế lù đến từ người cầm Phoenicia E đang cho thấy khả năng vẩy E của mình. Tuy nhiên thì với việc xây ruộng như thế này thì diện tích di chuyển của những con cung R là không có. Vâng, bãi gỗ vẫn đang bị khai thác, chúng ta cần phải đưa vào trong xe là S không. Hè quyết định là đi dân ở một địa chỉ khác. Đối phương vẫn đang sổ vào, N1 đang liên tiếp về, chúng ta đang mất dần. Vâng, đội bạn đang là người có sự chủ động, chúng ta đang là 4A. Nhưng với lượng tài nguyên như thế này, khả năng cao sóc 4A không hề đơn giản theo game thủ E. Tuy nhiên thì cung R hit nó đang rất khỏe, và N1 lại đang cho thấy khả năng thiêu quân của mình. Anh đang clear được chiếc bet ở bên ngoài, nhưng lại chưa clear được những cái địa điểm chính của E ở phía bên trong. May mắn là trận này chúng ta có một thế nhà mắc pinh. Vâng, Tham vẫn đang có thể chơi thoải mái với cái con số 3x của mình. Tham bên kia thì khoảng 4x, như vậy là He sẽ bị chưa mất gì thì phô 4x là chuyện bình thường ở thời điểm phút 19. Như vậy thì He đang bị đè khoảng gần chục Tham. Gần chục Tham, một con số lớn đấy. Một con số lớn, đây sẽ là một trận thi đấu khó. Vâng, đội bạn chuyển qua đánh chém kẹp cung R. Vâng, đủ thứ trên đời luôn, tại sao không đánh lạc đà kẹp cung R là được rồi. Bên kia sóc cả chém nhỉ, bởi vì cung R nó khác được, sự bạn lạc đà khác được R. Vâng, chém thì chăn dân tốt, nhưng mà đã đục được vào nhà đối phương đâu, bởi vì đam của chém chỉ số nó to hơn. Rồi Quang Vũ thì tặng 25 sao. Vâng, No 1 vẫn đang cố gắng để khiến cho game thủ E không tụ được cung R phía ngoài. Đúng rồi, đây là điều mà tôi đang chờ He làm. Nhắc lại là No 1 giữ dân rất kém. Tôi nhớ không nhầm có một trận thi đấu mà No 1 cầm phô đối đầu BB. Và ở trong trận thi đấu đó thì vâng, No 1 tham dường như là đè gần 40 tham rồi mà còn để thua chỉ vì 4 con cung R của game thủ BB. Vâng, móc. Vâng, móc tốt là có thể hoàn toàn ổn được, bởi vì cung R hit đam to, móc sẽ rất mắc bình. Vâng, tham chúng ta vẫn đang thua. Vâng, thế trận vẫn đang tương đối khó khi mà bên kia đang có một khoảng ruộng to. Bên này nhà BA chúng ta đang bị đốt, gỗ chúng ta không nhiều, buộc phải tăng lại một gỗ bên trong. Lực của game thủ He thời điểm này là khá yếu, bởi vì thứ nhất không quan hoàng ở phía bên ngoài, và thứ hai nữa là He đang có một lượng ruộng là rất ít. Vâng, ruộng bằng này đánh thì sẽ không thể nào khỏe được. Tham này hồi trở là số 41, bây giờ phải ra dân và ra thêm ruộng đi đánh chậm chậm lại thôi. Cứ bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng, tách cung R ra để móc. Vâng, bên kia No 1 đang phát triển rất khỏe. Vâng, đúng là những game thủ khả năng đánh 4-4 tốt thì cái khả năng phát triển ở trên nhiều địa chỉ của người ta là rất tốt. Mặc dù No 1 đang phát triển nhiều địa chỉ khác nhau, nhưng tin tôi đi, No 1 sẽ không làm chủ được những địa chỉ của mình đâu. Tham đè khá mạnh dành cho game thủ No 1. Vâng, tham bên kia phải nhìn chúng ta 20 tham rồi, bên kia phải là 6x. Phải là 6x. Vâng, thế đang là thế thua rồi chúng ta. Nhưng tôi mong là He nên cố, vẫn cố được trận này. Vâng, nhưng mà He phải làm một cái gì đó cơ. Thời điểm này phải tách được quân, nhưng không, đội bạn ôm. Vâng, đây sẽ có thể là vâng một tình huống mà được ăn cả ngã về không thủ được nhà để còn cơ hội chơi tiếp. Không thủ được nhà là chúng ta có thể mất trận thi đấu chung cái sớm theo đội bạn. Một pha vẩy E để thủ nhà, nhưng lượng cung R đối phương đang đứng ở trên dốc và số lượng là rất đông. Người ta có chặt gỗ ai rồi, tầm xa người ta và hàng người ta rất dài, nên là việc thủ chúng ta đang tỏ ra là siêu khó khăn. Kể cả là cung R tuyển đi chăng nữa, nhưng với việc quần đông như thế này, vâng thì tôi nghĩ là kể cả cung ai váy của mình thì cũng khó thôi, chứ đừng nói đến cung R của hit. Vâng, đội bạn đang xô vào để ăn gà. Khó rồi, một trận thi đấu mà bài vở chúng ta xấu hơn, một trận thi đấu chuẩn bài đến từ vị trí của game thủ No 1. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 ở trong set đầu tiên.
Vâng, một trận thi đấu mà game thủ hình như là do lỗi. Đúng rồi, lỗi con voi. Lỗi một con voi, bài không quả phụ. Mọi thứ đều hay, chỉ là đội bạn là người làm tốt hơn. Trận đấu này thì game thủ No 1 làm chuẩn. Anh ta không vội vàng ở thời điểm đầu. Anh ta bình tĩnh ở thời điểm đầu để đảm bảo he không là được tham và chui hết về hốc. Và sau đó thì anh ta về nhà ngồi nở tham chậm lại, sau đó nâng công nghệ rồi mới ốp. Một trận thi đấu hoàn hảo đến từ vị trí của game thủ No 1. Còn he thì trận đấu vừa rồi là vâng, tôi không biết nhận xét như nào cả. Trận vừa rồi mọi thứ đều ổn. Chỉ là thua thôi. Vâng, bác nào lỗi nhận xét he đánh cung không cửa. Công nhận là bác nhận xét chuẩn thật sự luôn. Quay quân nào. AC Baby, mình là người cầm AC Run, bạn là người cầm Babylon, như vậy quân lại nhỉnh hơn. Mình AC, mình thua mà. Họ Baby. AC Baby nhá. Nào, anh No 1 ơi, anh cầm Babylon mà. Thua mãi quen rồi. Vẫn nghĩ mình đang thua. Rồi, đây. Tôi quên mất là không quay cam để cam to cho quý vị khán giả. Nào, chúng ta sẽ đến với màn quảng cáo. Quạt điều hòa không khí Rapido siêu mạnh, siêu mát, siêu êm, siêu tiết kiệm điện. Vâng, tiết kiệm đến 50% so với quạt điều hòa vâng thông thường khác và tiêu tốn điện năng chỉ bằng 1/20 so với điều hòa. Quý vị khán giả cộng đồng AOE thì đến hệ thống quán nhậu tự do được giảm ngay 15% đồ nhậu ấy. Bây giờ tôi mới biết đấy, sao không bảo sớm. Vâng, tình hình là các bác đến hệ thống quán nhậu tự do được giảm ngay 15% nhé, một voucher vào mồm luôn. Và cùng xem trận đấu AOE với sự phục vụ tận tình và chuyên nghiệp của hệ thống quán nhậu tự do. Như vậy là đến quán nhậu tự do các bác sẽ được trong những ngày hè như thế này thì chúng ta sẽ có một cốc bia chẳng hạn. Ok, và sau đó thì sẽ có màn hình to cho các bạn để có thể xem he chém chế. Mặc bình, tôi nghĩ là cuộc sống như vậy là quá ổn rồi. FPG V-Floor được nhận định là một trong những sản phẩm ốp lát nội thất hiệu quả và an toàn ở thời điểm hiện tại. Sàn nhựa FPC được nhiều chuyên gia nhận định là giải pháp tổng thể về sàn và thông minh nhất hiện nay. Máy lọc nước Geyser Ecota giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn ngay từ nguồn nước uống, với công nghệ lõi lọc liên hoàn giúp loại bỏ các tạp chất như thuốc bảo vệ thực vật cặn đục. Cảm ơn Hoàng Tuấn cái tặng 10 sao nhá. Tham vừa thôi à. Vâng, thực ra thì đây là một cách mà các doanh nghiệp người ta có thể làm về mặt thương hiệu. Với việc mà Xwack và quán nhậu tự do xuất hiện nhiều như thế này thì tôi tin rằng quý vị khán giả trong một ngày nào đó, ví dụ như quý vị muốn tìm một sản phẩm nào đó để có thể lau bếp và lau ô tô cho mình, thì Xwack sẽ là một lựa chọn hàng đầu mà quý vị sẽ hướng đến. Quý vị khán giả cần tìm một chỗ để tổ chức sự kiện sinh nhật thì tôi nghĩ là quán nhậu tự do là một địa điểm quá mắc ping rồi. Quán nhậu của vâng, quán nhậu tự do chúng ta sẽ có 4 cơ sở nhá quý vị khán giả. Đợi tôi xem những cơ sở quán nhậu tự do nào. Đợi tôi một chút xíu. Đây. Hệ thống quán nhậu tự do đang có 4 cơ sở tại Hà Nội. Khá là đáng tiếc khi mà những cái miền các tỉnh thành khác thì khả năng cao là quán nhậu sẽ chưa hướng đến, nhưng mà rất nhanh thôi. Và quý vị cứ đến đây ăn uống thường xuyên là tôi nghĩ là họ sẽ có tiền để mở những tỉnh thành khác. Ở Hà Nội thì gồm có 19 Nguyễn Văn Huyên, 68 Thợ Nhuộm, 08 Lê Đại Hành, 03 Nguyễn Bình Khiêm. Quý vị khán giả có thể đến 4 địa chỉ trên để thưởng ngộ. Tôi xin đọc lại. Là 19 Nguyễn Văn Huyên, 68 Thợ Nhuộm, 08 Lê Đại Hành, 03 Nguyễn Bình Khiêm. Đến và đọc mật khẩu. Vâng, fan cậu he giảm 15% vào mồm. Bây giờ thì quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu chung kết sớm tiếp theo. Chúng ta là người được cầm AC Run và bạn là người cầm Babylon. Vâng, AC Run lợi thế ép đời có cung tuyển. Cần thiết đánh lạc đà thềm đầu cũng được và sau đó chuyển về cung R cho nó chắc. Vài vâng, cung R kẹp lạc đà bởi vì tôi nhìn thấy thế này, đánh cung R ngay từ đầu thì cũng được. Vâng, nhưng mà he đánh cung trận vừa rồi đúng là khiến tôi hơi mất niềm tin một chút xíu. Cảm ơn gác kiếm anh Vương Lê đã gửi tặng mỗi anh 10 sao nhé. Cảm ơn hai quý vị khán giả rất nhiều. Bình luận nghe chán thế à? Nếu như quý vị khán giả nào mà cảm thấy bình luận viên Vi Hồ ví dụ như là nói nhiều hay là có lặp từ hay là có bất kỳ một khiếm khuyết nào, mà bởi vì tôi không phải là bình luận của Skyred, tôi chưa bình luận cho He, đây là lần đầu tiên bình luận cho He luôn, nên là tôi sẽ không biết được là liệu rằng khán giả của He cái truyền thống của Skyred là như thế nào, thì có thể trong lúc tôi bình luận sẽ gặp lỗi. Mong quý vị khán giả có thể để lại trên kênh chat để có thể tôi có thể sửa dần ở trong những trận đấu tiếp theo. Cảm ơn quý vị ha. Vâng, bài đồ ăn là đủ rồi, như vậy là có voi, có hiêu, có quả phụ. Vâng, thế nhà trận đấu này thuộc dạng chấp nhận được, cũng không phải là một thế nhà xấu theo game thủ E. Rồi, con voi đã được câu về, cần phải cố gắng làm sao đừng để chết dần. Thực ra thì dần AC Run câu voi tôi thấy không dễ lắm, bởi vì nó đi khá nhanh, nên là có đôi khi bị mất bóng con voi nó quay đầu. Rồi, con voi đang được game thủ E câu về. Đảo cứ như là say chín chum vậy. Rồi, voi về với nhà chính của mình dành cho game thủ E. Nó nhanh chóng cả mặt à. Có đôi khi tiết tấu trận đấu nó bị nhanh thì em sẽ tua theo trận đấu nha các bác. Có đôi khi tiết tấu trận đấu nó nhanh quá thì em bị quen nói nhanh và nói nhiều rồi, vì em từ bên bình luận của LL và Liên Quân sang, nên là có đôi khi nó
Nó hay bị bệnh nghề nghiệp, nói nó hơi nhanh thì mà các bác thông cảm. Hai mươi sáu dần dành cho game thủ E. Vâng, đóng S để ăn một bầy heal 4 kích. Vâng, 26 dần và kích cuối 8 ở trong trận thi đấu này. Đồ lùa trận này tìm ra hơi muộn hay là vấn đề gì đây chưa nhìn rõ vì bị mải tập trung vào đọc comment cũng như là quảng cáo. Vâng, bây giờ thì phải quay trở lại với trận đấu này. Xin phép giao lưu với quý vị khán giả ở thời điểm sau. Trận thi đấu này là một trận thi đấu tôi nghĩ hay nên dứt điểm. Đừng để trận thi đấu thứ 5 đêm dài lắm mộng. Chưa biết được điều gì ở trong những cái màn quay quân ở thời điểm tới cả. Khi mà lợi thế đang nghiêng về chúng ta thì phải tận dụng được nó. Vâng, bài bên kia là một bài đánh 26 dần cho Babylon. Babylon không có lợi thế phép đời, nhắc lại là như vậy, nhưng cái gì nó cũng có, tuy nhiên quân không tuyển thôi. Đội bạn có phù tuyển, vâng, có lạc đà, có cung ai, vậy có cung r, có tất cả mọi thứ, chỉ là không có em. Ở phút thứ 10, Edeon được 600 đô, như vậy trận đấu này lên đời có lẽ sẽ là 11 rồi. Bài bên kia dò 19%, ông He soi tham nhanh quá, chưa nhìn thấy cái gì cả. Vâng, chỉ biết là đánh đâu đó khoảng 26 dân dò 19% lên đời không phải là quá sớm. Ồ, 26 dân 19%, như vậy bài Babylon này làm gì đây? Dâng L. Có thể là dâng L nhá. Vâng, dâng L được. Bởi vì đội bạn sẽ đoán rằng chúng ta đánh cung. Vâng, No 1 là người lên đời sớm hơn thì việc dâng L của game thủ No 1 là điều cần thiết. Vâng, 11 1 x kích đời với 26 dân cộng 1 dành game thủ E, đây là chặt gỗ 1. Lại một lần nữa trận đấu này E phải cho thấy bản lĩnh thủ nhà của mình. Vâng, phải cho thấy khả năng bo bế thủ nhà, đừng để mất dân. Trận đấu vừa rồi He thua là bởi vì có một turn ở phía ngoài bị bạn phay mất chiếc, vâng, chiếc bét thứ hai và để mất rất nhiều lực ở thời điểm sau. Thì trận này He không được phép mắc phải cái lỗi đó nữa. Vâng, đội bạn có giò đến, giò này chưa công chưa giáp, chắc chắn đây là bài dâng L đến từ vị trí của người đội trưởng Lan Abe Nghệ An. Vâng, đầu một là người đi dâng L, He sẽ có cùng tê AC Run để thủ nhà. Vâng, bãi quả này là một bãi quả, vâng, mong rằng là sẽ không bị phát hiện và vẩy A để thủ nhà. Vâng, tiếp tục là một móng bè nữa là kín, một móng ngay nữa là kín, đưa cung tê vào luôn, hợp lý. Vâng, để đảm bảo rằng con giò này của game thủ No 1 là một con giò không có sát thương. Nếu như No 1 tỉnh đòn ở trong trận đấu này, anh ta sẽ phải đi giòn hoang. Ở trong những thế trận đánh random mà một người đánh cung, một người đánh chém thì người đánh cung rất hay có kiểu điên hoang ở phía ngoài thì mới có lực được. Vâng, nếu như No 1 tỉnh đòn bây giờ đi giòn hoang và thấy được bãi quả phụ của He là có thể, vâng, sẽ khiến He khó. Nhưng chưa biết được He phải chú ý bãi quả phụ này, năm dân đấy không ít đâu. Và thậm chí tơn dân này có thể điên hoang từ dần cuối game cũng được, không cần thiết phải đưa nó về làm gì cả. Vâng, để đảm bảo nó có lực bởi vì lượng ruộng của He chưa phải là quá nhiều. Vâng, đang kè nè để đoán được đi quân đội bạn liệu rằng có công ca đến từ vị trí của game thủ No 1 hay không. Có công không? Nếu như không công ca thời điểm này không vào được, He đang kè nè để xem có công cái gì không. Như vậy là bạn đã đóng BA. Như vậy khả năng một là công ca với việc đóng A vừa rồi, hai là người ta sẽ, vâng, có cung R ở thời điểm tới. Sẽ là cung R kẹp lạc đà giữa người cầm Babylon, nhưng tôi đoán khả năng cao là người ta sẽ, vâng, đánh kiểu cung R kẹp lạc đà cao hơn so với việc công ca. 30/40. Thời gian đang chậm chậm trôi đi. Chúng ta vẫn chưa có cung R, đội bạn vẫn đang có T và lạc đà rất khó chịu, đang là 1L1A đến từ vị trí của game thủ No 1. Trong khi đó thì game thủ He đang cho thấy khả năng vẩy E thủ nhà của mình. An Hoàng thêm, vâng, hiệu. Tôi tưởng là lọt nhà ở trong tình huống đó. Vâng, khá đau tim. Chú ý vẩy E trong tiếng này nếu như không thủ được ruộng. Rồi, vẩy E nào, tiếp tục vẩy E đợi chờ tơn cung R đầu. Nhưng lạc đà đang rất đông. Vâng, chúng ta thì vẫn đang thực sự là khó khăn với con cung T của game thủ No 1. Vâng, No 1 đã quay trở lại, ừ, He có tơn cung R đầu. Nhưng cung R của chúng ta thì chưa tụ được. Và bây giờ cần phải cho thấy khả năng bắn. Bắn nào, đứng ở trên dốc và xả thôi. Sau đó vẩy E, cơ cấu trở lại ruộng. Vâng, tốt dành cho game thủ E. Lực của em sẽ đủ thêm một tơn cung R 4A nữa. Vâng, cơ cấu lại. Cung R của chúng ta là cung R của Isiran, bạn công cả. Cần phải đưa cung R ra kin ca ở thời điểm này. Vẫn đang cố gắng để thủ nhà. Lạc đà đang rất đông, ca đang cầu vào. Đang một cao đang quá to. Trong đó thì game thủ E đang cố gắng để vẩy E nhưng không thể vẩy được. Vâng, bởi vì sức sát thương cũng như là độ cơ động của những con lạc đà chúng ta khó. Tham lai đang là 31/40 dành cho game thủ E. He kin được ca. Nhưng ở nhà của chúng ta thì cũng không còn lực nữa rồi, giữ dần. Vâng, chú ý giữ dần và giữ được cả quân ở thời điểm này, đưa về thế quản map luôn. Khi mà bài của game thủ No 1 cũng là một bài không có cái gì cả, bán hoang và đi dâng thôi. Vâng, nên là nếu như bùng và giữ được tham tốt, đưa cung R đi quản lại bản đồ của game thủ No 1 là chúng ta vẫn còn có cửa. Sau đó rỉa những con lạc đà đối phương. Nhắc lại, chúng ta là AC Run, chơi thế bản quản bản đồ nó sẽ tốt hơn so với cả Babylon. Khi mà AC rất cơ động, dân chạy nhanh và cung R, vâng, thì lại có tốc độ bắn rất là cao. Lượng cung R ra gom được là siêu đông đến từ game thủ E. Tuần này chúng ta là người có dốc. He đứng lại và đấu một cách đầy tự tin với game thủ No 1. Nhưng No 1 thì lại không, anh ta cũng tự tin quay trở lại chơi với chúng ta. Hit and run để có thể, vâng, lấy được lạc đà đối phương. Đây là một tuần thiêu cực mạnh đến từ vị trí của game thủ No 1. Chạy dân ở, vâng, chiếc bãi chiếc bét ở trong góc 3 giờ. Tham lai là 35/40. Kin được quân đội bạn, kin được ca của game thủ No 1. Hay đến từ vị trí của game thủ E. Hay quá nhở.
Sau turn vừa rồi thì chúng ta mở ra một cánh cửa cực sáng để giành chiến thắng. Một turn thiêu hết sạch quân đến từ No 1. Vâng, No 1 bình tĩnh ở thời điểm xin lỗi bạn, có một bài công nhà hay, mặc dù công ca hơi muộn. Vâng, làm tốt ở thời điểm trước đó, nhưng sát thương của No 1 ở tình huống bùng nhà dường như là con số 0, khi mà vẫn để cho He giữ được dân của mình và để cho He vâng có một lượng tài nguyên ổn. Bây giờ về nhà và ra lại ruộng đứng thủ đốt BABL BK, đội bạn đi chơi chậm lại, tách cùng là ra quản map là xong. Vâng, là có thể giành chiến thắng dành cho game thủ He với tỷ số là 3-1 ở trong set đầu tiên. Không có bất kỳ một sai lầm nào là chúng ta sẽ win ở trong trận thi đấu này. Tham bắt đầu vểnh lên rồi, chúng ta tham đội bạn cũng đang khoảng con số 30. Vâng, nhắc lại là bài No 1 bài không có ruộng. Vâng, bài này là bài ăn hoang và gom đồ. Và No 1 là một trong những game thủ mà nếu như thế trận bị đè thì hình như anh ta rất khó để bật trở lại. Nghĩa là anh ta chỉ vâng để cho người ta bật thôi, chúng ta không bật được người ta. Ngày hôm nay khi mà tôi đến địa điểm thi đấu He thì bị nhầm lịch nên đến muộn. Trong khi đó thì game thủ No 1 đến rất sớm. Vâng, anh ngồi ở ngoài hiên một hình bóng rất cô đơn và lẻ loi trong khoảng hoàng hôn 6 giờ chiều. Hình bóng đó khiến tôi thương No 1 nhiều hơn. Trong những ngày thi đấu vừa qua, game thủ No 1 đã liên tiếp thất bại. Có thể anh ta sẽ có một chút thất vọng đến từ người hâm mộ. Và hình bóng lẻ loi đó khiến tôi nghĩ rằng là He ngày hôm nay lên nhẹ tay thôi. Vâng, No 1 chơi tôi đánh giá anh ta rất cao, một game thủ top 1 tốt ở thời điểm trước. Nhưng trong giải lần này tôi không biết là No 1 bị vấn đề gì mà anh ta đang thi đấu, có thể là giấu bài cho giải Nghệ An chẳng hạn. Đó là một cái lý do thuyết phục, một thuyết âm mưu. Bây giờ chỉ việc đứng thủ, ra lại ruộng và tách khoảng 5 cung R đi quản map. Nhưng vẫn đảm bảo là phải có cung R đi quản map nhá. Khâu cung R quản map là đội bạn sẽ hồi trở lại, là thế trận nó sẽ vẫn cứ cái kiểu căng căng. Vâng, có nhiều tay ra, tách khoảng cung R đi quản map là chén rồi. 47/52. Bây giờ thì chuẩn bị nếu như có lực lên thêm chặt gỗ 2 nữa để đảm bảo rằng thời điểm tới lực chúng ta sẽ khỏe. Tham bị chững lại nhẹ một tơn khi mà He cũng chưa nở được tham. He thì đang mất tay để cơ cấu, ra lại ruộng, khung lại nhà của mình, đứng cùng R trong những điểm yếu để thủ nhà, cơ cấu lại những cái địa chỉ mà đã bị lùng ở thời điểm đó. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ đưa cùng R đi quản bản đồ là xong. Vâng, có một vài cái ruộng đến từ vị trí của game thủ nào. Một trận thi đấu chúng ta chưa được dân nào đội bạn cả, nhưng người đánh cùng không cần phải nhìn thấy mặt dân đối phương vẫn có thể là kẻ chiến thắng. Vâng, He thủ nhà tôi đánh giá cao ở thời điểm đầu với kinh nghiệm và bản lĩnh của ngôi sao của clan AOE Skyred. Sau đó thì game thủ He đã cho thấy sức mạnh của mình ở cái khả năng giữ dân và khả năng điều cùng, khi mà He lựa chọn thế đứng quân là rất đẹp. Còn No 1 thì lại chưa có được sát thương trong cái pha lủng nhà. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ có những tình huống tiếp tục là thủ. Đây là con dốc 3 tầng. Đây là con dốc 3 tầng. Nếu như tuần này mà ăn được vẩy E không cho bạn về luôn. Chưa có tay để vẩy E và thậm chí khó vẩy E bởi vì đó là diện tích rất hẹp. Vâng, đội bạn lại một lần nữa kẹp. Vâng, He đang muốn tình huống bắt quần. Vẫn đang là một con cùng R cắm cờ đi toàn bản đồ để dò những địa chỉ làm ăn của đối phương. Với việc mà He đang chơi chậm và chưa quản bản đồ rát nên là No 1 vẫn đang cố gắng để thi đấu. Anh ta vẫn đang còn có cơ hội. Đây là nếu như đây là một trận thi đấu mà game thủ No 1 muốn thắng thì anh ta phải có một trận thi đấu phát triển khỏe hơn so với game thủ He. Vâng, tức là bây giờ anh ta phải cố gắng làm sao mà phải đảm bảo là có một lượng quân đông hơn và phải rát hơn nữa. Nhưng bây giờ He đã có lượng cung R là rất đông rồi. Và xin nhắc lại, đây là cung R của AC Run. Tham bắt đầu hồi trở lại xem game thủ No 1. Vâng, He nên cố gắng quản bản đồ tốt hơn nữa, nên cho cung R nhiều đi, bởi vì bên kia No 1 đã bắt đầu về và ra lại ruộng, bắt đầu chơi chậm lại đến từ cả hai bên. Nói về khả năng phát triển, No 1 cũng là một trong những game thủ có khả năng nở tham cực tốt. Tham bắt đầu hồi nhị xem game thủ No 1. Tham được bàn lên con số khoảng 50 dành cho game thủ No 1 ở thời điểm phút thứ 26. Vâng, He chưa có 7+2 nhưng chưa có giáp 4. Vâng, He đang bắt đầu quản map, nhưng lúc này thì có vẻ như lượng quân đối phương cũng đang là khá đông và lạc đà nó khắc rất mạnh những con cùng R khi mà chúng ta chỉ đang là cái giáp 2 thôi, mặc dù đội bạn chưa là chém 4. 66/76. Cần một động tĩnh đến từ He. Chúng ta đã qua rồi cái thời điểm tích lực, đây là thời điểm trả đòn. Thời điểm này tôi nghĩ không nên ngồi im nữa. Chưa được. Vâng, nhìn quân của đối phương, màu 2 cũng đang đợi chờ sai lầm của He. No 1 đang chờ He đi lỗi quân và bắt để ốp vào nhà của He ở thời điểm này. 70/80. Vâng, một con cung R. Đây là lúc He đưa quân, một lượng quân siêu đông vào nhà của game thủ No 1. Vâng, để xem tơn này ăn được không. Ở nhà cửa của mình phải chú ý, bởi vì đội bạn hoàn toàn có thể sẽ công và đổi nhà luôn, bởi vì người ta không có nhà. Đây là một tơn không có đường lui. Không có đường lui khi mà No 1 tự dưng lại đóng cửa và đốt nhà. Tự tay bóp và lấy đá đập chân đến từ vị trí của game thủ No 1. He vẩy He nhoe nhoét nhưng lượng quân đội bạn đang là rất đông, cực đông. Không có giáp 4 ở trong tình huống này thì He cần phải điều đó tốt. Chúng ta mất dốc. He đang hit and run nhưng còn lạc đà của game thủ No 1. 66/88 dành cho He. Chú ý đều quân He ơi, chú ý đều quân bởi vì lượng lạc đà đông lắm. Vâng, cho đó cung R chúng ta không phải là quá nhiều. Vâng, bên phía bên kia cung R và kẹp lạc đà đang là siêu đông.
63/88, ăn được lạc đà bên phía đội bạn thì sẽ ăn được cung R. Đây là có dốc dẹp game thủ E. Rất may cung R đối phương chỉ là cung R Babylon thôi. He đang điều tốt ở trong tình huống này. Nâu một là người mặc dù có một lượng quân và khả năng đảo hơn, nhưng đó là một tình huống cho thấy rằng cái độ nhanh tay của E một lần nữa lại lên ngôi. Tỷ số là 3-1 ở trong C đấu đầu tiên. Một trận thi đấu có rất nhiều điều để nói. Vâng, cả hai đều xứng đáng với chiến thắng, nhưng He là người làm tốt hơn. Chúc mừng game thủ E và tỷ số là 1-0. Càng quá, càng, nhưng phải nói là trận này hay. Pha vừa rồi He điều R tốt đấy, pha đấy vâng đầu một thấy He điều R cái quýt luôn. Bây giờ đến với màn hình lớn, còn đến với màn quay quân. Vâng, bên cạnh He bên tay trái lại quắc, tay phải là vâng quán nhậu tự do. Và người xấu nhất trong bức hình này là người ngồi giữa. Bình luận viên 69 rồi, em 69 anh ơi. Cảm ơn những lời góp ý đến từ Phạm Văn Tâm nhá. Thằng này nói nhiều chứ hay gì bạn, đọc gì mấy trận đấu tốt chứ chiến thuật thế trận đọc gà. Ok, cảm ơn những lời động viên của anh. Vâng, em thì vẫn cứ sẽ đưa ra những lời nhận định về chiến thuật, nếu như nó sai thì mong bác thông cảm. Nào, Quân, 2 Greg. Vãi, Quân ngày hôm nay cần thế là rồi, 2 Greg. Quân không thể cần hơn được nữa. 2 Greg. Em tên là Vi Hồ nha quý vị. Quý vị nào ủng hộ tôi thì có thể qua fanpage của tôi hoặc là nick Facebook nhân bình luận video là được. Đây là quả đầu game thuế. Nó quay trở lại với màn quảng cáo. Tôi quảng cáo đến đâu rồi nhá? Đây rồi. Quạt điều hòa Rapido, ngoài việc quạt mát lạnh thì còn có chức năng lọc và làm sạch không khí bằng màng lọc tích hợp than hoạt tính vi dòng bạc, tạo không khí cực kỳ trong lành. Quý vị cộng đồng AE đến hệ thống quán nhậu tự do thì được giảm ngay 15% đồ nhậu và cùng xem các trận đấu AE với sự phục vụ tận tình và chuyên nghiệp đến từ quán nhậu tự do. Sàn SPG V-Floor là một trong những vật liệu thay thế cho các loại gạch men hay sàn gỗ trong thi công ốp lát so với các loại sản phẩm truyền thống. Giải đấu AE Nghệ An Open 2 khởi tranh vào ngày 21, ngày 2, ngày 3 tháng 8 tại Cyber Game Virus Vinh Nghệ An với tổng giải thưởng lên đến con số 200 triệu đồng, bao gồm 3 nội dung thi đấu solo random, 22 AECR và 44 random. Quạt điều hòa Rapido có rất nhiều lựa chọn cho quý vị khán giả, từ loại to cho đến loại công suất nhỏ, từ 40W đến 320W có thể tắt mở bằng điều khiển cầm tay hoặc bấm trực tiếp trên quạt. Quý vị có thể vào rapido.vn, rapido.vn để xem thêm. Quý vị tại Hoài Đức thì qua showroom sàn FPG Floor Tam Phát, khu 6 Trạm Trôi Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hotline 0989 957 789. Xwax có 7 đặc tính vượt trội là chất tẩy rửa tuyệt vời, không màu, không mùi, không gây kích ứng, diệt khuẩn và khử mùi, ngăn chặn quá trình oxy hóa, ăn mòn và reset, chống tĩnh điện, không ô nhiễm môi trường, không cần lau lại lần hai. Quay trở lại với diễn biến của hai Greg, Quân cho là cần. Cần thì là có cửa, bởi vì đây là hai chém. He không phải là hệ cung nên là cứ vứt hai chém cần là vâng, He có thể chém được mát máy và có thể hạ gục được game thủ nâu một. Chào tất cả quý vị khán giả nhá, đang trực tiếp nha quý vị. Vâng, cảm ơn những lời góp ý rất là tâm huyết đến từ Phạm Văn Tâm. Thực ra thì không ai nghe những thích nghe những cái lời thẳng cả, người ta gọi là những cái lời thẳng thì khó nghe, nên là thực ra anh Phạm Văn Tâm góp ý thì tôi rất cảm ơn rất nhiều đấy. Không hay chứ không thích, đúng rồi, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận, một cái thính giác, một cái vị giác, một cái cách nhìn về vấn đề khác nhau, đúng không ạ? Vấn đề về cái đẹp và cái việc nghe nhìn nó cũng như vậy. Có người thì bảo hay, người bảo không hay, nên là thôi cố gắng làm sao phục vụ số đông. Mà nếu như mà có vấn đề gì thì quý vị cứ góp ý, chúng tôi vẫn luôn đọc tất cả những comment quý vị, kể cả cho E là cho bản thân bình luận viên, cho ekip làm chương trình, để làm sao mà chúng tôi có thể vâng hoàn thiện bản thân tốt hơn, để làm sao mà mỗi lần đến với cái live stream game thủ E là quý vị có những cái tình huống highlight, có những giây phút thư giãn vâng đẹp về phần hình ảnh và mắt máy về phần nghe, để có thể làm sao mà E sẽ càng ngày càng phát triển hơn, đúng không ạ? Bài hai quả phụ cho bài cầm Greg. Greg thì cũng thường thường hay đưa về thế châu phủ. Greg không có cung T, à xin lỗi bạn, không có cung A1 váy, nói nhầm. Không có cung A1 váy, Greg nó khá là
Higerex thì với cái chiến thuật giống như Phạm Văn Tâm nói là một chiến thuật chưa được tốt đến từ bình luận viên như tôi, thì tôi chỉ nhìn thấy cái thế trận là châu phù thôi. Hoặc là hai ông này vâng có một cái liên hệ ngầm với nhau là không chơi phù thì khả năng là châu chém hoặc là đâm y gì đó. Tôi không thích một cái kịch bản nào nó khác khác cả. Cảm ơn anh Bố Sam Sam gửi tặng 200 sao nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Gửi tặng cho Vi Hồ luôn hả? Ui, tốt thế hả rồi. Bơm sao chân lực. Cảm ơn anh Bố Sam Sam nhá. 26 dân là game thủ He, 2 chém và 2 grade thì tôi nghĩ châu dân hợp lý. Trừ khi bài của He thuộc dạng mắc ping lên đời sớm thì phải đánh ít dân thôi. Còn lại thì cái châu dân lên là vâng mặc mắc ping rồi. Đây là BB. Châu quẩy hả? Cũng được ha, cũng là một lựa chọn hợp lý. Bài của He rất khỏe đấy. Vâng em Hồ đấy ạ, bài của He khá khỏe. Bảo He khép miệng vào anh ơi. Vâng, người ta đấy là cái dấu hiệu cho thấy rằng He đang được cộng đam. Anh lại bảo điều đó, đợi He ngâm miệng thật. Nhưng chỉ được lúc đầu thôi mà. Cảm ơn anh Minh Tông Nguyễn gửi tặng 10 sao nhá. Vâng, tham nhẹ một tên. Bên kia đánh 26 dân, như vậy là hai game thủ chúng ta chơi rất là như nhau. BBPL đóng rất nhanh đến vị trí game thủ He. Bây giờ sẽ là kick khoảng 10-30 rồi He ở trong trận thi đấu này. Kích đời rồi. Bài 2 quả phụ. Vâng, vàng có hai bãi vàng, một bãi vàng trong, một bãi vàng ngoài. Như vậy là sẽ ăn vàng ngoài. Úi dồi ôi, nâu một bên kia lên đời. Tôi cảm giác là hơi muộn ở trong trận thi đấu này. Đây là một trận thi đấu mà nó mới chỉ là khởi động cho siêu thứ hai thôi. Vâng, nhưng với việc được cầm Greg và việc để thua, có thể tâm lý của nâu một có vẻ như những cái dư âm của những trận thua được cho là đau đớn của anh ta trong giải đấu chín chung nó vẫn còn ảnh hưởng đến ngày hôm nay chăng. Hai mươi sáu trên 28. Bên kia lên đời muộn, như vậy thì nếu như mà vâng 29% lên đời muộn lắm. Hình như còn chết dân chết dùng hình như hay sao ấy. Vâng, còn vòi được cầu về. Chào anh Lê Văn Minh nhá. Quý vị có thể chia sẻ để ủng hộ game thủ He trong buổi tối ngày hôm nay nào. Con vòi đang được cầu về. Rồi. Đã về với chiếc bét. Có giò đến, chúng ta hóa đời ba thành công. Vâng, 1P luôn giải game thủ He. Giò đến, giò này chưa công chưa giáp gì đâu, đây là bánh xe. Vâng, He bây giờ mới có giò, con giò đang vào thẳng ruộng của game thủ He. Vâng, hai Greg thì bánh xe là một công nghệ rất quan trọng. Vâng, He sẽ đánh chậm, sẽ đánh trận thi đấu này y hệt như trận hai cho sót. Ui, pha vẩy E chưa bắt được giò của đội bạn. Phù đỏ là con chém đầu là ăn, bên kia ông sẽ đóng P thôi. Vâng, 28 trên 32. Ủa, các bác không hiểu hai quả phụ à? Hỏng rồi, em tưởng các bác phải hiểu ý em chứ. 30 trên 32 giành game thủ He. Đã có phù. Vâng, tiếp tục tăng P giành He ở trong trận đấu này. Giò chưa công chưa giáp gì cả. Tôi đi giò nhà đội bạn, tôi đúng nghĩa còn giò Ken E để xem đối phương có làm cái gì ở trước cửa nhà mình không. Vâng, đây sẽ là một chiếc E nữa. Rồi, vâng, một dân ở bên này đang bị đội bạn chơi vào. Như vậy bạn có chém đầu. Vâng, He vẫn đang cố gắng để ở nhà ra ruộng ở trong trận thiếu đầu tiên siêu thứ hai. Tham lai khả năng cao vẫn đang chỉ là cần đến từ cái vị trí. Chưa có quá nhiều lợi thế cho đối phương, người ta đã đào rất nhiều vàng. Như vậy là game thủ nào mộ đang chủ động châu phù ở trong trận thi đấu này. Vâng, đây rất có thể sẽ là một trận thi đấu dài hơi. Hai Greg đối đầu với nhau. Tôi nghĩ là khoảng phút thứ 30 là còn nhanh đấy. 35 trên 44 dành cho game thủ He. Vâng, một trận thi đấu sẽ là châu phù đến từ cả hai bên. He chuẩn bị đóng MP3. Vâng, M3B đã nhìn thấy nhà của game thủ nô 1, nhà của đội bạn. Thế nhà cũng rất đẹp ở trên 12 giờ và chuẩn bị khung lại nhá. Rồi, sẵn sàng đánh về lâu về dài đến từ vị trí của game thủ He và cả game thủ nô 1. Vâng, liệu rằng cái thất bại ở trong trận đầu tiên hai cho son nó có lặp lại dành cho nô 1 hay không, và He có làm tốt dấu trận đấu trước đó hay không. Vâng, đang mang dân lên và sẵn sàng những tướng đập phù thủy của đối phương luôn. Như vậy sẽ là vác dần đập luôn. Vâng, đội bạn cũng đang có những con phù thủy. Phù của chúng ta thì 50 máu rồi, phù của game thủ nô 1 thì tôi chưa nhìn rõ lắm. Tham lai đang là con số 43 trên 48 dành cho game thủ E. Đội bạn đang có 3P trước cửa nhà của chúng ta. Vâng, tơn đập phù này là một tơn chúng ta đang ăn được khá nhiều những con phù thủy của game thủ nâu 1. Sự quyết đoán hơn đến từ vị trí của E.
Con lạc và con giò này sẽ, con chém này sẽ được đưa ra để đi tìm vàng của game thủ No 1. Kin được vàng là Greg sẽ toàn 48. Vâng, ái ô nhưng toàn là đen thôi. Không tụ được phù thủy. Liên tiếp bị đập. Vâng, hoảng hết phù đến từ vị trí của người cầm Greg. Một bài dân kẹp phù dành cho He. Mang khoảng 15 giây để đập nhau luôn. No 1 choáng luôn, bất ngờ luôn với bài vừa rồi của cậu He. Và vâng, chúng ta đang chuẩn bị công cả phù sang nhà bên phía đội bạn. Bây giờ thì mới lên cái giáp nhẹ cho con chém thôi. Ở cái thế trận này thì He xác định là không nên công nghệ của chém làm gì cả, bởi vì nó sẽ không được áp dụng nhiều, mà chúng ta chủ yếu là dân và phù. 52/60. Vâng, phù của đội bạn thì cũng đã là 50 máu rồi. Tuy nhiên thì lượng phù thủy đang là rất ít. Và bên kia No 1 cũng đã đưa những con nông dân của mình ra để có thể đập nhau với game thủ EE. Hai bên đang có những tình huống lấy dân đập phù thủy. Ở nhà He vẫn đang cố gắng để ra dân và ra ruộng. Ở thời điểm tới, lượng dân của bạn mang ra cũng đang là rất rất đông. Vâng, tham thì khả năng cao là He đang nhỉnh hơn, bởi vì He có sự quyết đoán hơn ở thời điểm đầu. Và He đang chăn được vàng, đưa lạc đã. Vâng, đưa chém lại ăn vàng nào ngon. Vâng, mất khoảng gần chục dân vàng ở trong tình huống này. Dèo No 1 về nhà đóng thêm 2p nữa. 55/72. Vâng, vàng chúng ta có 3 bãi. Một bãi vàng nữa ở góc bên trên hướng lên 3 giờ. 55/72 là tham lai đến từ vị trí của game thủ He tính đến thời điểm phút 21 của trận đấu. Bên phía của game thủ No 1 khả năng chỉ 4x thôi. Vâng, chúng ta đang là người có lợi thế hơn. Vâng, tiếp tục là quản vàng. Vâng, He thậm chí tự tin đến mức sang nhà của game thủ No 1 để đào vàng luôn. Cay không? 3 dân. Dân nhảy hip hop để ăn mừng trận thua chăng? 2 dân bị bay mảo đèn thế anh No 1. Vâng, phù của Cho Son nó vẫn luôn là một cái gì đấy khá là thú vị đúng không ạ? Vâng, No 1 bây giờ lại mất tay về nhà. Nhưng lúc này No 1 mất vàng, mất ruộng, mất dân, mất phù, anh ta mất hết. Vâng, cả thế giới đang quay lưng lại với game thủ No 1. Và có lẽ tỷ số sẽ là 1-0 dành cho tụi em ở trong trận thi đấu đầu tiên siêu thứ hai. Một trận thi đấu mà cửa thua của chúng ta trận đấu này nó rất bé, cửa thắng thì đang siêu sáng. Vâng, ở nhà cứ bình tĩnh, ra dân ra ruộng, quản vàng ở trên bản đồ, thế là xong. Và đảm bảo rằng vàng của game thủ No 1 không đào được là chúng ta sẽ tươi. Chờ được. Vâng, tôi cứ tưởng là ngon rồi nhưng mà tham của game thủ No 1 vẫn đang còn to nhá. Vâng, chúng ta đang là người chủ động về những tình huống quản vàng và những đào gáy hơi sớm đến vị trí của bình luận viên. 61/76. Vẫn đang cố gắng để sóc đều khoảng 4p dành game thủ E, đây là chặt gỗ 1 để tăng khả năng phát triển. 62/76, đi đào vàng dần trên bản đồ đi. Ôm hết vàng vào là được. Ôm hết vàng. He ăn một bãi vàng trước cửa nhà No 1 nhưng tôi nghĩ là sẽ bị clear thôi. Vâng, 3 bãi vàng ở nhà mình. Vâng, trong thường thường có 6 bãi vàng ra ăn một nửa. Kiếm thêm một bãi vàng nữa mà mút được là ngon. 64/76. Cố gắng làm sao mà quản được vàng. Vàng là một tài nguyên rất quan trọng với việc đánh hai Greg. Đi dò xem vàng đang ở đâu, quản vàng dần. Vâng, đội bạn công phù, chúng ta cũng đang công ngược phù sang nhà của game thủ No 1. Đây là một bãi vàng hết rồi đến từ vị trí của game thủ No 1. Vâng, phù lại một vài dân của đối phương thôi. Vâng, phù xong thì đen nó đi hoặc là mang nó đi đập nhau cũng được. 71/76. Tiếp tục là đập phù. Với việc mà chơi châu phù như thế này thì thực ra trận đấu nó khá là dù ngủ. Và ai là người nhiều tay và nhanh tay hơn là người đấy ăn, đỏ hơn là ăn thôi. 77/76. Đối phương cũng đang phù thủy kẹp dân, mình cũng là như vậy. Hai Greg. Ồ, tôi lại cứ bị nhầm là Cho Son nhỉ. Ngày hôm nay bình luận ngáo quá, các bác hãy thông cảm nhé. 78/88. Ủi, bãi vàng kìa cậu He, người ta xin chém là quản vàng rồi. Vâng, 75. Tiếp tục là đập phù bên phía đội bạn cũng đang đi quản vàng ở trên bản đồ. Tham thì tôi nghĩ là vẫn cứ là có lợi thế một chút xíu dành cho game thủ He. Bởi vì He từ đầu đến giờ ăn được nhiều hơn và ra được nhiều dân hơn. Thì No 1 lại một lần nữa đưa mình vào một cái thế người ta gọi là loay hoay trong một cái vòng tròn, và người ta chưa tìm được cái sự bứt phá. Vậy He đập phù luôn ạ. Phù chạy làm sao được, chạy làm sao được trong tình huống này. Đập hết phù đội bạn đi nào. Vâng, rất nhiều phù nha. Khá đông phù đến từ vị trí của game thủ No 1. Lại lao vào và đấm nhau. Đây là bãi vàng của đội bạn. Công phù bãi vàng của game thủ No 1 nào. No 1 đã có tình huống chuyển bài, người ta chuyển về những con quẩy rồi. 88/100, nhưng lượng quẩy của bạn chưa phải là quá đông nên là không ngán lắm. 90. Tham đã chuẩn bị bước sang 3 con số dành cho game thủ He tính đến thời điểm phút 27. Chúng ta vẫn đang là người làm chủ trận đấu. He vẫn đang là người có sự chủ động rất lớn ở trong tay về cả việc quản vàng và về cả việc công nhà. Vâng, những con quẩy nó sẽ nở ra là rất nhanh đấy, nên là He cũng cần phải chú ý với cái bài chuyển bài này của đối phương. Vâng, không được chủ quan trận này, mặc dù Tham đang đè nhưng mà không được phép chủ quan. Bãi vàng đó đang bị đội bạn quản. Vâng, He đang đào được một bãi vàng ở nhà. Bây giờ He cũng sẽ chuyển sang quẩy. Tham nhỉnh hơn đến từ vị trí của game thủ He, nhưng vẫn không được phép chủ quan. Chúng ta vẫn cần phải hết sức bình tĩnh. 92/112, vẫn phải chỉnh chu và tỉ mỉ hơn, bởi vì tham của những con quẩy nó sẽ nở rất là nhanh.
Nên là hè thời điểm này phải cân bằng lại giữa khả năng nở tham và khả năng điều quân ở trên bản đồ, tránh tình trạng bị lộn cái bàn ở trong trận thi đấu mà đáng lý ra cửa thắng ta đang là sáng hơn. Tỉ mỉ cần thiết để đảm bảo rằng giành chiến thắng trước game thủ No 1. Hai Greg 93/112. Bên kia thì No 1 nhìn thế thôi nhưng lực không khỏe bằng chúng ta được. Bài game thủ No 1 thời điểm này là một bài mà anh ta đang cố gắng đứng ở nhà thủ để hồi trở lại. Cái tấn công của He ở thời điểm trước đó đang khiến cho lực của No 1 mất đi là rất nhiều. Anh ta đang phải tụ những con quẩy của mình lại và đang cơ cấu lại ruộng. Phù thủy của bạn đang không phải là quá đông đâu. Với việc chuyển bài như vậy thì phù không phải là quá đông đến từ No 1. Còn He thì đang chuyển về những con Z để counter lại những con quẩy của bên phía đội bạn. Chuyển bài, tiếp tục là ra ruộng, đúng rồi. Chơi chậm lại lực khỏe thêm một tí nữa là hợp lý. Đừng vội, cứ bình tĩnh thôi, vàng chú ý quản vàng ở trên bản đồ. Đây là một trong tài nguyên rất quan trọng. Vâng, bãi vàng này là bãi vàng mà vâng chúng ta không được phép để mất. Sống chết phải ăn được bãi vàng đó. Vâng, và tìm thêm một bãi vàng nào khác đi. Vâng, nhà của đội bạn thì chắc là bên kia cũng ăn hết rồi. Vâng, bên này thì He là người... Ồ, bãi vàng này người ta ăn trước, chúng ta ăn sau. Đội bạn mang quẩy đến đây để vâng, bảo kê bãi vàng. He thì có phù thủy để bảo kê, người ta rất nhiều quẩy. Vàng của He đang đào được là 1.100. Nhìn thế thôi nhưng dùng một xíu nữa là hết. Bởi vì chúng ta là phù thủy, là những con... Cái con đấy nó gọi là con Z hay là con leng keng gì đó, tôi cũng không biết là con gì cả. Tuy nhiên thì nó sẽ dùng tài nguyên là vàng, nên là chúng ta sẽ cần rất nhiều vàng ở thời điểm tới. Vâng, cố gắng mà quản vàng. 110. Bên kia thì đang chậm lại và đang cố gắng ra ruộng và chuẩn bị đẩy những con quẩy đi quản map. He bên này thì đang cũng chậm lại một tơn. Vâng, đối phương chậm thì chúng ta cũng chậm. Và sau đó thì đang có một tình huống bắt đầu là ốp vào bãi vàng này, nhanh lên, không người ta đào một lúc là hết đấy. Tôi nhìn thấy rất nhiều dân đào vàng nhá. Rất nhiều dân đào vàng của vâng game thủ No 1 và bây giờ đưa ra tìm vàng hợp lý rồi. Rất đông những con quẩy. Cực đông quẩy đến từ vị trí của game thủ No 1. Anh ta đang bắt đầu quẩy ở trên điệu nhạc Vina Hào. 127/132. He thì vẫn đang bình tĩnh để tụ lại những con Z của mình. Vâng, tham lại tiếp tục tăng BB. Đây là màn vẩy E đến từ vị trí No 1 để bắt những con phù thủy của chúng ta. Vâng, sau cái turn này thì cảm giác là bên mình lỗ. Thứ nhất chúng ta mất phù thủy, mất dân, và thứ hai là chúng ta chưa ăn được vàng. Đội bạn vẫn đang là người làm tốt hơn với việc chuyển bài sớm hơn, người ta có sự chủ động ăn được con giò ở trong tình huống này. Tiếp tục là tranh chấp bãi vàng. Vâng, đây là một địa điểm nóng ở thời điểm tới, nó sẽ nổ ra chiến tranh liên miên. Chúng ta bắt đầu đi quần, đây là chém 4 giải game thủ E để đảm bảo rằng sát thương của đơn vị quân ta vừa chuyển nó là cao hơn. Nhưng lượng quân đội bạn đang là khá đông. Vâng, chúng ta cần phải điều quân khéo ở trong những tình huống như thế này. Vâng, vừa phải điều phù, vừa phải điều những con Z. Tiếp tục bùng thêm một BN nữa ra phía ngoài để nở tham. Còn lại là gần 1k vàng, tơn này chưa được. Lượng quân về quẩy đối phương đang đông hơn chúng ta là khá nhiều. Và vàng chúng ta bây giờ chuẩn bị chưa ăn được thêm cái vàng dưới kia. Như vậy là còn 900 vàng thôi, hai cái vàng ở nhà thì hết rồi. Vâng, bên kia khả năng tham sẽ nở được đến 3 con số cho game thủ No 1. Chắc chắn là bàn số vì từ đầu tôi nói rồi, những con quẩy nó sẽ nở tham rất nhanh. Tham hồi trở lại đến từ vị trí của game thủ No 1, trận đấu lại quay trở về căng. Rất căng. Dò vào trong 9 giờ của bãi vàng nghe ơi. Vâng, cố gắng làm sao mà đi quản vàng dần ở trên bản đồ đi là được. Bãi vàng này người ta ăn rồi, nhìn thấy nháy nháy rồi đấy. 124/148. Như vậy là chúng ta có một bãi vàng gần, nhưng bãi vàng đó được bạn là người chiếm trước. Trong khi đó thì đã không thành công trong tình huống chiếm lại bãi vàng. Bây giờ người ta sẽ đứng rất nhiều quân để có thể thủ bãi vàng đó. He đang dùng toàn quân vàng thôi, nên nếu như chơi thêm một lúc nữa hết vàng là chúng ta có thể sẽ rất khó khăn. 130/148. Vâng, ngay từ đầu chúng ta ăn bãi vàng thì hơi muộn, nếu như ăn bãi vàng thì sớm hơn thì ngon. Vâng, bây giờ sẽ làm gì khi mà người ta đang tràn quẩy vào nhà, chúng ta bỗng dưng đang chuyển từ thế công sang thế thủ. Và lúc nào thủ cũng sẽ là bất lợi hơn so với việc đi công. Mặc dù He đang nhìn thì to vậy thôi, nhìn thì nở tham to và rộng như vậy thôi, nhưng nếu như bị công vào nhà thì sẽ vẫn khó. Vâng, nhắc lại là vàng chúng ta bắt đầu tụt, tụt là rất nhanh. Tơn này đang muốn vẩy E để bắt quân của đội bạn. Và nếu như bắt được quân, tôi cần một tình huống trả đòn luôn đến từ vị trí game thủ E. Cần phải trả đòn ở thời điểm này bởi vì No 1 lực đang khỏe lắm rồi. Nếu như chúng ta tiếp tục bị động và ngồi im thì có thể đó sẽ là một cơ hội dành cho game thủ No 1. 128/152 dành cho game thủ E. He bắt được toàn bộ quân của đối phương. Đây là một tình huống có vẻ như chủ quan, No 1 đi quân lỗi. Lại mở ra một cánh cửa lớn hơn dành cho game thủ E. 137/152. Vâng, nhà đội bạn thì ở trên 12 giờ. Chúng ta đào được thêm một bãi vàng nữa. Và dường như bãi vàng này là bãi vàng mà đội bạn không biết. Như vậy là He ăn 3 bãi vàng, bên kia ăn 3 bãi vàng, vàng là như nhau. He còn lại là 600 vàng. Vâng, tiếp tục là ra ruộng, lực là rất khỏe. Phút thứ 38 in game. Và cả hai game thủ của chúng ta vẫn đang cố gắng để có thể cho thấy độ bình tĩnh cũng như là cái kỹ năng vượt trội và chiến thuật vượt trội của mình. Tham bắt đầu đè lên dây game thủ E sau một tuần mất quân khá sâu của game thủ No 1.
một tình huống đi lỗi và anh mất toàn bộ những đơn vị quẩy cũng như là phù thủy của mình. Còn E thì ba bước sang ngưỡng cửa 150/164, lượng Z của E đang đứng ở nhà là rất đông. Vâng, nhìn những cái con Z nó đẹp trai hơn rất nhiều với những con quẩy bẩn bẩn. Vâng, nhìn nó vừa đẹp trai về ngoại hình, nó lại vừa khỏe. Trong đó mấy cái con bẩn bẩn của game thủ No 1 nhìn chán đời thật, cái đơn vị quẩy, cái đơn vị khá tù. Vâng, hè đào cả đá, cần thiết mình cũng quẩy. Tôi bảo rồi, vâng, với việc hai Greg thì các game thủ sẽ đánh rất lâu, ít nhất là 30 phút, nhưng bây giờ nó đã đến phút thứ 40 in game rồi. Thế trận thì vẫn từ đầu đến giờ nó vẫn thuộc về E, chưa một thời điểm nào mà tham của E yếu hơn cả, tham E đều nhỉnh hơn. Vâng, He đang N nhà BB và ra rất đều. Vâng, lượng quân chúng ta là đông, He đang chuẩn bị có một turn tổng tấn công, tổng động viên vào nhà của game thủ No 1. Turn quân này phải là một turn đánh phải chết, bởi vì chúng ta đang mang toàn bộ binh lực đi sang nhà đối phương, phải đảm bảo là một kích tất sát, một turn đi luôn, không cho cơ hội để game thủ No 1 có thời gian thở dốc và có thời gian để ngẩng đầu dậy. Phải đánh cho đội bạn dồn dập, đánh cho đội bạn không thể nào mà làm được cái gì cả, đánh cho đối phương không kịp trở tay, đánh cho game thủ No 1 buộc phải dùng tổ phí F10 tờ của mình để thủ nhà tham tiếp tục đè. Tham He chuẩn bước sang ngưỡng cửa ba con số, No 1 vẫn đang chững thảm. Một tình huống dậm chân tại chỗ đến từ tù trưởng No 1. Vâng, một người thì đang đứng lại, còn một kẻ thì đang tiến lên. Rõ ràng nó sẽ có sự khác biệt rất lớn ở thời điểm tới. 196/200, đây là một tuần chúng ta chuẩn bị tràn map. Vâng, màu hai của He đang bắt đầu đứng đỏ như hoàng hôn của bầu trời và sẽ mang lại đêm tối cho game thủ No 1. Vâng, hoàng hôn tới, nhưng nó không mang lại ánh sáng mà nó chỉ mang lại bóng đêm mà thôi. Tuần này bắt đầu dã. Vâng, chúng ta cần phải điều quân áp sát, mang phù thủy đứng ở phía sau mang tính chất là cấp kill. Vâng, 180/200, tiếp tục tăng nhà BB vào và quẩy, đánh nhau là cực mạnh ở trên 12 giờ. Lượng quân chúng ta đông như quân Mông Nguyên, đối phương cũng đông. Vâng, nhưng chúng ta đang ổn hơn rất nhiều, bắt đầu tràn vào. No 1 đang hết quân, sự chống cự đáng yếu hơn. Đây là dấu hiệu của vâng sự yếu đuối và có thể là trận thua cay đắng dành cho game thủ No 1. 178/200, tiếp tục là gì? Tiếp tục là quẩy. Vâng, quẩy cũng phải nói là cực đông, và lúc này vàng đã hết. Lựa chọn đánh quẩy đến từ vị trí của game thủ E chưa được. Nhìn thế thôi nhưng quẩy đội bạn là đông quá. 170/200, tưởng là mang được điểm đêm tối về nhà của game thủ No 1, nhưng ai ngờ nhà đối phương vâng là đèn điện. Cày thế người ta bật đèn. Ờ, He lên 4 lúc nào ấy? Từ nãy giờ tôi mải miết vào những cái ông He lên 4 lúc nào quên không để ý. Vâng, từ nãy giờ mải miết tập trung vào những hướng đấu quân và điều quân của hai bên, mà đến lúc một người lên 4 rồi tôi vẫn đang cứ như kiểu chó xem ta đào. 174/200 rồi, đã lên 4 dành cho game thủ E. Cho Son lên 4 có cái gì nhỉ? Tôi không biết luôn, quý vị khán giả nào biết thì có thể để ở trên kênh chat. 173. Vâng, một ngọn nến được thắp lên ở trong cái màn đêm u tối của No 1. Chúng ta đã không thổi được ngọn nến đó, đội bạn thành công thắp ngọn nến trở thành bó đuốc. Nhưng bó đuốc này là bó đuốc, nó vẫn đang rất lung lay ở trong gió. Cơ hội là vẫn còn rất lớn để He có thể công cuộc há mồm thổi nến của mình như ở trên cam mà quý vị khán giả đang nhìn thấy. Vâng, 178/200, lượng nhà BB của chúng ta đang là cực kỳ đông. Ở lúc này thì He sẽ chuẩn bị chuyển về vâng Greg. Vâng, bài Greg ở đời 4 xem game thủ E với N nhà BB, và chúng ta chuẩn bị đẩy vào nhà của đội bạn. Vâng, bắt đầu lên nhà của đối phương và tiếp tục công cuộc thổi lửa. Bên kia thì vẫn đang cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Vâng, khá đoàn kết, bên kia cũng chuyển về đánh Z. Vâng, mấy ông này máu thật sự luôn. Quanh đến phút thứ 47 in game vẫn chưa thể nào biết được một bên nào giành chiến thắng cả. Trận đấu vẫn đang căng. Rồi, quẩy đồng tê à rời. Vâng, cực đông. Hàm limited 200 giành game thủ E. Vâng, bãi vàng này hết rồi. Bây giờ thì đào đá mà quẩy đi còn 300 vàng không được. Công nghệ đời 4 nó rất khác biệt. Chiến thắng thuộc về game thủ E ở trong trận đấu này, một chiến thắng mà chúng ta làm tốt ngay từ đầu. Trận này đánh giá cao khả năng bình tĩnh của E. Vâng, đi liếm lại để những cái mỏ vàng bé bằng cái chấm đậu. Cái ông này. Thôi, cái bãi vàng nó để đi, người ta đây là miếng tự trọng. Nó giống như cái kiểu đi nhậu đừng bao giờ ăn hết mồi và để lại một miếng tự trọng chứ. Vâng, quán nhậu tự do đã được giảm giá 15% cho các viên giả nào mà vâng muốn để lại mồi và tìm mồi thì đến quán nhậu tự do. Được giảm 15% luôn và ngay. 204/200 dành cho game thủ He tiếp tục quẩy sang nhà của đối phương. No 1 vẫn đang co cụm ở trên 12 giờ. Người ta có một câu nói là cái gì rất rộng ấy nhỉ? Tôi quên mất cái câu tục ngữ đó của Việt Nam. Tham đẻ 9-1 rồi. Vâng, liệu rằng No 1 có soi tham không? Nếu như No 1 soi tham là quýt. Tôi nghĩ rằng No 1 đừng soi tham để tiếp tục vâng có tâm lý mà thi đấu. Soi tham là sẽ không có tâm lý để thi đấu đâu, nên đừng soi tham. Vâng, No 1 là một game thủ tôi rất hiểu. Anh ta sẽ không soi tham để tiếp tục có một cảm nhận tốt, bởi vì soi tham áp lực tâm lý là sẽ không thể chơi nổi.
203/200 là timeline hiện tại đến từ vị trí của game thủ He đã có một lượng quân là cực kỳ đông và chúng ta vẫn đang có một timeline là rất ổn định. He đen cả dân để đảm bảo rằng ra được quân và một tình huống xử lý. Tuy nhiên thì là như vậy, có đôi khi chúng ta phải có những cái quyết đoán. Vâng, tiếp tục là quẩy. No 1 khả năng cao sẽ không thể lên được đời 4 bởi vì đơn giản anh ta sẽ không có vàng để lên. Vàng đang là một thứ mà chúng ta có nhiều hơn. Xin cảm ơn 5.000 quý vị giả đã có trên page của He. Và vâng, xin các bác một like một share để hỗ trợ He trong buổi tối ngày hôm nay. He đang thi đấu là tốt hơn so với người đội trưởng của Lan AOE Nghệ An. 212/200. N nhà BB vẫn đang được đẩy lên. Cuối cùng thì 51 phút No 1 cũng đã gõ 1 và tỷ số là 1-0. Những tràng pháo tay giòn giã đến từ hai bạn đồng hành hoàn toàn hợp lý thôi. He xứng đáng để nhận được những tràng pháo tay đó. Và mong rằng quý vị khán giả vỗ tay các bác ơi, vỗ tay. Vỗ tay nào, các bác cũng vỗ tay cùng em đi để chúng ta hòa với nhịp điệu cồng chiêng ở trong ngày hôm nay. Trận đấu vừa rồi là một trận đấu mà có lẽ rằng chúng ta sẽ thấy nó như kiểu tái hiện lại vũ điệu cồng chiêng vậy. Một trong những đặc sản văn hóa được UNESCO công nhận của Việt Nam. Bình luận viên được tí tuổi ăn nói bố láo. Chào anh, alo, tôi lại lập đây. Em ăn nói bố láo chỗ nào thì anh có thể để lại câu đó để em có thể xin lỗi anh nhé. Rồi, chúng ta đến với màn quay quân. 1-0. Trận đấu hay quá. Lâu lắm rồi tôi mới thấy trận đấu solo đường lâu như vậy. Cảm ơn quý vị khán giả đã tặng sao game thủ Sang Long đông quá tôi không. À, xin lỗi bạn, bệnh nghề nghiệp. Tặng sao game thủ đông quá nên tôi không cảm ơn kịp các bác rất nhiều. Cho son Kata. Bên mình là Kata và cho son quân cân thôi. He là người được cầm Kata, bạn là người cầm cho son. Ngày hôm nay cá cả chó xuất hiện rất nhiều. Từ nãy giờ toàn cho son, gờ đách. Bây giờ thì là Kata cho son, quân toàn cân ạ. Bình luận những thằng điên biến đi. Ok anh Phạm Tiến. Quay trở lại với màn quảng cáo. Quạt điều hòa Rapido ngoài việc quạt mát lạnh thì còn có chức năng lọc và làm sạch không khí bằng màng lọc tích hợp than hoạt tính và ion bạc, tạo không khí cực kỳ trong lành. Quý vị vâng, khán giả OE đến với hệ thống quán nhậu tự do sẽ được giảm 15% đồ nhậu và cùng xem trận đấu OE với sự phụ tận tình và chuyên nghiệp đến từ hệ thống quán nhậu tự do. Sàn FPG V-Floor là một trong những vật liệu thay thế cho các loại gạch men hay sàn gỗ trong thi công ốp lát, tốt hơn so với các loại sản phẩm truyền thống. Giải đấu OE Nghệ An Open 2 khởi tranh vào ngày 21/22/23/8 tại Cyber Game Virus Vinh Nghệ An với tổng giải thưởng lên tới 200 triệu đồng, bao gồm 3 nội dung thi đấu solo random, 22 AIC và 44 random. Một lần nữa. Vì hồ không biết là sơ luyến à, em có liên quan gì đến sơ luyến đâu anh. Vâng, bên cạnh game thủ E đó chính là Xwark và quán nhậu tự do. Hai bạn nữ rất xinh đẹp đang đồng hành cùng game thủ E ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng những nụ cười xinh đẹp của những cô gái Việt Nam, khiếp, nụ cười của em đang khiến cho hàng nghìn trái tim ngoài kia có lẽ là không thể bị lệch nhịp đấy các bác, không thể giữ được nhịp tim ổn định. Nên là các bác ngại gì một like một share để ủng hộ cho vâng hai bạn nữ và ủng hộ cho cả game thủ E. Thực ra ở trong bức ảnh này He làm nền thôi nha các bác. Ông He chỉ ngồi giữa để làm nền cho hai bạn nữ thôi chứ tôi nghĩ là He xấu nhất trong ba người này. Mới 1-0 thôi, ông định mấy không? Ông đánh 51 phút một trận đấu vâng. Thì được có trận thôi. Trận đấu này khả năng lại lâu tiếp này. Trận đấu này Kata với cả Cho Son tôi thấy khả năng lại lâu. Có đôi vòi về dành cho game thủ He. Cảm ơn anh Gác Kiếm, anh Hoàng Tuấn, anh Hưng Đạt, anh Kiều Tiến Đạt, anh Quang Hưng Vũ, anh Sa Gia Đại Hiệp, anh Tuyến Trinh, anh Vũ Khiếu, anh Duy anh Nguyễn, anh Sơn Đu Lắc. Ủa nhiều cái vị tặng sao thế rồi, tôi cảm ơn không kịp luôn á. Đâu rồi, đợi tôi một chút xíu à. Anh Đặng Dũng, anh Cao Xuân Thông, anh Nguyễn Quang Dương, anh Hồng Sơn, anh Kim Kim, anh Bùi Duy Hưng, anh Nam Nguyễn Hoài, anh Nam Nguyễn Hoài. Hai anh này khác nhau nhưng bọn anh có giống hay không giống. Anh Châu Linh Linh, anh Hoàng Dũng, anh Trung Anh Khúc, anh Phạm Thanh An, anh Minh Tâm Nguyễn đã gửi tặng sao cho game thủ He, mỗi người là 10 sao. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Một lần nữa thay mặt cho He, những người làm chương trình cũng như nhà tài trợ, chúc quý vị khán giả có buổi tối thật là nhiều niềm vui với gia đình và người thân. Còn bây giờ quay trở lại với diễn biến của đội game thủ He và game thủ No 1 ở trận đấu thứ hai, siêu thứ hai.
Cái map này nhìn nó giống trận đấu vừa rồi thế nhở? Nhà của game thủ Vâng Đâu 1/12 giờ đấy thì đúng là nhìn giống thật các bác ạ. Nhưng mà không phải đâu, nhìn giống thật. Ui quả phụ bài mắc bình, bài Katai gắn đẹp thật. Bài này mong rằng là chém chết cho Son thềm đầu luôn. Khỏi phải chuyển về cái thế phù phiếc rồi là vâng cung T cùng à cung A1 váy các thứ. Vâng, bên kia cho Son có cung A1 váy nhá. Quân nó chỉ cân cân thôi, chúng ta thì có lạc đà để khắc chém nhưng mà người ta thì có phù thủy tuyển. 25/28. Em bình luận được một, đúng rồi, em bình luận được một năm rồi đấy, từ hồi 69 đến bây giờ. Cái việc mà có nhiều quý vị khán giả có thể bị bỡ ngỡ bởi vì tôi bình luận quen ở những tựa game eSports rồi nên sang đây nó có thể tốc độ bắn hơi nhanh. Mong các bác thông cảm, tôi sẽ tiết chế lại. Mặc dù có đôi khi nó bị bánh quấn quá bởi vì trận đấu nó hay và tiết tấu đang nhanh. Mong quý vị thông cảm, cái này là một cái lỗi mà tôi đã hứa sửa rồi nhưng mà chả sửa được. Cái này là cái lỗi người ta gọi là cái tật rồi các bác. Như kiểu cái gì tật há mồm cậu he khi chơi chế và cái khả năng về he nhanh vậy. Không thể sửa được nha các bác, cái này khó sửa lắm. Em năm nay 25 tuổi rồi ạ, 26 nhá, 28. Còn con hiêu nó được về bài mắc ping cho game thủ he luôn, bài rất đẹp. Không, No 1 là một trong những game thủ có khả năng chịu đòn cực tốt. Đừng bao giờ nói No 1 xin nghỉ, cái tôi đánh giá cao nhất ở No 1 là khả năng chịu đòn và không bao giờ nản chí. Thất bại, đứng dậy đi tiếp. Thất bại, đứng dậy đi tiếp. Thua, vâng, resize đánh tiếp. Thua, resize đánh tiếp. Kinh khủng. Kể cả là 1-12, 1-14 ta vẫn thi đấu và trận nào như trận nào, 10 trận như 1. Vâng, đó là một cái tinh thần, một ý chí chiến đấu mà tôi đánh giá cực cao đến từ vị trí của game thủ No 1, một chiến binh quả cảm. Hai mươi bảy trên 28, một màn 27 dân kích 11 là game thủ he. Anh cung A một váy à, tôi thấy đóng BL mà nhỉ, kích như vậy là đánh chèm. Cho Son cũng có cung A một váy nên là bài này chưa biết được, hai ông lại ngồi đánh châu phù trong trận vừa rồi, khả năng cao là 50 phút in game. Giải chính chung sẽ bắt đầu vào ngày 27/7/2020 bởi vì các game thủ đang bận cho giải Sài Gòn. Đây là bãi vàng trong. Đây là con giò đến từ vị trí của hè. Một bầy hiêu to bảy không thèm ăn luôn. À, bài bên kia cũng thua dạng kinh nhá. Biển No 1 bên kia không phải là dạng vừa đâu. Một bài 26 dân và chỉ số giò vâng 1x% đấy. Bài mắc ping là người cầm cho Son. Vâng, cố gắng thắng 3-0 ở trong trận đấu thứ hai. Đây rồi, con giò đi rất, con giò này Omo, chú ý con giò này đang Omo. Chưa có một công nghệ gì cả nên những tình huống đi dò hết sức khéo léo, đừng để mất dò. Vâng, đội bạn vẫn còn đang ngồi ăn quả như vậy. Bài mắc bình dò đến thẳng ruộng. Dò này có công nghệ rồi, hình như là có rồi, đến từ vị trí của game thủ No 1. 2E 2 đầu để đảm bảo là kín ở trong tình huống này. Để lạc đà đầu đến từ vị trí hè, 1P là hoàn toàn hợp lý rồi. Đây là đánh giao hữu bình thường anh nhá. Bãi vàng chưa bỏ nhỏ. Vâng, hè đang bắt đầu hơi bị toang ở trong trận đấu này. Pha bắt giò được không? Bắt được con giò. Vâng, một con giò, như tôi nghĩ con giò này thành công rồi. Nó phát hiện ra hai địa chỉ quan trọng bậc nhất của game thủ he, đó là ruộng chính và đó là bãi vàng. Và ăn được 3 dân trước khi nó ngã xuống thì đó là con giò thành công cho game thủ No 1. He cần phải bỏ nhỏ lại bãi vàng ở trong những tình huống sắp tới bởi vì người ta sẽ thả chém vào đấy đấy. Vâng, 27/32, tham khả năng cao đang là có lợi thế đến từ vị trí của game thủ No 1. Vâng, lại là thách thức dành cho game thủ EE. Nhiều trận thi đấu rồi, No 1 đều là người làm tốt hơn ở thời điểm đầu. Chỉ là anh ta không biết cách để dứt điểm trận đấu và giành chiến thắng loanh quanh ở thời điểm sau. 30/32, nó đang rất tỉ mỉ. An Hoàng thêm một bầy hiêu nữa. He thì đang, có vẻ như He đang bắt được bài của No 1. Đó là No 1 đang, tức là anh ta làm tốt ở thời điểm đầu, nhưng thời điểm sau No 1 lại, nó như thế nào nhỉ, cũng không phải hệ châu dân phát triển khỏe, cũng không phải hệ ép quân tốt. Nó là cái hệ, tôi không biết miêu tả như nào nữa, nhưng nó rất là dễ để bắt bài. Không nở được tham cũng không, vâng, sóc chém cũng không, quản map tốt cũng không, chém sát kiểu, vâng, nó kiểu mỗi thứ một tí nên nó tạo ra một cái sự yếu đuối trong lối chơi của mình rồi. Bay còn chém luôn ở thời điểm này. Nên là He ngày hôm nay không cần thiết về tốc độ. Nếu như đánh về những hệ cung như Sang Long thì tốc độ của He là điều tôi thấy rất đáng sợ. Tôi là vâng bình luận viên của Sang Long nên là nhiều ngày rồi tôi thấy vâng đánh với cậu He chém cho không thở nổi. Nhưng ngày hôm nay thì lại là một He bình tĩnh. Điều này hoàn toàn hợp lý, với những đối thủ khác nhau thì chúng ta phải đưa ra chiến thuật khác nhau để đánh vào điểm yếu của đối phương và phát huy được điểm mạnh của mình. 36/36. Vâng, đây là chiếc nhà bè thứ 3 dành cho game thủ E.
Vâng, bắt đầu cơ cấu đánh theo kiểu chuyển cung luôn. Chủ động chuyển cung, tham cân. Có vẻ như bên kia nồng 1 cũng đang chậm lại. Anh ta cũng sẽ cố gắng để đánh cung A1 váy. Có lẽ là như thế. Hay là đánh quẩy. Quẩy sẽ khắc được cung A1 váy. Nhưng mà Z thì không khắc được nha. Z sẽ bị khắc cực mạnh với cung A1 váy. Châu phù ở cái trận thi đấu này thì cũng là một lựa chọn tốt cho Cho Son. Thực ra Cho Son hay Mecha Tyrant phải có phù. (42/48) Vâng, đội bạn đang có phù thủy. Chúng ta có cung A1 váy thành công. Có người chăng? 42/56. Vâng, đang là những con cung A1 váy kẹp với lạc đà. Đội bạn đang là người châu phù. Châu phù đến từ vị trí của game thủ nâu 1. Cố lên hè ơi. Vâng, tham cân. Tham vẫn cân thôi, bởi vì bên kia người ta cũng đang có một lượng dân ngang với chúng ta. Lực người ta cũng khỏe. Hè thì đang là cung A1 váy. Qua một váy nở tham nhanh lên giáp nào. Bên kia sẽ có lạc đà kẹp phù là chém kẹp phù nên tôi nghĩ lên giáp thì cũng hợp lý. Chém kẹp phù thì bác quên bảo lạc đà là không có cho Cho Son. 50/60 giải game thủ E. Hè đang bắt đầu chơi chậm lại, trận này cần lên 4 không? Và cái thế trận này để dứt điểm được nhau thì khó, bởi vì cung A1 váy nó không sự cơ động đẩy quân cực khó. Trong khi đó thì bên kia phù thủy cũng là như vậy. Nên là nếu như để dứt điểm được trận này rất khó. Tôi lại nhìn thấy một cái tương lai vâng đánh về lâu về dài rồi, bởi vì bên này nâu 1 phát hiện ra chúng ta chuyển qua một váy, chắc chắn bên kia nâu 1 sẽ không ngồi im, họ cũng sẽ chuyển bài. Với những cái bộ não thuộc dạng đầu tàu của những clan nổi tiếng như là Nghệ An, như là Game TV thì sẽ không bao giờ nâu 1 ngồi im cả. Anh ta sẽ chuyển, nhưng He thì lại không muốn đánh trận đấu này về lâu về dài, đang quyết đẩy quân. Đây là thời điểm mà He muốn đẩy chết hoặc đẩy yếu để lấy đà vâng đè tham ở thời điểm tới. Chúng ta sẽ cùng xem tên đẩy quân khá quan trọng này của He nó có tạo ra được cái mục đích mà He đưa ra hay không. Đây là phù thủy tình huống về He cực nhanh đến từ He, ăn khoảng 3p ở trong tình huống này. Dân kẹp với cung A1 váy cộng với chém đang được đẩy lên, chưa thấy sự chống cự của nguyên thủ nâu 1. Phù thủy bạn đã 50 máu khá trâu. Vâng, tiếp tục là đi lên nhà của đối phương. Nâu 1 có vẻ đang là cái thời điểm rắn lột xác, anh ta đang bắt đầu ra dân nên lượng quân đang ít hơn. Đây chính là thời điểm hợp lý để chúng ta công sang. Đoán vậy thôi, chưa biết được. 64/104 giải game thủ E. Đây là vàng của đối thủ. Đúng là bài châu phù và chưa thấy dấu hiệu chuyển bài. Không được. Hè bắt bài tốt quá nhờ một màn đẩy quân hay. Màn đẩy quân này khả năng ăn đấy. Vâng, 67/104. Nhìn thấy mặt phù thủy được bạn rồi, mang dân đập phù nào. Mang dân đập phù. Không, người ta có quẩy. Nếu như có quẩy thì mọi thứ có thể sẽ khác. Cung A1 váy vẫn đang đứng là khá đông. Phù thủy đội bạn chưa phù được nhiều. Cung A1 váy vẫn đang đẩy. Tiếp tục mang dân của mình ra để đập phù thủy. Đứng ở bên trên và xả xuống. 68/104 dành cho game thủ E. Sự chủ động có dẻo chúng ta. Ở trong khi đó thì bên phía đội bạn. Từ từ nha các bạn. Trong khi đó thì bên phía của đối thủ lại vâng không có cái sự chủ động đó. 71/104 pha đẩy quân phải nói là 10 điểm của game thủ E ở trong tình huống này. Anh ta đẩy quân ở một thời điểm nhạy cảm của đối thủ. Cái thời điểm mà người ta đang chuẩn bị một là cá chép hóa rồng, nhưng bây giờ thì thành cá chép om dưa dành game thủ nâu 1 rồi. Vâng, tham tụt còn lại 61, nhưng tin tôi đi, bên kia tham của game thủ nâu 1 khả năng cao sẽ tụt là khá nhanh. Và một tình huống tách vào nhà của đối phương để ăn những con nông dân bên phía đội bạn. Tham lại tụt là 56 giờ game thủ E sau màn đẩy quân vừa rồi. Nhưng chúng ta ăn được cái thứ rất quan trọng của game thủ nâu 1, đó là lực. Chúng ta chỉ mất quân thôi, không mất nông dân. Đội bạn mất rất nhiều dân và mất cả vàng. Người ta sẽ không xin được quân ở thời điểm tới. Nên nếu như tiếp tục cái đà như thế này sẽ là khó dành cho game thủ nâu 1. Chuyển về quẩy nhưng lại không thấy quẩy đâu cả. Đến từ vị trí của game thủ nâu 1. Nâu 1 nào đá để đánh quẩy các bác. Đây, quẩy đây rồi. Như vậy là đóng nhà vâng BB sai hướng à. Nhà BB người ta đóng hướng xuống cái góc 9 giờ và chúng ta đẩy vào cái mặt được cho là sẽ di chuyển quẩy ở phía xa. Vâng, tình huống này khả năng cao vẫn chưa công chết ở đâu, chỉ công yếu được game thủ nâu 1 thôi. Tuần vừa rồi làm yếu được lực của đội bạn nhưng chưa chết được. Vâng, liệu rằng có tay để tách quân vào ăn dân của đối phương không khi nâu 1 đang cố gắng để hồi lại những khoảnh ruộng của mình. 53/104. Vâng, He cũng đã có BC rồi, phát triển khỏe thêm đi. Trận này đẩy như thế làm yếu đội bạn thôi chứ chưa thể thắng được đâu. Chưa thể thắng được bởi vì quẩy sẽ nở ra và người ta sẽ vẫn thủ được nhà. Chúng ta thì đang bị mất quân nên nếu như bây giờ mà vội vàng đẩy thì có thể sẽ là ngã ngựa. Nên bây giờ lại là lúc chúng ta cần phải vâng chơi chậm lại. Tham lai là 59/112. Vâng, và nên lên thêm cái giáp nữa bởi vì bên kia là quẩy. Lên thêm tí giáp không? Có giáp 2. Vâng, quẩy. Quẩy nó có chiêng đồng. Nó sẽ khắc được cung A một váy. Vâng, để xem trong tình huống tiếp theo Hè sẽ làm gì. Tham vòng lên cho Hè, đó là điều chắc chắn sau tiếng đẩy quân vừa rồi. Như vậy đây là đồ thị x cộng 1 ra game thủ Hè. Tức là đường tham lai nó sẽ đi lên và không dấu hiệu đi xuống.
Còn bên kia thì không biết là game thủ No 1 có biến nó thành đồ thị hình xin được hay không, thì chúng ta cùng chờ. 68/116 tăng A. Bây giờ sẽ lúc tăng A cùng A một vay. Vâng, không chơi phù nữa, ra ít phù thôi. Bây giờ thì sẽ ngồi để nở tham thêm một xíu nữa dành game thủ E. Tham 70 chưa phải là một tham lai mang tính chất quyết định ở trận đấu đâu. Chỉ nhìn hơn khoảng gần chục tham thôi, không nhiều lắm. Đội bạn công, đội bạn bắt đầu đi những con quẩy sợ nhà của chúng ta. Hè đang bắt đầu tụ quân lại để có thể thủ nhà trong tình huống này, mang dân lên sẵn sàng để chống phù thủy nhưng không thấy phù của đối phương. Khả năng cao là game thủ No 1 cũng đang không còn vàng để chơi phù nữa đâu, bởi vì tơ vừa rồi anh ta bị mất vàng. Nên là anh ta sẽ chuyển về, có thể sẽ chỉ là châu quẩy. Nhưng mà chắc vẫn có phù chứ, cho son mà không phù thì vô lý. Hè lại chuyển về đánh Z à? Của hai váy kẹp với con Z. Vâng, đội bạn đẩy có phù đông lắm nhá. Rất đông phù là đằng khác. Vâng, phù thủy đứng ở phía sau thôi, người ta không dám mang lên, bởi vì sợ Kuga một váy rỉa hết, nên là người ta có phù kẹp phía sau. Hè mang dân ra để đập phù ở trong tình huống này, nhưng người ta có quầy để bảo kê phù thủy. Tơn đẩy quân của game thủ No 1, đây là màn trả đũa của đội bạn. Hãy cùng xem Hè xử lý ra sao. Vâng, trận đấu này nếu như Hè mà lên 4 thì ngon, bởi vì hot của Katarian sẽ có rất khỏe. Hot Katar rất khỏe. Vâng, tham lai là 74/128, đội đang đẩy quân nhưng có lẽ là sẽ không thành công được, bởi vì lượng quân đội bạn mang đến đây không phải là quá nhiều. Vâng, cái lượng quầy và lượng phù thủy không phải là đông. Chúng ta bắt đầu lấy tham của đối phương, chưa biết được thế nào cả. Mặc dù không đông nhưng đội bạn liên tiếp đi quân sang nhà của chúng ta. Với việc thất bại ở trong trận đấu trước đó, nó rút ra một bài học sâu sắc về người thủ No 1. Anh ta cũng đã chủ động chuyển bài và chơi khỏe, chứ không muốn đánh theo cái kiểu yếu đuối giống như trận đấu trước đó nữa. Sau tơn đẩy quân vừa rồi, có lẽ là chúng ta sẽ chưa thể đoán biết được kết quả cuối cùng của trận đấu này. Vâng, chưa thể đoán biết được, bởi vì tham bây giờ khả năng cao chỉ cần nha, bởi vì quẩy nó sẽ nở rất nhanh, nó nở nhanh lắm luôn. Cần lại quay trở về cần thôi, không thể đè tham được nữa. Như vậy là No 1 học toán ngày trước học giỏi phết đấy chứ. Vâng, biến đồ thị x cộng 1 thành đồ thị xin luôn. 74/128. Vâng, bây giờ thì sẽ sóc những con Z để counter lại những con quẩy, bắt bài nhau rất nhanh. Bên này có cung A một váy thì người ta sẽ là quẩy để counter. Bên này bên kia có vâng quẩy thì chúng ta có Z để counter nhau. 85/124, bây giờ sẽ là công 4 dành cho game thủ EE. Ở trận thi đấu này, nếu như mà trận đấu này là một trận đấu nữa mà cái điều quan trọng nhất vàng, cả cho son và cả thái đoàn đều quyết định bởi tài nguyên vàng. Vàng là một trong những tài nguyên nó chỉ mất đi, không thể sinh ra như là thực được, và nó không nhiều như gỗ, nên là phải quản vàng ở trên bản đồ, bởi vì đây sẽ có thể là một trận thi đấu dài hơi nữa. Khi mà bên kia No 1 cũng đang bắt đầu hồi trở lại, tham bắt đầu cần, thì để dứt điểm nhau ở trong trận thi đấu này là rất khó. Vâng, bóng nhà của đội bạn đào vàng ở trước cửa nhà mình. Ai già già phô diễn sức mạnh quân sự kinh thế. Mặt BM đang bị đầy, lượng quân là rất đông, liệu rằng có muốn bắt quân không? Khi mà nếu như vào mặt BM thì chúng ta có thể về để bắt quân của bên phía đội bạn được. Chúng ta đang cố gắng để bắt quân, một tình huống thập diện mai phục dành cho game thủ EE. Những con Z ở phía trước để chặn đứng đường đi quân đối phương, và những con cung A một váy ở phía sau để chặn đứng đường lui quân. Vâng, đấy là chiến thuật, còn làm được hay không thì không biết. Vâng, 103/100. Lúc này thì đối phương đang dí vào mặt BM của game thủ EE. Hè đang cố gắng để có thể set up một tình huống ăn quân của bên phía đội bạn. Quân đã bắt đầu dàn, chúng ta chuẩn bị xô vào. Đây là thế gạo kịp. Vâng, No 1 đang đi quân nhưng con mồi và thợ săn chưa biết được là như nào cả. Chúng ta đã đóng vai trò là thợ săn, đối thủ đang là con mồi. Và lượng quân là khá đông, nhưng lượng quân chúng ta cũng không hề kém một chút nào cả. Hai bên đang ôm lại với nhau. Hè bắt đầu cho thấy cái đồ khó chịu của mình. Nếu như tuần này mà game thủ No 1 bị mất quân, có thể sẽ là một tuần đau điếng để cho game thủ No 1. Lượng quân bạn mất là rất đông, phải dùng từ rất đông để miêu tả ở trong tình huống này. Vâng, 96/120 dành cho game thủ Hè. Một tình huống bắt quân mà Hè hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn trả đũa, ăn miếng trả miếng đến từ cả game thủ EE và cả game thủ No 1. Sau khoảng 36 phút in game, liên tiếp là bắt quân đi quân, bắt quân đi quân, nó như kiểu câu chuyện thăm ngàn vậy. 105/128, đóng BC để ăn thêm một yêu nữa, đảm bảo lực khỏe. Số đoạn BN ăn thêm một yêu nữa để đảm bảo lực khỏe ở thời điểm tới. 109/100, vâng, tham nở rất nhanh, đọc không có kịp. 112/132, lúc này chúng ta chiếm mặt BB đội bạn. Nếu như áp dụng nó thành công thì No 1 sẽ không có quân để thi đấu, bởi thời điểm này châu phủ đồng nghĩa với việc là tự tay bóp đến từ vị trí của game thủ No 1. Tham lai 120/140, vàng ở trên bản đồ chúng ta cũng đang bắt đầu tràn ra để ăn. No 1 đang không có tay, anh ta nở tham ở nhiều địa chỉ khác nhau nhưng ta lại không thể mà kiểm soát được nó. Nó y như câu chuyện của Thành Cát Tư Hãn thời điểm trước, chiếm cả thế giới nhưng lại không thể quản lý nó được. Và 128/156, vâng, lượng nhà quân của chúng ta đang là rất đông,
lượng quân chúng ta cũng đang nhỉnh hơn sau cái turn mất quân được cho là đau đớn của game thủ No 1. Có vẻ như bậc thầy cầm quân No 1 đang điều binh khiển tướng không hợp lý lắm. Lúc nào cũng phải thương dân và thương quân như con. Vâng, phải nghĩ đến việc đi vào có đi ra được hay không, bởi vì trong tiểu No 1 đẩy quân thực sự là quá mạo hiểm. Mối khe hẹp như vậy, vâng, hai cánh rừng hai bên một địa thế hiểm trở mà lại đi quân vào giữa thì đúng là, vâng, cái thời Tam Quốc mà cho No 1 điều binh khiển tướng thì khả năng cao là chỉ muốn đi chứ không có vẻ. Đây là lúc mà He sẽ cần phải đẩy quân, và He cũng phải chú ý đẩy quân đừng ở trong cái tình thế bị động. Vâng, lúc đi quân phải đảm bảo làm sao mà chúng ta, vâng, tính cả đường lui cho quân luôn nếu như mà không ổn định. Vâng, lúc này thì He bắt đầu đi vào, lượng quân đang dồn vào nhà quân đội bạn là rất đông. Chúng ta biết thừa rằng không có quân ở phía sau, đảm bảo không địch nhân ở phía sau thì có thể an toàn tiến vào phía trước. 147/164 đến từ vị trí game của He. He dồn vào nhà của đối phương bằng hai mũi nhọn khác nhau. Một mũi nhọn chiếm lấy cái, vâng, kho lương thực của đội bạn để đảm bảo bạn không ra được quân. Một tên quân thì đi thẳng vào, vâng, những doanh trại quân đội của đội bạn để đảm bảo rằng game thủ No 1 không thu được quân, và No 1 quyết tỷ số là 2-0 trong trận thứ hai. Một trận thi đấu mắc bình đến từ vị trí của game thủ He. Lại là một trận thi đấu nữa No 1 loanh quanh và quanh quẩn ở trong chính cái vòng tròn của mình. Vâng, lại là một tràng phó tay nữa đến từ hai bạn nữ. Vâng, nếu như để miêu tả sắc đẹp của hai bạn nữ này thì bạn nữ của X-Quark giống như Thúy Kiều, bạn nữ của Quán Nhiều Tự Do như là Thúy Vân. Một vẻ đẹp sắc sảo và một vẻ đẹp hiền hậu. Vâng, X-Quark thì vặt về lai, mũi dọc mũi cao, môi hình trái tim, mắt bồ câu. Còn bạn bên kia thì lại có một cái gì đó rất là phúc hậu. Khả năng cao, ngày trước tôi học chuyên văn nha các bác, nên là miêu tả con gái đảm bảo khá hay. Nên là quý vị nhớ like và share để ủng hộ cho, vâng, bộ ba của chúng ta ngày hôm nay. Và người ở giữa thì không tính tiền đấy các bác. Ông này vào làm nền thôi. Đến với màn quay quân. Còn 3C. Thở được không bình luận viên? Đã thở được các bác. Ui, em bình luận LL quen rồi nên là bình thường mà. LL nó còn tốc độ nó còn nhanh hơn nhiều. LL bình luận lên minh điện thoại và lên quân, tốc độ trận đấu nó còn nhanh hơn nhiều. Bọn em còn phải nói liên tục trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ còn được. Nên là cứ yên tâm các bác, không phải lo cho cái nhịp thở của em làm gì cả. À, chúng ta sẽ đến với hai ông này, quân bịp gờ đếch cho son hay là người cầm cho son. Quân hai ông này ngày hôm nay toàn cá gà chó thôi. Vâng, He nói rất to và rõ ràng, C này chắc anh thắng rồi để lấy le với gái. Tí lại oằng thì tôi bảo. Vâng, cho son dành cho chúng ta và gờ đếch này được bạn. Như vậy quân là cửa trên đến từ vị trí game thủ He. Vi Hồ sao lại sang đây à? Em của Ego Media nên là thỉnh thoảng em sẽ đi dạo vòng quanh nhé các bác. Bây giờ đến với màn quảng cáo trong khoảng gian chờ đợi hai game thủ I'm Ready. Giới thiệu quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một nhà tài trợ mới là thương hiệu Rapido của tập đoàn Ferroli đến từ Italia. Nghe cứ như là bán xe ô tô, siêu xe các bác, nhưng mà không phải đâu nhá. Họ bán những cái thiết bị như là máy hút bụi thông minh, rồi là quạt của điều hòa. Vâng, Rapido hiện đang có rất nhiều sản phẩm, từ quạt điều hòa, robot hút bụi cho đến bình nước nóng, phụ kiện bếp và nhiều sản phẩm gia dụng khác nữa. Quý vị khán giả có thể truy cập vào rapido.vn để có thể mua sản phẩm. Hệ thống Quán Nhiều Tự Do có 4 cơ sở tại Hà Nội, tòa lạc tại các vị trí trung tâm với các biệt thự cổ kính, không gian xe mắt cổ kính, view đa dạng cho nhà ngoài trời trước khi sang chảnh. Sàn FPG V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Quay trở lại với trận thi đấu, chung kết sớm trở về phía đội bạn. Cái gì nhỉ? Tôi vừa bảo cái gì tôi quên mất. Não cá vàng thế rồi. Vừa bảo cái gì nhỉ? Không có điện. Ủa? He tối mà em đánh với Sang Long à? Có. Em đang bật mic ạ. Hình như là tắt rồi. À, vẫn bật mic. Vâng, quay trở lại với diễn biến của trận đấu chung kết sớm trên bên phía đội bạn. Đây là màn hình máy đến từ game thủ E. Vâng,
Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu này. Màn hình máy của game thủ E. Sorry các bác, còn tôi có một chút việc riêng. Lịch làm việc ngày hôm qua thì chưa có. Ui, các bác khen bình luận viên nhiều quá, em ngại đỏ hết mặt từ nãy giờ rồi nhá. Các bác khen này chết em, các bác phải chửi em đi cho em biết là em bình luận còn tệ chứ khen này tôi bị ảo tưởng sức mạnh mất. Vi Hồ giờ bình luận dạo. Đúng rồi anh ơi, em dạo này bình luận theo kiểu mỗi chung một tí. Mai lại đi bình luận cho No 1, ngày hôm nay vừa đi bình luận cho đối thủ No 1, mai lại đi bình luận cho No 1 và cay thật. Có voi về giải game thủ hè thế nhà mắc binh nhưng mà cho son. Bài này cái châu phù ra mà vã thì còn gì nữa, giống như là trận vừa rồi châu phù chuyển qua một váy là win. Không cửa thua. Bài đẹp thế đẹp, mọi thứ đều ổn, trận này bánh ra thua được nữa thì tôi cũng đến cạn lời với ông hè luôn. Bình luận viên có biết các bác hỏi những cái câu nhạy cảm quá em không thể trả lời được. Cảm ơn Nguyễn Phúc rất nhiều nhá. Xem một bình luận cười sặc à. Bình thường mà. Châu lên keng trận này làm gì anh, trận này châu cung A một váy chứ. Gần đây có cung A một váy đâu. Ông này ngày xưa làm MC đám cưới. Không, ngày trên làm bình luận viên của Gan Anh ơi. Đói quá sang đế chế thôi. Các bác toàn phán sai à. Bãi 4 voi là người làm cho sò đã mắc bình. Cho sò đối đầu với Greg Quân được cho dễ chơi hơn. Ngày hôm nay chúng ta toàn cá gà chó. Như vậy là bất lợi cho game thủ No 1, vì No 1 không phải là một game thủ đánh chém, còn E thì lại là game thủ đánh chém. Cảm ơn anh Phong Lê, cảm ơn tất cả quý viên giả đã góp ý cho game thủ E và dành cho cả bình luận viên cũng như ekip làm hình buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý viên giả rất nhiều. Chúc 3.000 quý viên giả đang có ở trên fanpage game thủ E có buổi tối thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn. Đúng rồi. Rồi, có voi về. Vâng. Hè. Ở trong giải đấu Nghệ An sắp tới, Hè thì bây giờ là ông chủ rồi. Là CEO của một tiệm rau má bán nước rất nổi tiếng ở trên khắp tỉnh thành cả nước. Nhưng mà chưa được uống cốc nước rau má nào của ông Hè cả. Đặt mua đi rồi ôi. Thế thì còn đặt tính tiền gì nữa. Người ta gợi ý để mai mang đến đi. Ông bảo đặt mua đi. Khả năng mai tôi có bình luận cho ông đấy, và không có rau má ở đây thì ok. Mồm nó không mát các bác ạ. Hình như thế thì phải, không biết được, đang phi lại lịch. Ngày mai tôi sẽ bình luận cho game thủ E ở kèo đấu vào lúc 13:30 là game thủ truy mệnh và game thủ E. Ngày mai hai kèo 13:00 và 19:00, 19:00 em solo với Sang Long thì solo với Thầu anh mày. Thầu. Còn E và Sang Long ngày mai thì tôi sẽ bình luận cho Sang Long chứ. Sao lại đi bình luận cho cậu He để vâng ôm game thủ nhà mình được. Còn bây giờ quay trở lại với diễn biến của trận đấu này. Đây là màn hình máy của game thủ E với bài 26 dân. Vâng, cố gắng để có thể nhét dân đào vàng và tỉ mỉ bó bế nó lại. Bên kia là người cầm Greg thôi thì tôi nghĩ là cho son cứ lại chậm là được. Khi mà quân của chúng ta đang là nhỉnh hơn và không có việc gì phải vội thì đừng vội. Cứ bình tĩnh thôi, Hà Nội thì không thể vội được. Hai mươi sáu trên 32 dò đến. Vâng, cố gắng làm sao để bắt được con giò của đội bạn ở trong tình huống này. Chín chum ngày 27 sẽ đánh trở lại nha quý vị khán giả. Vâng, một bài có vẻ như là đi dâng lờ đến từ vị trí của người cầm Greg. Trận thi đấu này buộc Greg phải ôm bom với cho son thời điểm đầu. Nếu như để cho son lên đề 3 có phù thủy là xong. Bởi phù thủy của cho son là một trong những đơn vị phù thủy rất tuyển. Đội bạn mang hai dân lên nhà, chúng ta ý đồ là đóng một cái gì đó trong nhà nhưng không thành công. Bãi vàng của game thủ He chưa bò nhỏ nhưng He có giò thủ. Vâng, có 300 gỗ rồi. Có thể là vâng chúng ta cố gắng để bò nhỏ nó lại khi mà bãi vàng trở lại lời xấu, sau đó đóng P ra. Cần thiết thì chuyển về cung A một váy nữa là xong luôn. Vâng, chúng ta là người lên đời sớm hơn, đội bạn là người lên đời muộn hơn. Cả thế giới quay lại với game thủ No 1. May mắn cũng quay lại với anh. Đây, ngày hôm nay No 1 đang đánh ở trên sở trường của đối thủ. Một ngày thi đấu mà mặc dù tôi đã bình luận cho He nhưng phải công nhận là ngày hôm nay He đỏ hơn so với game thủ No 1. Vâng, kể cả về kỹ năng thì He đã nhỉnh hơn rồi, nhưng bài vở ngày hôm nay nó lại vâng có thiên hướng quay mặt về He và chổng mông với game thủ No 1. Đây là một tình huống vẫy đến từ vị trí của game thủ He, một tình huống vẫy ăn được con là vâng chém đầu.
đắng ngắt dành cho game thủ No1, nó đắng hơn cả vầng rau má luôn. 31/32 MP3. Vâng, 32/40. Vâng, rau má không đắng à? Tôi tưởng rau má uống nó đắng. Vâng, 34/44. Đã ai được uống đâu mà biết. Vâng, đây là dân của game thủ No1 mang lên ôm bom. Nhưng tôi nghĩ là trong tình huống này ôm bom không thành công. Vâng, dân lên thời điểm này chúng ta sẽ có 3P rồi, có cả chém rồi, có cả dân rồi. Vâng, thi đập nhau ở thời điểm này chúng ta có bánh xe, bạn có bánh xe rồi, nhưng mà hai bên lao vào đập nhau như đây có thể là tình huống vâng cuối cùng của game thủ No1 ở trong trận thi đấu này. 33/44. No1 đang cố gắng để P lên, nhưng lúc này chúng ta có dân ra để đập nhau. Và nếu như chơi phù thủy giữa Greg và Cho Son mà Greg lại còn lên đời muộn hơn thì chắc chắn rồi, cá gì tôi cũng cá là Cho Son sẽ cửa trên hơn so với cả Greg. Timeline chỉ là 31 thôi. Cố gắng đừng để thua ở trong trận thi đấu này, bởi vì tôi nhìn thấy là No1 cũng, xin lỗi bạn, là game thủ E cũng đang để chết những con nông dân của mình. Nhớ rằng là chiến trường nó xảy ở trên nhà của chúng ta, nên tên bay đạn lạc lằng nhằng lại chết dân oan. Timeline là 30, đối phương cũng đang có chém kèm với phù thủy rất khó chịu. E thì đang chưa sóc được phù, ăn thêm bãi vàng nữa đi, ăn thêm bãi vàng nữa để ra lại P nào. 31/44 với bạn là 2P, khoảng 1L. Tiếp tục vây, E vây đỏ 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 được con chém ở trong tình huống này, mang dân ra đập nhau. 30/44. Vâng, thế trận nó vẫn đang nghiêng về game thủ EE, bởi vì dù tham cân nhưng chúng ta là người vâng có lực khỏe hơn. Bài của game thủ No1 ở thời điểm này là bài lực không thể khỏe, chúng ta bắt đầu mang dân ra để quay. Vâng, vẫn đang là dò kẹp chém để đi vào bên phía đội bạn nhưng chưa tìm thấy đâu cả, đập được hết phù thủy của game thủ vâng No1. 32/44 và No1 quýt mà không nói một câu gì cả, một nỗi buồn vô cớ dành cho game thủ No1. Tỷ số đang là 6-1 dành cho game thủ EE rồi và đang 2-0 về C. Ngày hôm nay No1 hay nhưng chưa đủ hên. Phải khen đối thủ tí chứ. Và khen đối thủ là tự khen mình đấy các bác. Đối thủ hay nhưng mình còn đánh được đối thủ thì mình chả hay hơn à? Đấy, thế có phải mắc vinh không? Xquack và quán nhậu tự do đang là người đồng hành game thủ hay ngày hôm nay, có vẻ như là hai bạn nữ ngày hôm nay phong thủy phết nhỉ, bài đỏ quá. Và ta sẽ đến với diễn biến trận đầu tiên ở trong siêu thứ 3. Quân nào? Ủa, No1 chưa? No1 hình như là cũng có mấy bạn nữ ngồi gần chứ, cũng hai bạn mà. AC Min quân cửa dưới nha. Mình là người cầm AC, à Min One. Mình là người cầm Min One và bên phía đối thủ là người cầm AC Ran. Như vậy quân được cho là khó chơi hơn khá nhiều gieo game thủ He. Nhưng đây là lúc mà He phải chứng minh bản lĩnh của mình, phải chứng minh rằng mình xứng đáng, mình vâng bá đạo. Mong rằng bài min mắc ping. No1 không, No1 anh ấy vẫn hay nhưng mà anh ấy đang giấu bài để đánh giải Nghệ An nhá. Quay trở lại với quảng cáo. Robot hút bụi và lau nhà Rapido là robot thông minh với công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay, là trợ thủ đắc lực giúp hút sạch bụi bẩn từ bụi mịn đến đỉnh vịt. Quý vị tại quán nhậu, quý vị đến quán nhậu tự do để thưởng thức chín chum. Rất mong gặp quý vị khán giả tại hệ thống quán nhậu tự do và được giảm ngay 15% dành cho fan hâm mộ của AOE. Từ ngày có robot Rapido tự động làm việc, tự động tránh vật cản, tự động sạc pin và có thể điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh, nên văn phòng của chúng tôi luôn sạch sẽ và rất tiết kiệm thời gian. Quý vị tại Vĩnh Phúc thì qua showroom Vivlo Tuấn Hòa, khu phố 2, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, cần hỗ trợ gọi hotline 0847898989. Máy lọc nước gây rơi Okota giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn ngay từ nguồn nước uống, với công nghệ lõi lọc liên hoàn giúp loại bỏ các tạp chất như thuốc bảo vệ thực vật và cặn đục. Quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu đầu tiên trong siêu thứ 3, ngày hôm nay He đang ở trên đá chiến thắng, thua 1 trận và thắng 6 trận. Một kết quả mẫu mực và No1 lại tiếp tục. Anh ta vẫn chưa phá được cái kỷ lục của bản thân mình. Vẫn là những tỷ số chỉ loanh quanh với con số 1 và con số 2, nó như kiểu nó như kiểu mã code 01 vậy. Toàn thấy 0-1, 0-1 thôi. Còn bạn nào học lập trình thì chắc là biết, toàn thấy 0-1. Khá khổ thật cho game thủ No1. Chắc là ngày trước No1 học ở trường công nghệ thông tin khoa lập trình. Ngày trước tôi đi bình luận cho game thủ No1 với game thủ chim sẻ để thua 1-12. Thề với các bác, đi bình luận những cái kèo như vậy đúng là tí mét mặt. Bình luận những cái kèo thắng thông như này rất thích, nói gì nó cũng đúng. Những bình luận chỉ kèo thua thì tính mặt. Bảng quân mới khó nhìn à? Cái bảng quân này là bảng quân của
Tôi chứ không phải bảng quân của bên Skyred. Tôi dùng bảng quân của tôi cho nó dễ. Nếu các bác nhìn quen thì cái này nó sẽ rất là dễ nhìn thôi. Hệ nhị phân này, vòng 17/20. Mong rằng quý vị có thể chia sẻ. Và nếu như có sao rơi thì nhớ ủng hộ cho cậu He ha. Vâng, ngày mai thì He sẽ solo với Sang Long và solo với Thầu. Thầu ấy truy mệnh. Hả? Đánh kèo tối thôi à? Cái gì ngày mai tôi bình luận 3 kèo à? À ừ, mai bình luận. Sao mà thấy lịch mà bình luận viên Vi Hồ xuất hiện liên tục 13:30, 13:30, 19:00, thế này phân thân thôi. Chắc là anh quản lý viết sai. Cảm ơn anh Quyết Hòa gửi tặng 10 sao nhé. Các bác nào gửi tặng sao mà không cảm ơn thì mong bác thông cảm. No 1 giờ yếu hả? Tôi cũng không biết nhận định như nào về game thủ No 1 nữa. Có lẽ là con người thì tuổi tác và thời gian là thứ mà nó sẽ không thay cả. Rất có thể là game thủ No 1 đang ở trong một cái vũng lầy và anh ta chưa tìm được chính mình trong một khoảng thời gian được cho là giảm sút phong độ cực mạnh. Có lẽ là cần một cú hích để game thủ No 1 có thể quay trở lại với ngày xưa. Đây là một cái thời điểm rất quan trọng cho game thủ No 1. Một là đi xuống mãi hay là vâng đi lên. Theo ngu kiến của tôi thì là như vậy. 27/28. Vâng, No 1 là Nghệ An mà các bác. Vâng, lựa chọn 27 dân của người cầm min. Min này thế nhà đến cung hai váy cũng khó. Vâng, đây là bãi quả của game thủ E. Vâng, cố gắng ngày hôm nay chúng ta giành chiến thắng áp đảo. Áp đảo trước game thủ No 1 với tỷ số khoảng 9-1 thì tôi nghĩ là ổn. Thì tôi nghĩ là sẽ hợp lý. Đây là BM, đây là BL. 27 dân. Ông này 27 dân mà tại sao kích đời kinh phết nhở? Đáp cho nhà điều kiện 10-30 bài này. Hay là ông này 27 dân, tôi tưởng là chân này lên đời muộn. Bài này kích đời kinh thế nhở? Bài này phải công nhận là min oan mà lên đời được đấy. 27 dân cộng 1 luôn à? 28 dân kích đời 10-30. Vâng, như AC Duran luôn, như Seng luôn cho nó mát. Pha ép đời tốt đến từ vị trí của game thủ E. Thôi hỏng rồi. Ép đời như thế này thì liệu rằng có chém bay được đội bạn không? Bài 28 dân lực siêu khỏe. Vâng, bên phía bên kia thì AC Duran là một đơn vị quân có lợi thế ép đời. Nông dân chạy nhanh, có cung rờ tuyển, có lạc đà. Vâng, đây là đánh cung đến từ vị trí của người cầm AC Duran để xem No 1 He sẽ công nhà như nào. Lúc này là lúc mà He phải cho cái tốc độ này. Trận này là trận thi đấu mà không được phép ngồi gây dây nhá. Trận này gây dây là hoảng ngay đấy, kể cả chuyển cung hay váy bài này là vẫn bị bắn chết. Vâng, bài này phải là bài chén cực giác đến từ vị trí game của E để giành được chiến thắng. Vâng, đã nhìn thấy ruộng của đối phương, ăn hoang thêm đôi vòi với khoảng 300 thịt với hai con vòi đó. Vâng, 400 thịt quên các bác. Bây giờ thì sẽ là lúc chúng ta chọc vào nhà của đối phương. Nhà của game thủ No 1 chưa kín. Đạo hóa đời 3 thành công, bộ đôi bạn lên đời cũng sớm. Sớm hơn cả game thủ E. Vâng, sớm hơn khoảng 10 giây in game khiếp. Vâng, bài đội bạn ít nhất là 2 vòi về với xác con vòi tôi nhìn thấy. 29/32. Vâng, chúng ta là 2L, đội bạn chưa khung nhà. Như vậy thì cần phải có tuần lạc đà đầu chém fit luôn game thủ No 1 ở trong trận thi đấu này. Mình lên đời sớm, may là trận này ép đời tốt không trận này hoàng. Vâng, trận này đội bạn lên đời sớm lắm, 12, 4 nick đạo hóa đời là quý vị có thể biết rồi. Vâng, 31/32 nhưng lực đội bạn yếu lắm nhá, với bài chỉ có khoảng 2A thôi. Bên kia No 1 không biết là có tơn hoang nào phía ngoài không. Vâng, để tôi đếm lại dân ở trong nhà đối phương, tính thử xem có dân ăn hoang không. Nếu tao có thể hoàn toàn dò ăn hoang của đối phương, bây giờ sẽ là vâng 2L và 4 con chém ra game thủ E, 4 con lạc đà phay vào nhà của game thủ No 1 và đảm bảo quyết luôn trước khi No 1 có bất kỳ đơn vị quân một con cung R nào được nở ra. Đây là một con nông dân ở phía ngoài chúng ta chém được ở trong tình huống này, vẫn đang chỉ là 2A. Lượng dân ở nhà đội bạn đang là 1S với khoảng 5 dân. Đội bạn có tơn cung R đầu chém bay nóc luôn ở trong tình huống này. Khi mà cung R của game thủ No 1 chưa đi rõ là anh đã có giáp hay chưa thì cảm giác khá yếu đuối. 37/36, đây là trận thi đấu vượt khó. Một bài lên đời sớm thế nhà thuộc dạng được dành cho người cầm AC Run.
cơ hội mở ra để game thủ nâu 1 có một chiến thắng thứ hai và sốc lại tinh thần của mình. Liệu rằng cái ngọn nến trong đêm này, vâng, nâu 1 đang ở trong bóng tối, một ngọn nến hy vọng đang được léo lắt thắp sáng. Vâng, cậu He đến và thổi tắt nó. 37-44, nghe cứ như vâng Joker và Batman vậy. 39-44 thôi xong rồi. Vâng, tôi vẫn đang thấy khó dẹp game thủ nâu 1, bởi vì thứ nhất nâu 1 không tụ được cung, anh ta không đi quản ngược được game thủ He. Nhà của anh ta vẫn đang bị chém lủng. Đây là một trận thi đấu không văn hoàng ở phía ngoài, dân toàn ở bên trong dẹp game thủ nâu 1 thôi. Với bằng này ruộng và với bằng này S thì không có dân ăn hoàng, bởi vì BG phụ cũng có ruộng. Như vậy nếu như chém được hai bãi ruộng này là không có lực. Tuy nhiên He phải cho thấy khả năng giữ tham của mình. Anh đang bị đẩy khoảng 3 con cung G để xoáy sang nhà của mình. Tuy nhiên thì He đã vâng chủ động để có thể thủ. Mất khoảng 4 dân làm ruộng ở trong tình huống này. Tham lai là 38-52, nhưng còn voi để game thủ He có thể tiếp tục có lực sóc 2L. Đội bạn đang tụ cung G đẩy ngược, thế đưa về quản map dành cho game thủ nâu 1. Nhưng đây vẫn đang là tham có lợi dành cho He. Tham đội bạn là 3x nhưng không quá được con số 35. Tham tại thì là 40, nhưng mà nhìn có 5-10 tham lạc đà là rất đông đến từ người cầm min hoàn. Bài min hóa bản và chém đến nóc. Thực ra trận này thì min hay là Kata thì tôi nghĩ là game thủ He vẫn sẽ làm tốt và thể được chiến thắng. Vâng, quân được cho là khó chơi hơn. Tuy nhiên thì nâu 1 lại không tận dụng được. Nâu 1 đang cố gắng. Lúc này đang tụ được khoảng 6 con cung R chơi luôn. 6 cung R của Esiran hình như là chưa có giáp thì ngán cái gì tầm này. Không có giáp 2 rồi. Giáp 2 và chặt gỗ 1 đến từ vị trí của game thủ nâu 1. Đây là vẩy E bắt quân. 4 con cung R lạc đà thì lại đứng như là giỏi. Vâng, một tình huống vẩy E đến từ vị trí của E chóng mặt đào đầu và chết cung R của game thủ nâu 1. Vâng, nâu 1 vẫn đang ra được 3 đều. Vậy lực ở đâu nhở? Lực ở đâu mà vẫn ra được 3 đều dành cho game thủ nâu 1 vậy? Vâng, ruộng chưa mài được à? Đội bạn đang có khoảng 7 cái ruộng. 41-52. Vâng, tiếp tục. Đội bạn không tụ được cung R. Tham khoảng 2x dành cho game thủ nâu 1 mà thôi. Tham để sau 4. Chúng ta thì vẫn đang ra được 2L, lạc đà cài càng đông. He bây giờ mới lên được cái chém 4 nữa thì chấm dứt hy vọng cuối cùng của game thủ nâu 1. Vâng, chấm dứt những cái hy vọng cuối cùng. Ken được E ở trong đúng này không? Hình như là không Ken được, bởi vì là chưa ổn. Về nhà ra lại một vài cái ruộng, cái đồn hoàng bắt đầu hết dần theo thời gian rồi. Đội bạn đang đẩy vào bãi ruộng ở phía bên kia khoảng 3 cung R. Thủ được, tuần này không cần phải mang quân về mà phải chạy dân thôi. Chạy dân, vâng, 42-52 bắt luôn. Vâng, có 3 con cung R, tôi nghĩ là 4 con lạc đà phay được. Bây giờ đội bạn sẽ phải đưa dân ra sửa nhà. He quyết định đục thẳng mặt BA của đối thủ. 38, như vậy là tơn vừa rồi mất dân cũng đau đấy nhá. Đau đấy, không phải dạng vừa đâu. Trận đấu này vẫn còn chưa biết được kết quả cuối cùng, bởi vì đội bạn bắt đầu tách quần thì mọi thứ nó sẽ khác. He cũng đã bắt đầu để mất dân rồi. Ở nhà vẫn đang còn khoảng 3 cung R. Vâng, He phải chú ý 3 cung R đó ở nhà của mình, tránh tình trạng đối phương móc. Tham lai là 39, đây là đôi con voi nữa. Vâng, tiếp tục mài vào nhà của đối phương. Chưa thấy dân đâu cả, dân nhà chính chuẩn bị chạy, bởi vì là vâng, cung R đội bạn đến rồi. Tham bên kia khả năng cao sẽ hồi được con số 3x, bởi vì từ nãy giờ chưa ăn được bất kỳ một cái gì của đối phương cả. Cung R đối phương đang né sát thừa rất khéo, và nông dân thì lại không nhìn thấy mặt đâu. Và chắc chắn rằng bài này vẫn chỉ là bài ngồi ở nhà và ra ruộng đến từ vị trí của game thủ hệ nâu 1 mà thôi. Nên nếu như He mà lừa đục được vào nhà đối phương ăn, à không, có ăn hoàng đến từ vị trí của game thủ nâu 1. Nhận định của tôi sai rồi. Có ăn hoàng. Vâng, một tuần ăn hoàng quả hẳn nào bảo lực khỏe thế. Vâng, ruộng chính bị mài, ruộng phụ bị mài rồi vẫn ra được 3. Như vậy ăn một tuần quả phía ngoài. Chúng ta phát hiện ra những chuyện được dân của bạn. 37, cơ cấu nhẹ lại một tơn, cơ cấu lại nhà cửa các thứ đẹp trai. Và sau đó thì vâng đi dò trên bản đồ. Nhà chính của đối phương có lẽ sẽ là những cái thứ mà game thủ nâu 1 đang tập trung nhiều nhất. Cùng là bạn đang không đồng, lạc đàm ta thì chưa hóa chém 4, bởi vì lực thời điểm này chưa đủ chém 4 được. Đối phương đang quấy chúng ta mất lực khá nhiều. Ở đồn hoa thì không còn. Ui, cùng là đồng lắm nha hè ơi, té thôi. Tờ này không đấu ở đâu, cùng là đồng lắm. Bên kia phải tụ được khoảng chục con cung R lên cái chém 4 nào để chắc chắn một chiến thắng hợp lý. Vâng, 38-52, lạc đà chúng ta vẫn đang đứng rất đông ở nhà của mình. Vâng, có con hoang ở bên ngoài không? Nhờ bài này tôi nghĩ là phải có con hoang thì mới sóc được cung. Từ nãy giờ người ta vẫn ra được 3 đều là chắc chắn thì vẫn còn cái gì ở đâu đó. Một bãi quả ăn xong rồi thì chắc là người ta đang đi tìm địa chỉ khác. Tờ này lừa bắt quân được không nhỉ? Đợi hóa chém 4. Nên đợi hóa chém 4 để chắc chắn cho một tơn ăn. Chắc chắn cho một tơn là buộc phải thắng. Bắt hết quân của đội bạn nào. Vâng, một lượng cung R. Vâng, chưa hóa chém 4 nhưng lạc đà vẫn là một sự khác biệt. Kể cả là cung R của Aceran đi chăng nữa thì đối với lạc đà nó vẫn bị khắc như bình thường mà thôi. Ở những tình huống chém vào nhà của đối phương vẫn đang khiến đội bạn gặp khó khăn. Đây là một tuần gỗ, bãi gỗ của game thủ nâu 1. Như vậy là nâu 1 lại mất cung. Lại mất cung. Và chúng ta lại băng băng trên con đường tìm chiến thắng thứ 7 thông. Đây là những con cung R đến với vị trí của game thủ nâu 1. Không có ruộng ở nhà nhiều, khoảng 2 ruộng. Ồ, ông He kích hiệu hụt chém 4 thằng nào mãi chả thấy lên. 38-52. Bên kia ra được khoảng 2 A voi. Đây là gỗ, như vậy là mất 2 BS.
Ừ, chúng ta ăn được hai cung R, đổi lại là không mất con nông dân nào cả. Toàn có lãi dành cho game thủ EE, 35/52. Nếu như bây giờ mà soi tham thì khả năng tham sẽ đè khoảng chưa 64 được. Tham này tôi nghĩ là đè một chút xíu thôi. Một chút xíu. Tham đội bàn vẫn 3x. Như vậy là vẫn có một tôn dân ở đâu đó mà He chưa tìm ra siêu dò để đi dò map nào. Phải dò được xem cái tơn ăn đó của đội bạn đang ở đâu đó. Tham chưa đè đến 64 được đâu. Vâng, tham đội bạn cũng kinh nhá. Bên kia gom cung kiểu gì đông thế nhở. Tơn này không đấu được. Vâng, chúng ta chưa hóa chém 4. Tham lai là 36/52. He cần phải chú ý đừng để bị bắt quần. Bây giờ hóa chém 4 thành công. Tơn này có quyết định chơi hay không? Nhìn thấy mặt dân đội bạn nhưng He đang bị vỉa mất rất nhiều những con lạc đà trong tình huống này. Có một lượng lạc đà đông đến, chém 4 chơi được không? Vâng, tôi nhìn thấy lượng quân đội bạn là rất đông nên tôi không biết là có ăn được không nữa. Vâng, đội bạn đang có đồng cùng R, chúng ta đang muốn chơi thẳng mặt tơn này với những con lạc đà chém 4 của mình. Vâng, tham bắt đầu khả năng cao sẽ bị bật ngược trở lại bởi vì không biết là đội bạn đang ăn hoang ở đâu. Trận này có thể sẽ thua. Có thể sẽ thua. Vâng, đội bạn vẫn còn có cửa thắng rất sáng bởi vì bên kia đang gom được cung R và đội bạn đang ăn hoang cực khéo, không phát hiện gian hoang của đối phương và gom được một lượng cung R là siêu đông. Đội bạn sẽ không lên được cái giáp 4 bởi vì lực đối phương chỉ cố để ra cung R thôi. Vâng, chúng ta thì là người đông dân hơn so với đối phương, quân thì khả năng cao chỉ là ngang nhau, nhưng may là quân của chúng ta khác quân đội bạn, chúng ta có công nghệ chém 4 đội bạn vào đẩy vào nhà. He phải chú ý chạy dần ở trong những tình huống như thế này. 38/52 dành cho game thủ EE. Quân đối phương là cực đông rồi và không rõ game thủ nào một đang ăn hoang ở đâu mới là điều vâng mà chúng ta cảm thấy khó. Những cái chấm đen ở trên bản đồ He đang cố gắng để dò chém. Vâng, bay nhà BA đội bạn đi được không? 39/52. Vâng, tiếp tục nở tham con số 40. Không thấy ăn hoang ở đâu cả. Ơ kìa, vâng, cái bản đồ sáng lắm rồi. Vâng, nhưng mà no 1 đây Eureka tìm ra rồi. Vâng, đã nhìn thấy một tuần hoang đến từ vị trí của game thủ no 1. Nghĩ rằng đây có thể sẽ là một trận thi đấu nhanh nhưng không. Kèo ngày hôm nay khá cân khi mà các game thủ chúng ta đều thi đấu hơn phút thứ 30 in game. Đây là cung R của game thủ no 1 ý đồ đột nhập vào nhà của chúng ta. Thời điểm này nếu như tụ được lạc đà là tôi nghĩ là chơi được. Vâng, lạc đà công 4 rồi ngã. Ơ vậy he ơi, vậy he không có đường chạy đâu, không có đường lui ở trong tình huống này. Vâng, cuối cùng cũng tìm ra một cái địa chỉ phải nói là siêu ấm của game thủ no 1 khi mà nơi đó vâng bên cửa sổ có hai người thơm nhau. Vâng, nơi đó có biển, nơi đó có đồi, có núi, nơi đó có hoàng hôn, nơi đó có anh và có em nhưng lại không có chúng ta. Vâng, 37/52. Một tình huống phát hiện ra một cái hốc phải nói là khá đẹp của game thủ no 1 và ăn được dần của đối phương. Như vậy một lần nữa lại là không có dần. Chơi luôn. Ôi giời, tuần này vậy ê. Ngán cái gì tầm này. Vâng, chém luôn ở trong tình huống này. 37. Vâng, đội bạn không dám đấu. Nhưng nếu như no 1 vẫn thiếu sự quyết đoán thì lại là tiếp tục con đường đi xuống. 37/52. Ăn được rất nhiều cung R và dân của game thủ no 1. Tham khả năng cao bây giờ thì tôi dám đoán chắc là đè rồi. Tham bây giờ đang đè. Sau cái tơn vừa rồi, game thủ no 1 để mất một tơn dân và một tơn cung R là sâu. He vẫn đang làm chủ trận đấu. Bản đồ vẫn đang sáng rực với màu hai của chúng ta. Tơn gỗ chú ý đôi bạn đang đi vào nhà của game thủ He. Cái bãi gỗ trên 12 giờ. Nhưng He cũng rất nhanh tay, no 1 không áp dụng kỹ năng về He. Tham tụt còn lại 31 nhưng đây có thể là một tình huống bắt quân được bởi vì đội bạn không có đường lui. Nếu như He chia quân ra làm hai đường thì có thể đảm bảo rằng bắt chọn tuần này. Bắt chọn được tuần này là không còn cung R để đội bạn có thể thi đấu. Vòng lại trên 12 giờ không có đường rút đâu. Cái hốc này rất bé, He vẫn đang chưa bỏ qua. Tham tụt, He điều quân nhưng lại để mất dân ở trong tình huống đó. 25/52, một tình huống dương đông kích tây đến từ vị trí của người cầm AC Run. Trận đấu đang giằng co từng tham một đến từ cái vị trí. Ăn được tơn cung R vừa rồi, đổi lấy một lượng dân khá lớn. Như vậy khả năng tham sẽ lại quay trở về cần. Vâng, thế trận đang vẫn rất căng, lượng quân chúng ta đang đông hơn. Và với công nghệ là công 4 thì tôi nghĩ là đấu được, kể cả là cung R AC Run nữa, nhưng không có giáp 4 thì không bao giờ ngán. Với việc một đội bạn đang mất một lượng dân và lượng quân vừa rồi, tham. Vâng, như vậy là tham hồi trở lại cho game thủ no 1. Nhìn thế thôi nhưng vẫn còn đánh thoải mái. Tham đội bạn cũng chỉ khoảng đâu đó con số là 29 là cùng, hoặc là 30. Hơn chúng ta khoảng 3-4 tham. Như vậy nếu mà He làm tốt tuần này mà ăn được là cân về tham. Ăn được là cân. Vậy ê. Vậy ê. Tiếp tục là vậy ê. Chưa được. Vâng, đội bạn đã rất nhanh. Ủi, ở nhà He ơi, ở nhà đang bị bắn kìa. Vâng, 26/48. Ăn được khoảng 2 cung R và 1 dân của game thủ no 1. Chúng ta đang bị clear dân khá đông rồi nha. Vâng, chúng ta đang bị clear dân là khá đông rồi. He phải chú ý những tình huống chạy dân ở thời điểm tới đảm bảo nhanh nhạy hơn. Vâng, khi mà đối phương cũng đang rất tỉnh, lượng dân của He còn lại là không nhiều.
Vâng, nhưng lạc đà chúng ta thì lại đang áp đảo nên đối phương đang không có đấu quần. Bây giờ Hè sẽ tiếp tục công cuộc mang lạc đà của mình để có thể đi... Vâng, dò bản đi, dò map. Đây là turn dân của game thủ No 1. Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dân. Có cung là bảo kê turn này tụ và chơi được không? Vâng, 25 trên 48, đánh ở thế quản map. Đánh ở thế quản map. Vâng, tham thì đang chỉ cần thôi. Tôi đoán là cần bởi vì tham cung với tham chém mà. Tham cung và tham chém cần là vẫn có cửa. Chơi. No 1 đi quần lỗi. Vâng, 25 trên 48, một tình huống đi quần lỗi đến từ vị trí game thủ No 1. Đây là màn vẩy E đến từ vị trí game thủ E. Vậy là khá nhanh để bắt được những con cung R của đối phương. Tiếp tục vẩy, 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 vẩy và vẩy. Ăn được nửa số lượng quần đội bạn, khoảng 6 con cung R. 6 cung R, thời điểm mà cái tham lai của ông nào cũng chỉ là 25 là ngon. Đưa tham đội bạn về con số dưới 20. Tươi. Vâng, một tình huống xử lý ổn đến từ vị trí của game thủ E. Một tình huống mà game thủ No 1 đã đi quần lỗi, đội bạn lại đang vòng vào cái góc này. Vâng, Hè thì vẫn đang bắt được lối đi quần của đội bạn. Khả năng cao ngày trước game thủ E cũng là một trong những game thủ vâng làm lính trinh sát. Ông này mà dí cung R thì khá tinh tế và nhạy bén. Lại là bắt được quần, ăn được luôn. Không có cho mình giáp 4 thì ăn được. Bắt quần, không không, chạy là rất tỉnh. Nhưng Hè lại đang có kỹ năng vẩy E, lượng gỗ của Hè đang nhiều hơn. 400 gỗ, vẩy đi. Tiếp tục là vẩy E để bắt cung R của No 1. Nhưng cung R Siroan nó bắn nhanh quá. Nó bắn cái móng bè rất nhanh để tẩu thoát. 24 dành cho Hè. Tham vẫn đang cần. Tôi đoán là chỉ cần mà thôi. Hè sẽ nhỉnh hơn nhưng không nhiều. Cái con số không nhiều đó không thể nói là tham chúng ta đè được. Chúng ta vẫn phải tỉ mỉ và không được phép chủ quan, vẫn đảm bảo là điên hoang để ra thêm lạc đà. Vâng, cung R của No 1 từ nãy giờ đều đỏ lò máu rồi. Đội bạn đang không dám đấu và không hồi được. Thế trận vẫn đang thuộc về người cầm chém. 23 dành cho Hè. Vâng, Hè cũng đang không ra lại được lạc đà nhá. Thực có 40 thôi nên nếu như bây giờ không giữ dần tốt là fit dần đấy. Rồi, tham lại vòng trở lại cho No 1. Nghĩa là cứ một con nông dân thì sẽ đẩy một tham. Như vậy tham của hai ông này chỉ khoảng 23-24 như nhau. Vâng, bên kia tham cũng chỉ 25. Vâng, đây là một tình huống lại là thấy cung R của đối phương. Nhưng cung R nó vẫn có sự cơ động nhất định. 23 trên 48. Vâng, ra lại dân là hợp lý. Bây giờ phải ra lại dân đi. Vâng, ra một vài cái ruộng ở những cái địa chỉ ấm ấm để đảm bảo là có thể ra được lạc đà ở thời điểm tới. Phải ra dân mà hồi tham đi, đánh kiểu này là có thể bị thua ngược đấy. Quay trở lại nhà chính đội bạn xem có cái gì không. Xem là từ nãy giờ No 1 có hồi lại ở nhà chính và có ra lại vâng ruộng ở đó không. Vâng, cung R của đối phương sẽ không đấu với chúng ta đâu. Họ chỉ cố gắng lừa để bắt quân thôi. Hè vẫn đang uống để vỉa. Vỉa một vài dân của bên phía đội bạn và tích tiểu thành lại ở nhà ra dân và ra ruộng. Ơ! À! Ruộng của ông nào kia? Ruộng. Khiếp, sao lại có ba cái ruộng ở giữa nhà mình nhở? Vâng, game thủ No 1 quái lắm. Vâng, quái lắm. Vâng, tự dưng trong nhà lại có ruộng. Một cái ruộng ấm mà nào để bạn từ nãy đến giờ tham vẫn cứ nở. Mặc dù nhìn không thấy cái gì trên bản đồ cả đây rồi. À, chạy à. Nhà anh đấy, 6 dân của game thủ. Vâng, No 1 ở trong tình huống này đèn thế đánh rắn động cỏ. Và dân của chúng ta lại đi qua đối phương và để đối phương phát hiện. 25 trên 48. Vâng, chúng ta cũng mất dân. Ăn miếng trả miếng đến từ hai game thủ. Đây có lẽ là trận thi đấu căng nhất từ trước đến giờ. Những trận trước đó nó có thể đến phút thứ 51 nhưng nó không cần não trận này. Khi mà trận thi đấu trước đó cả hai bên đều có nhà và tham to, trận này tham nó chỉ loay quanh 2x thôi thì là trận đấu cần não. Hè cũng đang tụt tham và chưa nở lại được. Và bên kia thì lại đang có lượng dân đông hơn so với chúng ta mặc dù là quân bạn không đông. Vâng, 23 trên 48 cố gắng nở lại tham và đi quản lại tại nhà tham. Ồ, đè sau turn bắt quân vừa rồi game thủ Hè bắt được dân của đối phương. Một tình huống mà No 1 đã cố gắng nhét rất hay. Giữa hai nhà có một chiếc BG và ra ruộng. Nhưng đen cho game thủ Hè cho game thủ No 1 là vâng vẫn biết là cái nơi an toàn, nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhưng lại không thể an toàn mãi được bởi vì chúng ta cũng sẽ ra lại dân và sẽ di chuyển và sẽ phát hiện ra thôi. Tham của game thủ Hè đang là con số 25. Tham đang đè như vậy tham được bạn không quá con số 20. Hoặc là có nhưng chỉ khoảng 20 là cùng. 25 trên 48 dành cho Hè. Bây giờ thì Hè hoàn toàn có thể chơi chậm lại, đứng một lượng lạc đà vừa đủ để thủ cái hốc này và đưa một lượng lạc đà còn lại đi quản map là xong. Bởi vì nửa lạc đà kia là đủ để đấu quần với game thủ No 1. Còn No 1 sau cái turn vừa rồi anh ta sẽ lại đi tìm cái hốc nào khác để có thể thủ nhà. Với việc mà không có gỗ hoặc là gỗ ít thì cái địa chỉ người ta quay trở lại chỉ có hai chỗ, một là trên những chiếc BG mà chúng ta phát hiện ra, hai là nhà chính. Đó là những địa điểm mà thường thường các tay cung sẽ hay hồi trở lại. Cái bãi quả này chắc chắn đối phương không bao giờ dám ăn. Ăn ở đây thì không khác gì là ông tôi bụi này. Như vậy chỉ có thể ở nhà chính thôi. Nhưng đấy là tôi đoán. Hè bắt đầu chậm lại, không vội vàng sau những cái turn mà cảm tưởng như thế trận này. Vâng, vội có thể sẽ rất 50-50. Chậm lại để mang lại một an toàn cho một chiến thắng. Thời điểm phút 46 in game. Và trận đấu vẫn đang khá cam go. Vâng, đây là cái BG. Mang con lạc đà vào đấy xem biết đâu người ta lại bú lại tại cái bãi quả đấy thì ngon.
Vâng, vào đây bắt quân luôn. Hai con cung rờ tàn. Vâng, hai con cung rờ tàn của game thủ No 1. Hè đang nở tham rất tốt nha, hồi lại 30. Rồi, đến bây giờ tôi yên tâm hơn rất nhiều. Nếu như chỉ loanh quanh 21 và 25 thì chưa thể dám nói chắc chúng ta thắng. Nhưng đến bây giờ, và cái tỷ lệ thắng chúng ta nó sẽ tăng lên. Vâng, tăng nhanh cứ như cổ phiếu của Apple. 31/48. Vâng, đúng là đang hồi lại tại cái hốc BG phụ ở cái góc 10 giờ. 30/48. Ngồi nhà thủ và tách lạc đà đi quản map dành cho người cầm mì. Bên kia No 1 vẫn đang cố gắng. Vâng, đúng là chiến binh No 1. Dù có để thua với tỷ số là bao nhiêu đi chăng nữa, dù có là 1-12 hay là 2-12, vâng, dù có là thua, dù vâng khán giả có nói như thế nào, nhưng cái tinh thần chiến đấu của anh là điều truyền lại cảm hứng rất nhiều cho giới trẻ. Vâng, giới trẻ bây giờ với việc tiếp xúc với công nghệ nhiều nên đôi khi thất bại một lần là gục ngã. Thì tôi nghĩ rằng nếu như quý vị khán giả nào mà vâng muốn người em của mình có động lực trong cuộc sống thì hãy nhìn game thủ No 1. Vâng, để tiếp động lực cho cuộc sống. Không bao giờ bỏ cuộc, never give up. Không bao giờ bỏ cuộc dành cho game thủ No 1. Nó truyền lại cảm hứng rất nhiều cho tôi. Cảm ơn No 1 ngày hôm nay đã mang lại những trận đấu mà ý nghĩa của nó nhiều hơn so với chiến thắng. Hay lắm. 36/48. Vâng, chúng ta vẫn đang làm chủ thế trận. Hè thì vẫn đang có sự bình tĩnh và vẫn đang quản No 1 đang tụ cùng Rutter này. Hè bảo đâm luôn khi mà lượng quân đông. Thì tôi nghĩ là không ngán đối phương. Rồi, tiếp tục là những tình huống bắt vào thẳng nhà chính đội bạn. Tôi nghĩ là trong nhà chính sẽ có dân mà thôi. 38/48. Rồi, lại ăn hai cung R nữa. No 1 vẫn đang như một chiến binh ở trên bản đồ. Nhưng He thì lại đang cho thấy anh là một vị vua ở trong việc đánh chém. 40/48. Ngày mai tôi có thể sẽ bình luận cho No 1. Đen thế này. Cuộc sống của tôi nó bịp lắm các bạn ạ. Hôm nay bình luận cho He thắng No 1, xong mai lại đi bình luận cho No 1, rồi cày thật. Tôi không hiểu bác nào xếp cái kèo bình luận cho tôi trong hết cả mặt. Đây rồi, lại có cung R đến từ vị trí của No 1 ốp sang nhà của game thủ He. Nhưng He tham 41. Nếu như bây giờ No 1 soi tham thì tôi nghĩ là anh sẽ không còn vâng đủ tự tin để thi đấu nữa. Nên xin No 1 đừng soi tham. 42/52 dành cho game thủ He. Chuyển không phải chuyển cung đâu các bác. Bài này cứ 2L vắt đều là ăn rồi. Chuyển cung làm cái gì? Vâng, nếu mà chuyển cung thì dọa ma. Thôi thì lực khỏe chuyển được. Đóng cái nhà BA ra lên cái cung A2 váy chơi chơi để chứng minh rằng vâng cái thế trận này là thế trận nó trong tầm tay của game thủ E. Cảm ơn 5.000 quý vị giờ đang xem nha. Quý vị tiếp tục chia sẻ để ủng hộ game thủ E trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay đánh căng não quá. Vâng, tham của đối phương bằng nửa tham của E. Tham bên kia đoán 25 là cùng. Vâng, hay là đóng 1P ra lấy phù hồi máu. Úi dồi ôi. Tham đề khoảng 80/56. Đóng một nhà BP xin phù thủy hồi máu cho lạc đà. Rồi hồi máu cho nông dân. Vâng, cái bài này làm thì thấy hợp lý. Vâng, đây là cái hốc của game thủ No 1. Thôi được rồi, bây giờ tôi nghĩ là He nên mang dân ra bo BP mặt dưới và sau đó công thẳng từ trên 12 giờ xuống là còn lâu mới chạy được. Rồi đội bạn lại móc vào nhà chúng ta được hai dân và sau đó lại té. Cái lối đánh du kích rất khó chịu. Vâng, du kích là một trong những lối đánh phổ biến của quân đội nhân dân Việt Nam. Một lối chơi mà như những bóng mã. Và game thủ No 1 đang làm rất tốt cái chiến thuật đó. Và cũng đang gây ra một sự khó chịu dành cho game thủ He. He thì đang cố gắng để chuyển cung. Một trận thi đấu mà có lẽ He đang muốn tạo áp lực bằng cách để cho No 1 soi tham và tự quyết cho anh không bị quản map nữa. Tôi nghĩ là hợp lý. Đánh theo kiểu bài tâm lý. Đánh theo kiểu là vâng nở tham mắc ping và cho đối phương thấy khó mà tự lui. Tôi thích cái cách đó của He. Nó thể hiện cái sự nhân văn ở trong lối chơi của mình. Một người yêu hòa bình, không thích đánh nhau, mà chỉ muốn chứng minh cho đối thủ thấy rằng tôi đang to lắm, đừng đánh tôi làm gì cả và quit đi. Hay thế. He ngày trước chắc học trường đại học nào đấy. 51/56. Đại học nhân văn. Nhân văn quá, trận đấu quá nhân văn. Trận đấu này tôi rút ra hai bài học kinh nghiệm. Một là vâng đừng bao giờ bỏ cuộc như game thủ No 1. Và hai, đừng công kích người khác. Thay vào đó, hãy dành cái thời gian công kích đó để phát triển bản thân và làm tốt bản thân để cho người ta thấy khó mà lùi. Hai. Và quý vị có thể thấy rằng với việc xem các game thủ đánh chế thì chúng ta cũng rút ra những bài học cho cuộc sống. 50/56. Vâng, tiếp tục ngồi nở thảm, đối phương vẫn đang đi công. Nghe thì vẫn đang cho thấy khả năng thủ nhà của mình. Vâng, tiếp tục là những tình huống công nhà.
Vâng, thế trận nếu như chuyển được cùng hai váy thì đúng là hết cửa dành cho game thủ nâu 1. Vẫn đang cố gắng để có thể chuyển về cùng hai váy thủ nha. Vâng, có cần phải lên 4 hay không? Có cần phải lên 4 hay không đây? Tôi nghĩ chắc là không cần đâu. Ở trong cái thế trận như thế này mà lên 4 nữa thì... Vâng, phút thứ 5-18 in game, Hàm vẫn đang đè. Vâng, Hè sẽ có cùng hai váy đâu bạn. Ốp! Thời điểm khá nhạy cảm, cơ hội để cho nâu 1 giành chiến thắng là đây. Vâng, tham mình nở được khoảng 35 nhá. Người ta chưa ốp à? À không, đó là mình ốp người ta thì đúng hơn. Sorry các bác, tôi nhìn nhầm. Có cùng hai váy. Người ta vẫn nói rằng cánh cửa khác đóng lại để cho cánh cửa khác mở ra. Nhưng trận thi đấu này cánh cửa nó đã đóng lại thật sự với nâu 1 rồi. Và chả thấy cái cửa nào mở ra cả. Vâng, có một cánh cửa mở ra là cửa sổ. Nhưng đây là tầng 4 của Ego. Và nếu như nhảy cửa sổ thì khả năng thoát chết là rất khó. 62/72 dành cho game thủ EE. Hè có cùng hai váy để thủ nhà có lạc đà để đi quản map. Đối phương nhìn thấy mặt cùng hai váy của game thủ EE. Vâng, nhưng nâu 1 vẫn cho thấy ý chí chiến đấu như một chiến binh quả cảm. Anh vẫn đang xông vào. Nhưng đây là phím 1 cần thiết đến từ vị trí của game thủ nâu 1 sau khoảng 60 phút in game. Tỷ số là 1-0 ở trong, xin lỗi bạn, là 3-0 ở trong xe đấu thứ 1-0 trong xe đấu thứ 3. Không, trận vừa rồi có vẻ chảy cố, trận vừa rồi đánh được. Trận vừa rồi game thủ nâu 1 lỗi một chỗ là anh ta giữ dân kém. Và khả năng nở tham không mắc ping cũng như đi quản map chưa thực sự là ổn. Anh ta làm tốt thời điểm sau, nhưng mà làm không tốt ở thời điểm sau nữa. Người ta là giữa game và cuối game. Với bên cạnh game thủ He, vâng, từng đừng bên phải bên trái đó là Iquac và Quán Nhậu Tự Do. Cảm ơn hai nhà tài trợ đã gửi hai bạn nữ rất xinh đẹp đến đồng hành cùng game thủ He trong buổi tối ngày hôm nay. À, để có thể gửi đến khán giả. Tôi nghĩ là gửi cho khán giả chủ yếu thôi, chứ ông He thì ăn thua gì. Hai bạn nữ này ngồi là để ủng hộ cho khán giả nha các bác, chứ không phải ủng hộ cho cậu He đâu. Ủng hộ cho quý vị khán giả, nên là quý vị nhớ like và share để ủng hộ cho hai bạn nữ của chúng ta. Còn ngồi gần He thì chỉ gọi là để cho nó lên hình thôi. Còn người ngồi ở giữa thì chỉ là làm nền cho hai người ngồi hai bên. Em xin năm bao nhiêu? Em xin 97 đi từ Quán Nhậu Tự Do. Tôi ngồi nghe lỏm được. Phô phô quần cân. Hai phô 97 à? 97 là tuổi con gì nhỉ? Châu à? Tuổi con Châu. 97 hợp với năm bao nhiêu nhỉ các bác nhỉ? Con Châu hợp với con gì? Con Châu hợp với con bò. À, 97 hợp với 93. Như vậy xin mời quý vị khán giả 93 cho tôi xin phím 1. Vâng, quay trở lại với màn quảng cáo quý vị khán giả. Vâng, quý vị có thể hình dung là một tháng dùng điều hòa nhiệt độ hết 1 triệu tiền điện thì điều hòa, thì quạt điều hòa chỉ hết 50k thôi. Quá mắc bình, quý vị khán giả có thể lên Phạm Ego để có thể xem. Hệ thống Quán Nhậu Tự Do hiện đang có 4 cơ sở tại Hà Nội, bao gồm 19 Nguyễn Văn Huyền, 68 Thợ Nhuộm, 08 Lê Đành, 03 Nguyễn Bình Khiêm. Đến để thưởng thức và có cơ hội để gặp mặt các bạn xem 97 của chúng ta đang ngồi bên cạnh He đúng không ạ? FBC là loại vật liệu hỗn hợp với thành phần chính là bột đá kết hợp với PVC nguyên sinh tạo thành. Đây là công nghệ mới nhất của dòng sản phẩm ốp lát hoàn thiện. Xử lý các mùi hôi khó chịu đến tinh quắc, say xe điều hòa, đồ ăn mùi cơ thể, đưa bầu không khí trong lành hoàn toàn trở lại. Một lần nữa thì rất cảm ơn VFloor Ego Play, Marengo Here Care đã đồng hành với chúng tôi trong sự kiện này. Hệ thống Quán Nhậu Tự Do có 4 cơ sở tại 19 Nguyễn Văn Huyên, 08 Thợ Nhuộm, 08 Lê Đại Hành và 03 Nguyễn Bình Khiêm, quý vị có thể qua. Và đặc biệt rằng nếu như fan của cậu He và fan của Đế Chế nói chung sẽ được giảm 15%. Hồi nói chậm lại tí ạ. Ok, em nói chậm lại nhá. Đấy là nói hơi nhanh nhá. Vâng, như vậy là tôi sẽ nói chậm lại. 12/16 dành cho He. Đây là con sư tử. He cần phải xử lý bình tĩnh để không chết dần trong tình huống này. Như vậy là không chết dần. 2-4. 1 bầy hiêu 7 con về. He đang bảo trận này ép đời mắc luôn. Đã đủ đâu mà ép đời mắc. Có quả phụ chưa? Chưa quả phụ. Thế cố gắng trận ép đời mắc mẫu thôi. Lúc này là lúc mà He đang muốn biểu diễn. Đế chế biểu diễn thế nhà của He. Trận này là tương đối xấu. No 1 đang để thua 7 trận thông. Chắc chắn tâm lý sẽ đang ở đáy cốc. Còn He thì đang ở trên đỉnh cao của phong độ và đang đánh rất bay bổng. Thi đấu với một phong độ tốt hơn nhiều so với đối thủ. Hôm nay điên hoang xa thế. À, anh Nhật Vu. Em xin trả lời cô.
Em xin trả lời câu hỏi của anh là em đang thuộc biên chế của Ego Media nên có những thời điểm sorry các bác nha, tôi nói chậm không quen. Tôi xin phép được nói lại với cái tông giọng chính của tôi nói chậm thể với các bác luôn, khó lắm. Các bác bảo em nói chậm không khác gì bảo nghe ngậm mồm, khó lắm, không làm được. Vâng. Ủa ơi, hè ơi, tôi xin ông câu 4 voi đi. Vâng, để chế biểu diễn. Biểu diễn thôi chứ tầm này, vâng, chiến thắng nó không còn quan trọng với tôi nữa. Em đang thuộc biên chế, bình luận viên thuộc biên chế của Ego Media nên tất cả những game thủ vâng thuộc Ego thì đều sẽ đồng tôi đều có thể đồng hành cùng như là he. 3 voi là được rồi. Hè hôm nay tươi, hè hôm nay đang trúng quả gì tươi lắm. Cố lên, 3 voi về từ từ đã các bác. Chém gió sau nha, đợi turn câu voi này của cậu hè đã. Về. Vâng, ông hè không những bắt cá hai tay mà bắt cá ba tay. 3 voi đã về nhà chính của mình. Phi con voi sau nó quay đầu. Phi. Vâng. Còn voi say rượu chín chung quay đầu. Fan của bình luận viên được giảm giá không? Fan của em được giảm 20% nha các bác. Đọc số tài khoản cho em bán 5% còn lại. Tiền với em không bao giờ là vấn đề đâu mà. Nói thật các em đi bình luận đế chế chỉ thỏa mãn đam mê thôi. Em thì một vợ một con, nhà 4 tầng, đi Lamborghini. Tiền rất nhiều, chỉ là thỉnh thoảng hay nói phét tí thôi. Ăn chung quả với game thủ vâng nâu 1. Tí thì thành công, nhưng bây giờ thì sẽ cố gắng câu đôi voi này về với nhà của mình. Đồ ăn chúng ta đủ rồi nên về chung quả với đội bạn nó cũng không mang lại nhiều ý nghĩa. Em quán nhậu có nụ cười làm thiêu đốt bao nhiêu con tim đến tình hạt đậu nhỏ. Khiếp. Hàng có 4.000 quý vị khán giả đang đồng hành cùng He. Và tôi nghĩ là cả 4.000 quý vị khán giả thời điểm này chỉ hận là He nên tàng hình. He nên tàng hình, tức là lộ mỗi đôi tay thôi để hai bạn đấy có diện tích lên hình sớm hơn. Tôi biết mà, các bác không nói thôi, tôi nói hộ. Rồi, con voi thứ 3 về với nhà của mình, con voi thứ 4 về với F. Ăn chung quả. Đóng BL chạy đánh chém chuẩn rồi, 25 dân, 26 trừ 1 chết qua dân, hơi phê. Hơi fail. Tỷ số đang 1-0. Nhanh mà. C đấu thứ 3 mà. 1-0. Ông thắng 2C rồi, ông đang thắng C3 rồi, ông muốn đánh C4 à. Chết một dân đánh chém, trận này là một trận thi đấu mà nhà gần nhau nên đánh chém là hợp lý. Chắc chưa làm sao nốt cái C3 này thắng sớm. Quý vị giả nhớ để lại một like một share để ủng hộ cho cậu He nhé các bác nhá. Một like một share đi. Để ủng hộ cho game thủ E ở trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay đánh chạm 3 về C nên nếu như E mà thắng C3 thì chúng ta nghỉ. Chứ còn tôi nghĩ là với việc mà No1 đang để thua khá sâu như này thì tôi chưa biết được kịch bản đội bạn lên đời cũng sớm nhá. He trận này khó đấy. Bên bạn là công giáp đầy đủ cho giò rồi, như vậy bài bên kia mắc bình. Vâng, he trận này câu voi, vâng định câu 4 voi nhưng mà fail và nó ảnh hưởng khá nhiều đến trận đấu. Thứ nhất bị chết dân, thứ hai là mất thời gian. Rồi, 1A luôn hả? Vâng, anh nâu 1 gắt vậy. Hay, tôi thích nâu 1 như này. Tức là có một cái lối chơi nó bay, nó phiêu. Vâng, mất giò. AA của ông he. Sorry các bác, từ nãy giờ ngáo thôi. Tại vì tôi đang ngồi ở gần he và gần hai bạn nữ nên là tôi cũng ngại hút. Và các bác biết rồi, thiếu tí nicotine người nó cứ bị ngáo ngáo. 26 thì bạn có lạc đà đến. Có lạc đà đến rồi và chúng ta chưa có cái gì để thủ. Có lạc đà thủ theo game của he nhưng mà là đổi dân luôn à. Hàm để máu thật. Vâng, 1P đến từ he. Làm 2 dân, 3 dân của game thủ nâu 1 và quay trở lại để thủ lạc đà trong tình huống này. 25, phà vẩy he rất nhanh. Còn lạc đà bất lực đứng nhìn. 25 trên 48, đây là 1P để thủ. Vâng, thế trận có lẽ vẫn đang chỉ là cần. Tôi đoán chỉ là cần hoặc he nhỉnh hơn bởi vì he đang là người làm tốt hơn. Bên kia chết rất nhiều dân. Còn lạc đà này yếu máu rồi, he cũng đã công giáp đầy đủ, dân nhà đã đứng chơi nhẹ một tuần. À sorry các bạn, chờ đổi quân, như vậy là 2 phô. Ngáo lắm rồi. 27 trên 32. Vâng, 2 phô nhá. Tôi chưa quên đổi quân, các bác không nhìn thấy một vài thủ. Phù đỏ. Con lạc đà ít máu, méo mó con không. Ăn con lạc đà này là có cơ để thủ nhà dành cho game thủ EE. Vâng, đội bạn cũng đã có phù đến từ vị trí của game thủ vâng nâu 1. Vâng, đội bạn phù cung đỏ.
25/32. Tham quay trở về cân He cố gắng giữ dần ở thời điểm tới. Vâng, có bánh xe dành He và có cùng R để khắc lại những con phù thủy của bên phía đội bạn. Vâng, 26 là tham lai của game thủ E, nó cũng bằng với tham của game thủ No 1 ở thời điểm này. Bên kia là một P. Bên mình cũng là như vậy. Vâng, chúng ta đều đánh nhà quân là như nhau. Lúc này thì là lúc loạn tiễn phần thầy. Khá là lộn xộn ở trước cửa nhà của He. Nhưng He vẫn đang xử lý là rất tốt, tỉnh táo tàu. Vâng, bên kia xong đổi màu đi nhờ pha phù. Vậy E, hay thế, pha phù hay đến từ vị trí của He. Ăn cắp con lạc đà và bỗng dưng nó lại ngon luôn dành cho game thủ E trong tình huống này. Vâng, đội bạn có phù không? Đang sẵn sàng dần cho nó đập nhau luôn. Và đây là thiếu vị để thủ phù. Hai bên lao vào, lực đà của bạn đang là ít hơn. Tiếp tục ra lạc đà, nhưng thế chất lại đang mất đi dành cho game thủ No 1. Vâng, làm tốt ở thời điểm đầu rồi, nhưng thiếu đi một chút may mắn. Và giữ dần chưa thực sự tốt, lại bay màu dành cho game thủ No 1. Cả thế giới quay lưng lại với anh, nhưng tin tôi đi, tôi cũng quay lưng lại với anh mà thôi. Vâng, 32/40 dành cho game thủ E. Phù đỏ một tơn nữa là quit. Phù đỏ tơn nữa là quit. Vâng, 31/40. Đội bạn không chủ động ở thời điểm đầu, He làm tốt ở thời điểm sau. Và bây giờ lại tiếp tục là màn ăn cắp đến từ vị trí của game thủ E. Tiếp tục là phù. Vâng, không đỏ lắm, nhưng không sao, chúng ta cũng đã thành công để thủ nhà. Bây giờ sẽ ôm lên để có thể quẩy vào nhà của đối phương. Tham đang là con số 30, tham bên kia chỉ vẫn đang là 2x. Như vậy chúng ta đang đè tham rồi. Cơ hội lại mở ra để chúng ta có 2-0 ở trong siêu thứ 3. Và là 8-1 dành cho game thủ No 1. Một cái kết thực sự là đáng lòng dành cho game thủ No 1. Tỷ số là 2-0 ở trong siêu thứ 3. Vâng, ngày hôm nay tôi nghĩ là bên phía bên này thì vâng, các bạn nữ vỗ mỏi hết cả tay, trận nào cũng thắng. Bên phía của đối thủ thì nếu như mà có ai đó ngồi đằng sau No 1 đợi mãi chả được vỗ tay, vỗ tay mỗi lần. Buồn thật. Thua vỗ tay à? Thua vỗ tay cho đối thủ à? Vâng, nếu như trận này thắng là chúng ta sẽ nghỉ. Đây sẽ là trận thi đấu được cho là nếu như No 1. Khuôn mặt của anh ở thời điểm này có lẽ sẽ mang rất nhiều tâm sự. Nụ cười sẽ không thể nở được trên môi. Có lẽ sẽ là một sự trầm tư, một sự trầm tính. Ngày hôm nay tôi đến rất sớm. Pan Rome là người cầm Rome mà là người cầm Pan. Quân mình là Rome, đội bạn là Pan. Quân được cho là tươi dành cho game thủ No 1. Chúng ta chỉ là Roman thôi. Ngày hôm nay chia sẻ một chút. Thực ra tôi là một người làm việc khá là chuyên nghiệp và nguyên tắc nên tôi đến rất sớm. Ông Hè thì ông có nhầm lịch, ông đến muộn lắm. Còn tôi đến vào lúc mấy giờ nhỉ? Tôi đến vào lúc 6 rưỡi. À đâu, 7 giờ đánh, 6 giờ tôi có mặt ở đây rồi. Và tôi nhìn thấy game thủ No 1 một mình ngồi bên ngoài với cốc trà đá. Mắt anh nhìn ra ngoài đường mang đầy tâm sự. Nhìn dòng người qua lại và nhìn xe qua lại. Nhìn những chiếc lá vâng mùa hè rơi rơi. Và trầm tư suy nghĩ. Những giây phút thầm lặng của một người đàn ông mà vâng, đằng phía sau những nụ cười là những nỗi buồn. Thương No 1. Trái ngược với No 1, người luôn mang tâm sự trên nét mặt của mình thì lúc nào cũng là nụ cười trên môi của He. Quay trở lại với màn quảng cáo. Một lần nữa thì xin cảm ơn quán nhậu tự do với Quang đã đồng hành cùng game thủ He ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hai bạn nữ ngồi hai bên. Vâng, một người thì mang nét sắc sảo đó lấy Quắc. Nó cũng sắc sảo giống như vâng, cái độ tẩy rửa với Quắc vậy. Còn một người thì lại rất là hiền hậu với bờ tóc ngắn cá tính của mình đến từ quán nhậu tự do. Để đảm bảo rằng quý vị khán giả mà có đi nhậu thì nên nhớ về người vợ ở nhà của mình. Hay thế, vâng, ý nghĩa. Bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của vâng hai bạn nữ của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Vâng, tôi đến phục mình luôn đấy. Quay trở lại với màn quảng cáo. Quạt điều hòa Rapido ngoài việc quạt mát lạnh thì còn có chức năng lọc và làm sạch không khí bằng màng lọc tích hợp than hoạt tính ion bạc tạo không khí cực kỳ trong lành. Quý vị cầu đầu E đến với hệ thống quán nhậu tự do được giảm ngay 15% đồ nhậu cùng với xem trận đấu E với sự phục vụ tận tình và chuyên nghiệp của hệ thống quán nhậu tự do. Sàn SPG V-Floor là một trong những vật liệu thay thế cho các loại gạch, men hay sàn gỗ trong thi công ốp lát sàn, tốt hơn so với các loại sản phẩm truyền thống. Giải đấu E Nghệ An Open 2 khởi tranh vào ngày 21/22/23/8 tại Cyber Game Virus Vinh Nghệ An với tổng giải thưởng lên tới 200 triệu đồng, bao gồm 3 nội dung thi đấu solo random, 2 AC, AC và 4 random.
Hai ACA đấy các bác. Đúng rồi, bởi vì các bác mà có đồng hành với Chín Chu hay là với quán nhậu tự do thì tôi xin nhắc lại là nhậu có trách nhiệm, không lái xe khi đã uống rượu bia. Vâng, chúng ta có thể bỏ ra hàng trăm nghìn để uống bia thì tôi nghĩ là bỏ ra 20.000 để bắt Grab về nhà để cho nó an toàn nhé. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi tặng sao cho game thủ hey, ngày hôm nay khá là đáng tiếc khi mà tôi không thể cảm ơn hết được, bởi vì hình như là Facebook đang có chế độ rơi sao thì phải, nên là rất nhiều sao không thể cảm ơn kịp. Roman có đồ lùa, đây là đầu rồi game thủ hey. Trận đấu này là trận thi đấu khó. Tranh Lương Bá. Giới thiệu với bình luận viên thì tôi tên là Vi Văn Hồ, sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang. Đang là biên chế bình luận viên của Ego Media và biên chế chính là của 669. Ngày trước hay bình luận cho Sang Long và Tiểu Thủy Ngư, bây giờ thì hai game thủ đó đang ở Trung Quốc nên tôi tạm thời đang bình luận cho nhiều game thủ khác nữa. Anh Vi Hồ ơi, những đoạn gay cấn anh bình luận từ từ thôi, không anh em nào bị ngẫnh tai là không nghe kịp đâu. Thực ra thì cái đấy là một trong những cái tật mà tôi không bỏ được rồi. Tôi bị nói rất là nhiều về vấn đề bình luận nhanh rồi. Có những thời điểm mà tôi cũng không hiểu sao tôi lại đọc nhanh như vậy nữa, bởi vì đấy là một cái phản xạ tự nhiên ấy. Có lẽ là thói quen từ những cái đợt bình luận của những cái tựa game khác nó mang đến với đế chế. Nhưng mà đôi khi đấy lại là một cái màu sắc riêng của tôi. Tôi muốn là khi người ta nghe giọng là biết luôn đây là ông Vi Hồ. Nên là mong quý vị thông cảm. Ông phải đóng hai hết gần nhau thế. Em quê Bắc Giang ạ, em ở Lùng Ngạn Bắc Giang. Vâng, thêm một bầy yêu nữa dành cho cậu He. Nhà có 9 hectare vải thôi, không nhiều lắm. Năm nay vải Lùng Ngạn mất mùa các bác ạ. Đúng rồi, cứ đi có lại thôi. Gió má không đòi mất mà lại đòi ăn vải, khôn như ông quê tôi đầy. Không, quê Bắc Giang tôi không khôn lắm đâu. Bắc Giang quê tôi toàn ở dân tộc thiểu số. Đấy là một vùng quê còn rất là nghèo, toàn là đồi núi thôi. Còn rất là khổ. Nhưng mà được cái người dân Lục Ngạn ngọt ngào như quả vải. Kết bạn là Facebook của tôi là Vi Văn Hồ nhé. Các bạn có thể tìm ở trên Facebook là ra thôi. Hoặc là facebook.com/vihoit là ra. Đây là BB. Cố gắng trận đấu này phải thắng 3-0 nhá. Ngày hôm nay phải đấm đội bạn 9 phát thông. Cho đúng một phát danh dự thôi. Vâng, mình kia là Pan đấy. Vâng, lạc đà bay. Roman thì lại có chém và không chém bị khắc cực mạnh vào lạc đà. Đây là BM. Đây là BL. Ui, bài của bên kia lên đời cũng xem với chúng ta. Bên kia đánh 19 dân của bạn. Chào quý vị đồng hương nhá. Ok các bác. 27/28. À, họ Vi thì cùng họ với cả VS với Vi Tiểu Bảo đấy các bác. Tài giỏi như VS và đa năng như Vi Tiểu Bảo. Hai mươi tám, trẻ Nguyễn Hồng Sơn nhá. Rồi bây giờ thì về nhà và ra ruộng thôi. Thực ra thì cái con Roman nó có lợi thế kinh nhất, đó là khả năng ra ruộng, khả năng phát triển của nó, khả năng của Roman nó nhỉnh hơn so với Pat là rất nhiều. Hai mươi tám trên 36. Rồi bị đi dò vào chết một dần. Vâng, con dò của đội bạn. Chúng ta chưa có công nghệ gì cả, tôi chưa đi rõ dò của game thủ Vâng No 1. Vâng 93. Rồi có một P là hợp lý. Trận thi đấu này là một chơi chậm. Chơi chậm trận này không biết có chậm được không, bởi vì tôi cảm giác trận này bên kia sẽ chém cực giác, có thể là bài 2L luôn. 2L luôn không hay là 1A. Với việc thấy nhà BP rồi chắc là 1A đấy. Đội bạn sẽ có khoảng 2A 1L. 2A 1L đến từ vị trí của ui lạc đà đến rồi. Vâng, phù thủy có chưa nhở? Đang sóc con phù thủy đầu. Ăn được con lạc đà đầu là có thể thủ được.
Vâng, 28/56 dành cho game thủ Ehe. Trận thi đấu này phải ra nhiều ruộng, bên kia sẽ có cung R thời điểm tới. Nhưng nếu như người ta không hay L thời điểm đầu tôi không ngán lắm. Bởi vì đội bạn sẽ không lạc đà đông ở thời điểm đầu, nhưng thời điểm sau rất đáng sợ, phù thủy chúng ta sẽ dường như là bị tê liệt luôn với cái việc mà người ta có cho mình cái đơn vị quân cung R để khắc cho con phù thủy của chúng ta. Và lạc đà nó khắc chèm. Vâng, nếu như mà muốn chơi trâu sống dưới trận này thì cái công 4 là điều rất quan trọng, và thậm chí là cả giáp 4 luôn, và thậm chí là cả vâng đầu máu luôn dành cho He. Phải là full công nghệ thì mới có thể nhai được. 29/56 vẫn đang cố gắng để có thể thủ nhà. Vâng, thế trận ở thời điểm này nó vẫn đang nghiêng về dành cho người cầm Pan, khi mà Pan đang có sự chủ động và đang lấy được dần của game thủ He. Đối phương đang bắt đầu sổ vào, đúng là 2L. Xin lỗi bạn, là 2A1L. Quay tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 ở trong set đấu thứ 3, và chúng ta có trận thi đấu thứ 4. Bài xấu quay trở lại bằng quay quân nào. Vàng xấu rất là game thủ E vàng ngoài. Và trận thi đấu này cho bò nhà bằng ruộng, nó không khê. Anh Tạ Quang Toản bình luận rất hay, anh nhé vơ và Hải bình luận cho sẻ nhiều, nhưng lần đầu tiên nghe chú bình luận rất ấn tượng, chúc chú luôn phát huy được năng khiếu. Cảm ơn anh Tạ Văn Toản rất nhiều, cảm ơn anh, chúc anh có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn những lời góp ý của anh, đọc những lời góp ý như vậy đó chính là thành công cho bình luận viên như chúng tôi. Đi bình luận viên mà sẽ buồn khi nghe thấy những câu chửi và vui khi nghe những lời khen, nói chung là ai cũng vậy thôi, cuộc sống mà. Rom Katha, mình là người cầm Rom, bạn là người cầm Katha, Ryan làm lại đi. Ở trận này chúng ta sẽ được cầm Roma, bạn là người cầm Katarian, quân được cho là dễ chơi hơn. Dễ chơi hơn thôi, chứ còn có lợi thế ép đời thôi, chứ Katha cũng là một đội vị quân rất đáng sợ. Bài Katha hay đẹp. Và có cùng là một váy. Face của em là Vi Văn Hồ. Bác nào mà dùng máy tính thì gõ fb.com/vihoit là ra mà. Bởi vì ngày trước tôi học công nghệ thông tin. Quả này 7. Úi dồi, vòi hiều đều hề, trận này không thắng được nữa thì thôi đấy. Vâng, quần đẹp hơn đến với màn quảng cáo. Quạt điều hòa Rapido là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba thiết bị điều hòa, máy lọc không khí và quạt thông thường, đặc biệt tốt với những người cơ địa như viêm mũi dị ứng hay bị tai mũi họng. Hệ thống quán nhậu tự do đang có 4 cơ sở tại Hà Nội, bao gồm 19 Nguyễn Văn Huyền, 68 Thợ Nhuộm, 08 Lê Đại Hành và 03 Nguyễn Bình Khiêm. Quý vị có thể đến thưởng thức. Sàn SPG V-Floor được cấu tạo gồm 5 lớp giúp sàn có khả năng chống chịu và độ bền cao vượt bậc so với các sản phẩm tương tự. Xin trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Vivlo Ego Play Marengo Hearcare đã đồng hành cùng chúng tôi trong sự kiện này. Chi tiết quý vị tham khảo từ website ae.vn. Vâng, bài đôi vòi, một hiêu, và hiêu này trên 5 con luôn, hiêu 6. Mắc pinh về đồ lùa, thế nhà đẹp luôn, xem game thủ EE có thể có ad đầu sớm được với 4 cây gỗ gần. Mọi thứ đều thuộc dạng cực ổn dành cho game thủ EE. Ôi, hôm nay em sang đây làm gì? Sao tự nhiên lại sang đây Long yếu mà ngày mai sang Long không có kèo? Nên là em sang bên này bình luận nhé các bác nhé. Sẽ có những thời điểm mà tôi sẽ đi bình luận cho nhiều game thủ khác nữa. Bỏ mặt He thì cũng được, cày thật. Còn vòi nữa dành cho He. Thiếu quả phụ là đủ đồ rồi, trận này cố gắng đánh tươi, chém chết đối phương luôn, không chết được dần ở trong tình huống này. Cảm ơn anh Hương Hương Minh nhá, cảm ơn rất nhiều. Vâng, thắng với tỷ số đang là 8-2. Và một kết quả áp đảo tuyệt đối dành cho game thủ EE trước tay cung nâu 1. Nâu 1 thì tay cung hay tay chém nhỉ các bác? Tôi thấy nâu 1 đánh chém không có độ rát, đánh cung thì không có độ bá. Không biết kiểu gì, nhưng mà nếu như để nhận xét về nâu 1 thì kinh nghiệm và quái là thứ nâu 1 có rất là nhiều, nhưng anh ta thiếu đi cái độ quyết đoán ở trong lối chơi của mình. Và có đôi khi cái cảm nhận và chiến thuật của nâu 1 nó hay bị sai. Và là một game thủ giữ dân không phải là quá tốt. Còn He thì là một hệ chém rát. Trong những trận đấu gần đây thì He cũng đang chứng minh rằng ngoài việc đánh chém ở thời điểm đầu tốt thì He cũng là một game thủ cầm chủ lực ổn bài 4 vòi. Và một trong game thủ khả năng nở tham tốt, khả năng bình tĩnh cân bằng thực gỗ, ra dân và ra ruộng đều ổn trong game thủ He. Mọi thứ đều ổn trước đối thủ nâu 1. Vâng, và bây giờ cơ hội một lần nữa nó lại mở ra để chúng ta có thể giành chiến thắng trước đối phương ở trong set đấu thứ 3. Set đấu được cho là cực kỳ quan trọng của đối thủ. Bởi nếu như gục ngã ở trong set đấu này, đồng nghĩa việc ngày hôm nay nâu 1 về với nhà của mình, và anh ta một lần nữa lại thua trắng trước đối thủ. Không biết ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu nâu 1 để thua trước đối thủ của mình rồi. Anh vẫn chưa có được chiến thắng để vực lại tinh thần của mình.
Anh vẫn đang bị xa ở trong vũng lầy. 23/28 và một bài mà Hè sẽ ép đời với 4 voi 1 hiêu và không thèm ăn quả phụ nữa. Thực ra là không có mà ăn. 24. Con voi thứ tư sẽ được cầu về. Vâng, thế nhà là rất mắc bình. Trận này có thể lên đời quấn ruộng và sau đó thì đánh ở thế thủ trước người cầm Kanta. Và liệu rằng Nomo có đánh cùng A1 váy ngay từ đầu với bài này hay không? Và bài vở được bạn ra làm sao thì phải cùng chờ game thủ E soi tham thì giờ mới biết được điều đó. Vâng, 26 dân kích 7:57 giây dành game thủ E. Vâng, ép đời tốt với bài 4 voi. Đồ lụa là mắc bình. Toạc, anh Toạc bây giờ nghỉ bình luận viên rồi nhá, hình như thế. Anh ta không còn cầm mic để bình luận nữa mà anh ta là một streamer. Một streamer nghĩa là tự chơi và tự... là một streamer đấy các bác. Là anh ta sẽ tự chơi và tự bình luận cho chính mình thôi, chứ còn không đồng hành cùng các clan nào khác. Hai mươi sáu trên 28 rất tỉ mỉ, nhưng mà nông dân đang được cơ cấu để làm sao rằng nó chỉ việc quay lưng là đưa được tài nguyên về với nhà của mình, về với nhà điều kiện chứ không cần phải bước một bước nào cả. Thì lực dồn lên con hiêu này, khi cho nó hợp phát. Con hiêu này nó vô cảm. Con hiêu này đúng là vô cảm, giống như một bạn nữ đang ngồi gần Hè vậy, rất vô cảm. Vâng, cảm giác cứ như kiểu là vâng, dù anh có nói ngả nói nghiêng, dù anh có mẹc hay dù anh có tán em như thế nào đi chăng nữa thì Quark vẫn cứ vâng vẫn cứ là một trái tim bằng giá thôi. Hãy xem 95 anh nhá. 26/32 đủ 800 đô. 10:21 giây kích đời 27 dân ép đời như sen dành cho game thủ E. Roman mà, nói chung là một đơn vị quân mà cái sức phát triển của nó đến ngang với sen đấy, không phải dạng vừa đâu. 27/32. Còn chưa bao giờ tôi đi bình luận mà lại có nhiều bạn nữ ngồi gần game thủ mà lại cũng ngồi gần tôi luôn. Cảm giác bình luận nó bay lắm các bác. Ngày mai khả năng cao là yêu cầu công ty cũng cho PG ngồi gần bình luận viên. Ý kiến hay thế à giời. Chào anh Alibaba nhá, hello anh. Chào anh Nam Nguyễn. Chào anh, không có đâu em. Bình luận viên không phép lên hình, mà tôi mà lên hình thì khả năng khán giả chạy hết. Bởi cái vẻ đẹp thuần khiết của tôi. Người ta cứ bảo trộm chó đấy. Vâng, 28/32 như vậy có giò đầu, giò chưa công chưa giáp. Vâng, cố gắng chặt gỗ 1 để phát triển khỏe. Và sau đó tăng L lên công 4 đầu màu. Bên kia đánh gì, liệu rằng có bài đánh cùng A1 váy không? 26 dân dành cho người cầm Kataria. 26 dân, nó là một cái không hình như 27 dân thì phải. Nó là một ngưỡng cửa rất mông lung giữa cung và chém. Nên là không biết được, nhưng tôi đoán không đánh chém. Vậy ạ. Con giò này chưa rõ công nghệ nhưng màn vé đó chưa thành công. Một P để chống chém là lựa chọn hoàn hảo, đây là bánh xe. Hờ, trong tình huống đó, vâng, con giò sẽ buộc phải về thủ ở trong tình huống này. Không thể đưa nó đi được. Vâng, mà phải đưa nó về thủ thôi. 28/32. Vâng, chốt lại đi, cái chỗ đó nó chưa kín mà người ta sẽ khai thác đấy. Cố gắng 2E là kín rồi, thậm chí 1E là không đủ kín. Có con chém đầu thủ nhà. Cứ ngồi nhà và quấn ruộng thôi. Bởi vì Roman, giá thành nhà cửa rẻ, sức phát triển rất mạnh. Chỉ cần cố gắng để có thể nở tham là được. Đánh một trận thi đấu nữa mà cần phải cho thấy rằng chúng ta đang nhỉnh hơn một trình. Nói phũ thì nó là như vậy trước đối thủ. Tuy nhiên thì cái chặt gỗ 1 bây giờ Hè mới lên. Chặt gỗ 1 của Roman nó rất quan trọng để đảm bảo rằng lượng gỗ dồn lên và tăng khả năng phát triển dành cho Roman. 34/44 là tham lai hiện tại. Vâng, Hè vẫn đang cực kỳ tỉ mỉ. Con giò được công lên ở phía ngoài để tìm xem đội bạn có lạc đà đầu hay không. Nhưng đây là một bài ca Tharian, không phải là dâng lờ mà là một trận thi đấu có thể sẽ chuyển về cung A1 váy. Vâng, đội bạn cũng đang ngồi ra dần đến từ vị trí của người cầm ca Tharian và đang ra ruộng rồi, chứ không phải là người ta ngồi im tại chỗ đâu. Không phải ăn qua ăn hoang con chém mà là vâng chơi theo cái kiểu cũng tay to. Có thể sẽ là một trận thi đấu dài hơi. Bên phía bên mình sẽ không thể công chết được bạn ở thời điểm này, chỉ có một con chém và hai con phù thủy được. Vâng, và chúng và đối phương cũng không thể công vào nhà chúng ta ở cái thời điểm mà thế nhà đang kín và có quân ở nhà để thủ được. Như vậy hai ông sẽ ngồi nhìn nhau ít nhất là vài phút mới xong trận thi đấu này. Vâng, 40/44 là một chiếc BG để có thể ra ruộng. Vâng, tiếp tục là liên tiếp soi tham. Có vẻ như Hè đang là người nở tham tốt hơn, dễ hiểu thôi, bởi vì đây chính là Roman. Bên phía đội bạn sẽ chuyển về cung A1 váy hay sẽ chuyển gì, Roman cũng có cung A1 váy. 42/44. Cung A1 váy chuyển đến châu sọc giấy hay là cũng có cung A1 váy với ít nhất là 3 dành cho người cầm Kataria. 43/44 dành cho game thủ Ehe. Chúng ta mất giò một cách hơi lãng xẹt khi mà Ehe đang đi vào hơi sâu và không kịp lùi. Như vậy là Ehe cũng chuyển về cung A1 váy. Sức phát triển chúng ta sẽ là một trong những đơn vị quân mạnh hơn. Còn nói về quân thì là xem. Về chất quân thì là xem thôi. Vâng, chặt gỗ 2.
cũng là một thứ mà Hè nên chủ động có để có thể đảm bảo rằng lượng quân của chúng ta áp đảo so với đối thủ. Một trận thi đấu cần phải cho thấy khả năng tay to của mình để làm sao mà vâng dứt điểm được xê đấu thứ 3 trong nước mắt dành cho đối thủ. Trận thi đấu này Roman Châu chém là xong rồi các bác. Chuyển qua một vài cũng được, Châu chém cũng được. Đúng rồi, chém nó khác được, mà thậm chí Châu sẵn thế cũng được. Nhưng mà thôi, mình cứ đánh theo cái kiểu cũng A1 vậy, không sao cả, chúng ta đổi gió. Vâng, nhưng mà đổi gió kiểu này cẩn thận nhá. Gió này có đôi khi nó là gió độc mà méo mồm đấy. Vâng, 50/48 người ta đang đốt e vào nhà của chúng ta. Đây là cùng A1 váy của game thủ nó một đang đẩy. Vâng, để xem rằng có đỡ được hay không. Vâng, 50/48 He đang cố gắng để thủ nhà nhưng lượng quân là rất độc. Chắc chắn rồi, người ta sẽ có giáp. Vâng, chúng ta đang đứng ở bên trên nhưng lượng quân chúng ta là không đồng. Và cùng A1 váy không có sức, không có cái độ cơ động với khả năng di chuyển. Đây là màn vây. Nhưng đối phương có thêm cả lạc đà để tăng cái độ đa dạng về chất quần. 5 nhà BA dành cho He. He đánh cung A1 váy trận này là muốn chứng minh với game thủ No 1 rằng tôi sẽ dùng chính bài của bạn để giết bạn. Người ta gọi là lấy độc để trị độc, dùng sở trường đối phương để giết đối phương. Vâng, đánh cả về tâm lý. Nếu như làm được bài này chắc chắn sẽ là một ngày thi đấu thắng rực rỡ dành cho game thủ He. Nhưng nếu như để thua, vâng, thì có thể lại tạo ra một cái sự khó khăn dành cho chính bản thân mình rất 50-50. Nhưng xin nhắc lại, sức phát triển đến từ vị trí của Roman nó sẽ nhỉnh hơn Katarian là rất nhiều. Bởi vì giá thành nhà cửa rẻ, khả năng ra ruộng là không có giới hạn. Nó giống như câu nói của CLBKV, vâng, của Nguyễn Tử Quảng, trải nghiệm không giới hạn với B86. 63/68, chỉ việc ngồi gãi thôi. Vâng, thậm chí rằng nếu như thích đánh lên 4 đánh đạp đôi cũng được, không thích đánh cái gì cũng được miễn là thắng. Muốn chứng minh cho khán giả và đối thủ thấy rằng ngày hôm nay He đang cửa trên hoàn toàn so với game thủ đầu 1. Đây là một trong những bài đánh được cho là dã man, bởi vì nó đánh cả vào tâm lý của đối phương nữa. Và tâm lý trong việc thi đấu là điều rất quan trọng. Để làm được một game thủ chuyên nghiệp ngoài kỹ năng cá nhân thì yếu tố tiếp theo là tâm lý. Đó là lý do vì sao mà chim sẻ vẫn đang ngồi trên đỉnh bởi cái độ dày của mình. Mặt của chim sẻ nắng dày như dân Summerland. 82/80 dành cho game thủ He. Đội bạn tiếp tục để quần mặt yếu, đội bạn né nhà quần. He đang đứng quần ở mặt này nhưng không phải là quá đông. Đây là tiểu đấu quần đến từ hai bên và hit run. Chúng ta có phù thủy tiếp tục là bào và sấy luôn ở thời điểm này. He nên đứng quần ở những mặt yếu hại như thế này để tránh tình trạng bị lọt nhà. Bởi nếu như bây giờ lọt nhà, chúng ta sẽ mất cái sự ổn định và có thể sẽ bị đối phương quấy phá. Chúng ta đang dựa toàn bộ vào những cánh đồng, và nếu như mất nó, chúng ta sẽ mất lượng tài nguyên để có thể sóc được quần. He đang vào nhà BA đối phương. No 1 đang đi quá nhiều quần nên cảm giác như ta đang không có quần để thủ nhà. Đây là bật nature để vừa đấu quần vừa thủ. Hai bên đang có tình huống được cho là đổi nhà. He đứng mặt quần, đội bạn né mặt quần, nhưng lượng quần đối phương không phải là quá đông. He nên chạy dân của mình ra và đưa quần về thủ, sau đó mới hồi. Đừng đứng lại, bởi vì đứng lại thời điểm này đồng nghĩa việc sẽ trở thành cái bia ngắm dày đối thủ. Nhà BA đang bị chiếm, dân đối phương này ăn bỏ nature đi nào. Bỏ nature đi có được không? Không, quyết định vẫn để nature, không thể ăn dân bán quần thôi. Trời, như những người đàn ông đến từ He và No 1. Một trận thi đấu có rất nhiều điều để nói, dùng bài của đội bạn để giết đội bạn. Không thèm đánh Châu chém trận đấu này. Vâng, và cũng không thèm ăn dân của đối phương mà không đánh sòng phẳng của đối phương. Và tôi đang thích cái lối chơi bảy bồng của game thủ E ở trong trận thi đấu quyết định ở trong xê đấu thứ 3. Vâng, nhà BA đã bị chiếm, đội bạn không có quân và không công được nhà. No 1 đang bị mất mọi thứ. Lại một lần nữa mà có thể No 1 sẽ gục ngã với một trận thi đấu. He dùng chính bài của đối thủ để giết đối thủ. Vâng, chứng minh cho game thủ No 1 thấy rằng vâng, tôi sẽ không lợi dụng cái điểm mạnh của Roman là sọc giấy, mà là tôi sẽ dùng toàn cung A1 váy đi để giết cung A1 váy của đối thủ. Và tôi cũng sẽ chơi sòng phẳng với bạn, kể cả trong trận đấu quần này, trong những tình huống đổi nhà. Và tôi đều làm tốt hơn bạn. Và một trận thi đấu khép lại ngày hôm nay, và nó khép luôn cả về cái kết quả cuối cùng. Một lời, một cái sự nhấn mạnh đến từ vị trí của He trước đối thủ. Rất hay. Và một cái kết đẹp, một cái kết đẹp dành cho He, nhưng nó sẽ là nước mắt cho No 1. 77/08, một tham lai ấn tượng, chắc chắn sẽ nhỉnh hơn ít nhất là 10 tham so với game thủ No 1. No 1 đang không có quần, cung A1 váy không tụ được thì đồng nghĩa việc như tướng mất sĩ và tỷ số là 3-1 ở trong siêu thứ 3. Một tràng pho tay và một nụ cười một lần nữa lại nở đến từ vị trí của hai bàn đứa ngồi cạnh. Tỷ số xin phép được sửa là 3-1 ở trong siêu thứ 3 và chúng ta thắng 3-0 về C ngày hôm nay. He thắng tuyệt đối trước đối thủ của mình. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn vâng Rapido, cảm ơn Quán Nhậu Tự Do, cảm ơn Vflo, cảm ơn Ego Play, cảm ơn Marengo Hearcare đã đồng hành cùng He trong buổi tối ngày hôm nay. Chi tiết quý vị có thể truy cập website aoe.vn.
Vâng, một lời chào đến từ quý vị khán giả. Vâng, đây là chào. Vâng, He cũng chào. Cười gượng lắm. Chúng ta sẽ nghỉ. Chúng ta sẽ nghỉ ở trong buổi tối ngày hôm nay với chiến thắng thuyết phục trước đối thủ của mình đến từ game thủ E. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào ngày mai. He ngày mai đánh mấy kèo đấy? Chốt luôn để thông báo cho khán giả còn biết này. Ngày mai ông có 2 kèo đấy. Không, anh bảo He cơ. Em đánh mấy kèo? Vâng, như vậy là ông chỉ đánh với Sang Long thôi chứ không đánh cái kèo với thầu đâu gì. Tôi không biết, thông báo sớm để mai tôi còn biết, để mai tôi sẽ bình luận cái kèo buổi chiều và kèo buổi tối nữa. Như vậy là game lại quý vị He vào ngày mai vào lúc 13:30. Còn bây giờ xin chào và chúc quý vị giả ngủ ngon.